Kính thưa bác Nguyễn Công Nhân, kính thưa Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Triệu, Phật tử và Phật gia. Tên con là Trần Quang Khải, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1946, 77 tuổi. Trú quán xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Lời đầu tiên cho phép con xin kính chúc sức khỏe bác và Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Triệu, Phật tử và Phật gia. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng. Kính thưa bác, chúng con Tổ Phật tử Thiền Tông tỉnh Hưng Yên có 13 câu hỏi dưới đây, xin bác giải thích cho chúng con hiểu ạ. Con xin cảm ơn bác, cho con xin hỏi bác câu thứ nhất. Xin bác phân tích dùm con hai câu. Bên ngoài đã lăn xăn rắc rối, bên trong còn tội lỗi gợi khêu. Vậy bên trong xui làm tội lỗi để chúng con phải luân hồi để trả nhân quả từ cái tội lỗi mà chính mình gây ra, có phải không bác? Vậy bên trong là cái gì ạ? Bên trong là cái tưởng của mình, vì cái tánh tưởng của mình đó. Con người ta sống á, cái tánh người nó có 16 thứ, mà cái mà dẫn mình đi luân hồi chính là cái tưởng. Nếu mình tưởng tốt, tưởng mà về Phật giới thì mình về Phật giới, còn muốn tưởng đi đâu đấy. Mà đa số từ xưa tới giờ chưa ai biết con đường tưởng về Phật giới, mà chỉ tưởng tượng đi trong sáu nẻo luân hồi thôi. Chính cái tưởng này là nó giúp con người đi trong sáu nẻo luân hồi, và cũng chính cái tưởng này nó dẫn mình về Phật giới. Nhưng mà phải khi đợi khi nào mà Thiền Tông con vị Phật cho công bố ra thì nó mới tưởng đúng được. Nhưng mà cháu cũng để ý chỗ này nè, tuy là Thiền Tông công bố ra nhưng mà 10 người hiểu được cái này chỉ có một người quả mai, một người về được mà thôi. Vì cái tưởng này vì sao? Nó trong thế giới vật lý âm dương này nè, nó khó mà thoát ra cái tưởng mà giải thoát được đó. Nó khó là khó vậy này. Thì con người ta luân hồi là do cái tưởng này, chứ không có gì khác hết trời. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác. Cho con xin hỏi bác câu thứ hai. Câu hai, kính thưa bác, ví dụ một người khi còn sống tạo ác nghiệp, khi chết đi bị thực thi nhân quả xuống tầng 18 địa ngục. Người đó có trả quả dần dần, trồi lên tầng 17, rồi tầng 16, vân vân, cho đến tầng 0. Vậy hình thức trả quả như thế nào mà được trồi lên? Có phải trí tuệ của họ sáng dần và được trồi lên hay không? Thưa bác, dạy chúng con ạ. Xuống địa ngục thì không có dụng trí tuệ nữa, mà trong bóng tối nữa. Mà do cái nghiệp của mình, ví dụ 18.000 năm thì hết một ngàn năm thì trồi lên, tự động nó trồi lên. Cái đấy là cái quy luật của cái trái đất nhân quả này. Đây là cái địa ngục này là do ban bệ trời tứ thiên vương lập ra để trừng phạt những người mà bị xuống địa ngục. Đó. Giống như thế gian mà người ta lập ra cái khám để ta giam người. Vì thế mà trong cái khám nó có cái nhiều cái tầng. À, anh này ở bao nhiêu năm thì phải ở đây, bao nhiêu năm ở đây. Thì giữa con người và cái cõi âm nó cũng vậy thôi. Nhưng mà cõi âm thì nó làm có cái bài bản hơn con người. Con người bởi vì nó làm trong cái tưởng. Còn cái kia thì nó thiết kế theo cái kiểu mà sắp đặt của trời tứ thiên vương. Bắt buộc phải đi đúng cái quy luật của nhân quả của nó. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác. Cho con hỏi câu 3. Kính thưa bác, tánh tiên ở trái đất cũng có tiên, ở cõi trời tịnh độ cũng có tiên. Vậy hai tiên này có khác nhau không, thưa bác? Tiên ở trái đất này gọi là mang thân trung ấm thân của điện từ âm dương biến thể ở trái đất này. Còn tiên ở trên trời đó, mang thân bằng 12 màu sắc của điện từ âm dương thanh tịnh. Nó khác là khác, cũng là trung ấm thân, nhưng mà ở trên cõi trời thì mang 12 màu sắc của điện từ âm dương thanh tịnh. Còn tiên ở trái đất thì mang màu sắc biến thể, 5 màu sắc của
cái thế giới vật chất này này nó khác là khác ở chỗ đó. Rồi ta hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác. Cho con xin hỏi bác câu 4. Câu 4. Kính thưa bác, thần biết là cô hồn xui con người làm chuyện xấu để lãnh nhân quả. Vậy thần có thông cảm cho con người phần nào không hay thẳng tay trừng phạt ạ? Tầm quan trọng của trí tuệ con người biết phân biệt đúng sai để không bị thánh xui làm bậy rồi bị nhân quả. Có phải con người sống đúng theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín thì không gieo nhân quả xấu phải không ạ? Và nếu mà phải phân biệt cái thần quản lý chỉ có cái nhiệm theo sát tánh Phật, mượn thân tánh người, tạo cái gì thì ta thực thi nhân quả cái đó. Phải hiểu cái này. Còn mà cái vấn đề mà kêu bằng thần thì không can thiệp vô. Bởi vì trong cái tánh con người nó có 6 thứ tánh. Bởi vậy đầu tiên mà tánh con người vô mượn thân và tánh người á, thì 16 thứ tánh này là trống bốc, không có gì hết. Thì vị thánh á, yểm trợ cho cái tánh người bằng cái nhân nghĩa lễ trí tín để sống trong cách an bình, sống trong cái lễ nghi của cái nhân loại, của loài người đó. Còn tiên thì giúp sống cho nhàn hạ, đừng có tin là bậy, đừng có làm cái gì hết á. Nhưng mà nó kẹt ở thế giới này là loại của hồn, nó xúi làm bậy. Xúi làm bậy để chi? Để tạo nhân quả, mà không đi nhân quả thì phải vô cái loài của hồn sống, là cái chỗ này. Thì thế mà cô hồn nó rất nhiệt tình, thấy tánh Phật vô mượn thì ban đầu thì tốt lắm, nhưng mà nó dụ. Bởi vì con người ta có cái tưởng, nó xen vào cái tưởng rồi thì con tưởng cái gì? Thứ nhất là tưởng về linh thiêng, thì chắc chắn là bị cô hồn dẫn đi liền. Phải hiểu cái cơ bản này. Vì thế mà con tánh Phật mà vô mượn thân tánh người không thể mà tạo được công đức độc gió đó. Hơn nữa là công đức 10.000 năm một vị Phật mới cho công bố ra một lần. Suy nghĩ nó kiếm khó chứ không phải là. Nếu mà công bố ra mà mình ở cái tần số cao á thì theo liền. Còn ở nếu mà vô cái nghiệp rồi thì nó không có đồng ý cái tạo công đức. Mà nó thích tạo phước đức không? Nó sai chỗ này nè. Vì người ta chưa có hiểu cơ bản gì tánh của một con người. Vì thế mà nó có chữ sai biệt ở chỗ này. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác. Cho con xin hỏi bác câu 5. Kính thưa bác, theo con hiểu, tánh người tưởng cô hồn chèn ép tánh Phật. Làm theo tưởng, tánh Phật điều khiển tánh và thân người làm theo cái tưởng, con người hành động tạo ra nghiệp nên luân hồi. Con hiểu như vậy có đúng không thưa bác? Đúng rồi, ở trên trái đất này bất cứ hành động gì cũng bị nhân quả luân hồi hết. Nhưng mà cái nhân quả luân hồi mà ở trong gia tộc á, nó chỉ trả nợ trong gia tộc thôi, nó không sao. Mà sợ nhất là đi xuống dưới địa ngục và quả báo. Còn nặng nhất nữa là xuống hầm lửa lớn thì không trở về, trở lại làm người được. Thí dụ trả nhân quả trong cái kiếp người, trong gia đình 100 năm là hết. Còn mà trả cái địa ngục là 18.000 năm. Nó thì sai lệch với cái ngày công bố của một vị Phật ra. Nó sai chỗ này nè. Vì thế mà vô đây bắt buộc phải là ở trong gia đình, trả nhân quả trong gia đình thôi. Dầu có gây lộn gì nó cũng qua trong gia đình, chứ nó không thoát ra, nó không chướng vào trong cái địa ngục hoặc cái quả báo đó. Vì thế mà đạo Phật ra đời bây giờ cái ban đầu thì muốn dạy cái này dạy không có được. Vì thế mà Đức Phật phải chia ra nhiều giai đoạn để dạy cái này, mà sau cùng khi loài người văn minh lên cao thì mới cho dạy cái pháp môn giải thoát này nè. Nhưng mà nó rất khó, là vì cái thế giới này, thế giới tiền bạc, anh không thể giải thoát được, không thể thoát ra ngoài cái quy lực dính tiền bạc được. Nó phải để ý cái chỗ này. Thành ra con người tu nó khó, là khó cái giải thoát ở chỗ này. Thấy không? Thành ra ở trong trái đất này, nhân quả ở trong gia đình vẫn tốt.
Bởi vì nó không có nhiều, trả trả nhân quả cao đó là vợ gây lộn chồng, chồng gây lộn vợ vậy thôi, và con cái nó đây kia đó, nhưng mà nó không đến nỗi mà đi xuống cái địa ngục. Nó trừ trường hợp mà tự nhiên mà giết người ta đó thì phải xuống, còn mình không vô cớ không có giết ai thì không có xuống đâu. Rồi cho hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác. Con xin hỏi bác câu 6. Câu 6, kính thưa bác, bác nắm được giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nên bác biết được điều chánh pháp của Đức Phật dạy, và có câu Thiền Tông ra đời phá Tà Tông, có phải những điều bác phổ biến ra nhằm một bước chuyển mình giúp Đạo Phật ngày nay đi đúng chánh pháp thật sự không ạ? Này, cái nhiệm vụ của cái chùa Thiền Tông Tân Diệu là phải công bố cái pháp môn thứ 6 này ra, là cái pháp môn tinh hoa của nhân loại, là cái pháp môn chân thật nhất của Đạo Phật trong 6 pháp môn tu. Có cái nhiệm vụ thôi. Mà cái nhiệm vụ này là ông Phật truyền theo dòng Thiền Tông, 36 vị tổ Thiền Tông. Đầu tiên ông Ma Ha tiếp nhận cái này, rồi truyền đi. Về Việt Nam thì có vua Trần Nhân Tông, Pháp Lo Huyền Quang. Thì các vị đó mới sắp đặt chuyển cái này đi cho Long Nữ. Long Nữ là cái người nữ ở đất rồng. Thì ngày 15 tháng 1 năm 1950 thì cái quyền ký và giáo lý nó đã đến đất rồng. Thì cái chùa Thiền Tông Thân Diệu cũng xây dựng từ lúc đó, nhưng mà sau đó mới hợp thức hóa lại. Nghe không? Thì đây là cái nhiệm vụ của cái chùa Thiền Tông Thân Diệu, công bố pháp môn thứ 6 ra, là cái pháp môn chân thật khoa học chất lý của Đạo Phật. Còn những cái pháp môn trước nó không có nói về khoa học chất lý, mà như pháp môn chữ thừa thì nó tu để chứng A-la-hán thôi. Trung thừa tu để làm giảng sư, đại thừa tu làm kỹ sư, niệm chú tu làm thầy thuốc, niệm Phật tu hưởng phước trên trời. Đó là cái cơ bản của Đạo Phật, 6 pháp môn tu. Thiền Tông dạy của người ta giác ngộ và đi ra ngoài, trở về quy củ của mỗi người là Phật giới. Thì cái nhiệm vụ của chùa Thiền Tân Diệu phải có cái nhiệm vụ nói trắng ra cái chuyện này. Nhưng mà Đức Phật ông nói đó, dù có nói trắng cỡ nào thì chỉ 100 người cứu được 5-3 người thôi, không cần cứu hết. Nếu người ta chấp hành nghiêm chỉnh thì về, còn không chấp hành không nghiêm chỉnh mà ta có ý kiến chấp á, thì ta ở lợi. Chuyện đó là nhiệm vụ của một vị Phật nói ra, rồi nhiệm vụ của Thiền Tông nói ra, rồi nhiệm vụ của chùa Thiền Tông Tân Diệu công bố ra là cái chỗ này. Đó, thì chùa Thiền Tông Tân Diệu có cái nhiệm vụ này thôi. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác. Cho con xin hỏi bác câu 7. Câu 7. Kính thưa bác, khi con người còn sống trên trái đất thì vị thần bôi đen khối công đức của con người. Vậy khi người có công đức nhiều thì khối công đức này có phát huy tác dụng như người sống sáng suốt, thông minh, học giỏi không ạ? Nếu cháu có công đức nhiều thì cái tầm hiểu biết con nó mở hơn mấy người kia. Nhưng mà tại vì có nhiều nhưng mà điều nó bị bao đen thì nó cũng giống người ta thôi. Nhưng mà cái chất lượng của cái người đó, những cái người mà người ta ngộ tánh, ta ngộ thấy bằng tánh Phật, ta nhìn cái người đó bao nhiêu cái hạt công đức ta biết. Mà đa số cái người mà ta có hạt công đức rồi, ta rất sáng hơn cái người bình thường. Đó, vì thế mà một vị toàn năng thì giới, người ta nhìn thấy cái này ta biết. Hơn nữa là vị thần ta cũng biết. Thần quản lý mà, thần quản lý trước khi nói nó quản lý đời con thì nó đọc ở trong cái kho tàng thức con là bao nhiêu nghiệp, trong cái Như Lai tàng bao nhiêu công đức, nó biết, nó để hết. Nhưng mà nó biết vậy, để vậy thôi, nhưng mà muốn về Phật giới phải đợi cái pháp môn thứ 6 công bố ra thì mới sử dụng cái này được. Nó khó là khó cho đi, mà 10.000 năm. Nhưng mà dù nếu mà có công đức nhiều, ít gì, nhưng mà tuyệt đối đừng kiến chấp nè. Kiến chấp là kẻ nhầm không về được. Về kiến chấp là cái ngã là nó âm rất nặng. Thành ra vì phần cũng không cho thực thi được. Bắt buộc phải ở trên đất này, đi theo cái chấp ngã của mình. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác. Cho con hỏi bác câu 8. Câu 8. Kính thưa bác, một người thụ theo Thiền Tông và có công đức, có muốn trở về Phật giới nhưng còn dính danh và lợi, trí tuệ chưa hiểu thấu đáo Thiền Tông, chưa
chưa buông được danh và lợi nên có hành động xấu để trục lợi. Vậy bác cho con hỏi khả năng về vật giới của người này như thế nào ạ? 0%, không cách nào về được. Ta nói là chấp ngã nè, trong cái này nè, vô tu thiền tông rồi mà còn tưởng nè, tưởng chấp ngã thì hoàn toàn là cái ông thần ông không để ý tới con có công đức bao nhiêu, ông không để ý tới, bôi hết liền. Bởi vì cái trong mẫu của người là 16 thứ tánh này lúc nào nó cũng phát ra cái âm thanh của cái tánh này nè, ông thần cũng quản lý nhìn thấy biết. Bởi vì bây giờ thời Nguyên Tử mới nói được cái này, tất cả những ác đức, phước đức, công đức nó đều có cái tần số phát ra, cái người đứng bên ngoài là thấy, quản lý thì mình là biết, nhưng mà mình không biết, nhưng mà cái người quản lý họ biết. Mình có về được hay là không là do cái ông thần quản lý mình. Bởi vì trong cái bài nội quy mà của cái người mà sống ở trái đất này để tạo công đức, nó có cái nội quy của nó, thấy không? Chứ không phải là mình muốn sống lúc nào sống, không phải sống. Bởi vì vì thế mà người ta không hiểu cái nội quy này, vì thế mà ta làm ta bậy. Nếu mà con hiểu được cái nội quy thì hoàn toàn cái người mà tạo công đức rất dễ, nếu hiểu nội quy. Rồi, con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi bác câu 9. Câu 9, kính thưa bác, khi con người bị nhân quả vào hầm lửa lớn, chỉ cần Thánh Chúa cho gia nhập vào loài Thánh thì thần không thực thi nhân quả nữa. Vậy có phải thần sợ Thánh Chúa không, thưa bác? Nếu không sợ thì vì lý do gì ạ? Cái phần này gọi là phân quyền trái đất này. Thần trái đất này là gì? Quản lý, thực thi nhân quả. Thánh giúp con người sống an nhàn, thánh thiện. Tiên là an nhàn. Ngạ quỷ suối người ta làm bậy để ở lại trái đất này. Đây là cái luật nó chia ra 40 giai cấp ở trong cái trái đất này. Tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức. Nhưng mà làm sao tạo đây? Nó phong tỏa hết rồi. Thần thì quản lý, tôi không biết anh làm gì, tôi thực thi nhân quả cái đó. Thứ hai, Thánh thì giúp anh sống tư cách con người. Anh không sống thì anh sống theo tư cách ngạ quỷ thì anh phải đi theo luân hồi đó. Tiên cũng vậy. Tiên bảo là sống an nhàn, không có làm cái gì, không có tin cái gì ở trên thế giới này. Thế giới này, thế giới nhân quả vật lý mà, không có tin. Muốn tạo công đức thì cứ yên lặng, đợi khi nào công bố ra thì tạo về. Nhưng mà có một điều ở trên đất này đó, gọi là âm dương. Âm nó 90%, dương có 1% thôi. Làm sao này, âm là có loài ngạ quỷ á, nó dụ mình á. Làm sao thoát ra được cái này? Vì nó phân định của trái đất này nó là vậy, quy luật vật lý nó là vậy đó. Vì thế mà một tánh Phật vào đây muốn mượn thân tánh người tạo công đức, ít nhất cũng phải là Thích Ca là 8 tỷ năm mới về được, suy nghĩ đi. Còn mình là sao? Vừa đầu có nghe cái chuyện mà một vị mà 38 tỷ năm mới được về, công bố ra tại chùa. Rồi mình lại bao nhiêu? Gấp 10 lần cái cô này, cái người này, rồi sao? Nó khó, bởi vì thế giới này nó khó cái chỗ này. Vì thế mà cái pháp môn giải thoát này ông Phật cũng không dạy được nữa. Mà các tổ cũng không dám nói nữa. Mà cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này Long Lữ nhận được cũng không nói được. Mà giờ phải cái, dần dò rồi bắt đầu mới cho công bố ra. Nhưng mà phải khéo, 20 năm mới được công bố ra. Khi nhận được cái này 20 năm phải viết sách, rồi trình bày đủ chuyện lòng vòng, vòng do tam quốc xong rồi mới công bố này, cũng chưa ăn, cũng không được. Nó cũng như là chỉ có một phần nhỏ của con người họ chịu cái này, còn bao nhiêu họ bác hết. Rồi, sẽ họ tiếp đi. Con xin cảm ơn bác. Cho con xin hỏi bác câu 10. Câu 10, kính thưa bác, tại sao loài thánh sống ngoài vòng nhân quả, thưa bác? Có phải loài thần sợ thế lực của thánh nên không dám động đến không ạ? Bây giờ trong cái tổ chức cái này nè, con phải hiểu cái này, trái đất này là ai lập ra? Là ban bệ trần trời tứ thiên phương lập ra, bốn vị này nè, lập ra. Khi lập ra xong rồi đó, thì nó, trong cái trái đất này nó cái tổ chức của nó là thần thánh tiên phải bảo vệ trái đất này nè. Loài ngạ quỷ là âm, cái thế lực âm, nó không chịu vô trong cái tổ chức mà ở ngoài nó làm. Giống như nhà nước mình mà có tổ chức cái gì á,
có cái người ta không chịu vô tổ chức thì đương nhiên ta sống tự do rồi, thấy không? Thì nhà nước không làm gì cái này, thì cái loài ở âm nó cũng vậy. Bởi vì nó phân định là âm dương, âm là nặng, dương là nó nhẹ. Mà cái loại âm thì nó nhiều hơn. Cái gì? Con suy nghĩ cái loại trên mặt đất này, cái loại dương rất ít mà cái loại âm rất nặng. Cái loại ở dưới biển nó là nhiều hơn cái loại mặt đất. Vì trái đất của mình nó có chỉ có 30%, 30%, 3/10 là đất, 7/10 là nước. Nước là âm, xuống. Nó khó. Trái đất này trên cái thế giới này nó cũng vậy. Bởi vì cái này là tại cái tổ chức âm dương thì nó phải là cái kẻ âm và người dương. Mà cái âm nó nhiều, cái dương nó ít là vậy. Vì thế mà mình thấy, mình ngồi ở đây mình thấy mấy chục người vậy. Chứ còn sự thật, trong không gian hàng triệu người trong này, trong không gian nhỏ. Khủng khiếp vậy chứ không phải. Bây giờ khoa học văn minh rồi mới nói được. Chứ ngày xưa nói không, trong này có người hình người thì không ai tin. Chứ bây giờ còn tin. Con bỏ 1 triệu cái tivi đây, con mở 1 triệu cái tần số nó vẫn có. Thấy không? Nó nhiều lắm. Hình là nó khó cái về mà cái tần số mà để mà tạo cái công đức cực kỳ khó, chứ không phải dễ đâu. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác. Cho con xin hỏi bác câu 11. Kính thưa bác, loài thần và cô hồn có mối quan hệ với nhau như thế nào trên trái đất này ạ? Thần thì nhiệm vụ là thực thi nhân quả. Bởi vì cái loài thần nó có chia làm 8 ban. Mà loài cô hồn thì nó không nói ban. Mà nó bất cứ người nào trên trái đất này làm cái gì thì nó theo nó phá cái đó. Thấy không? Thần thì có 8 ban. Thánh có 4 ban. Tiên có 4 ban. Cô hồn nó ăn theo cái ban của cái thần thánh tiên. Con phải hiểu cái tổ chức này nè. Cái đất này là thần thánh tiên. Thần thì quản lý mình, thánh thì giúp mình nhân nghĩa, tiên nhàn hạ, cô hồn suối làm bậy. Con phải để ý cái này nè. Vì thế mà bởi vì con người ta mà vừa suy nghĩ vừa hành động là bị nhân quả đó. Mà cái này nói sâu rồi, không dám nói được. Nguyên tắc, bởi vì trong kinh nói là chỉ cần một máy động thì đã bị nhân quả rồi. Trong kinh nhân quả, Đức Phật đã nói câu này. Chỉ cần một máy động suy nghĩ là đã có nhân quả rồi. Vì người ta không hiểu rồi người ta mới ngồi ta tu thiền, ta dừng cái suy nghĩ lại. Không đúng. Cái đất này nó lưu động mà làm sao dừng nó được. Phải không? Người ta không hiểu gì nên mà tu nó thành là người nào mà tu mà dừng cái vọng tưởng là nó sai. Sai chỗ này nè. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác. Cho con xin hỏi bác câu 12. Câu 12. Kính thưa bác, trong kinh có đoạn Như Lai thường trụ Tam Bảo. Vậy Như Lai là ai? Thường trụ Tam Bảo là trụ ở đâu? Kính thưa bác. Bây giờ Như Lai là Phật, thường trụ Tam Bảo. Thường ở Tam Bảo là Tam Bảo nào đúng với Tam Bảo thì Như Lai mới trụ. Tam Bảo phải có Phật đúng nghĩa nè. Lời Pháp phải đúng nghĩa, Tăng cũng phải đúng nghĩa đó. Phật là gì? Là cái người ở trong cái Tam Bảo đó. Anh phải hiểu cái này rồi giác. Thì người ở trụ trì cái chùa nào mà giác ngộ thì Phật sẽ đến. Thầy trụ trì nào giải pháp của Đức Phật đúng thì Đức Phật sẽ đến hỗ trợ. Một vị tăng nào kiến tánh thì sẽ nhìn thấy được một vị Phật và các loài âm khác thì vị Phật mới đến mới dạy ông này được. Chứ còn nếu mà cái Tam Bảo mà không có ông thầy mà không có đủ 3 cái chuẩn này là Đức Phật không vô, không dám không vô. Lại vô cái đó, nếu suy nghĩ làm sai. Bởi vì cái Tam Bảo mà nó không có cái Phật Pháp Tăng này mà đúng nghĩa thì vị Phật không có ở đây. Mà vị Phật ở đâu? Ở tầng Bình Lưu á. Như hiện giờ ông Thích Ca này nó ở tầng Bình Lưu chứ không ở đâu á. Ông về Phật giới phải nhập vô Bình Lưu để mà theo dõi cái đạo của ông mấy ngàn năm. Mỗi lần gì làm gì thì ông phải đến đích thân ông
ổng quan sát, ổng trợ giúp, tật trúng thì cũng phải vậy. Đó là nguyên tắc một vị Phật thường trụ Tam Bảo, thì trong Tam Bảo đó phải có Phật thật là giải thích được giác á, ông người đã giác á. Vì ai cũng có tánh Phật mà, nếu người đã giác gọi là Phật, Phật nhân giác đó. Rồi Pháp Phật là lời của Đức Phật dạy về cái chân lý, cái trái đất này. Tăng, vì nó phải kiến tánh. Vì tăng này phải kiến tánh mới nhìn lại được trong cái khoảng ở trong cái chùa này có ai ở đây người ta biết. Nếu mà kiến tánh thì nhìn thấy trong cái chùa ai ở trong đó người ta biết. Phật, tiên, thánh thần hoặc là cô hồn người ta biết. Nó muốn một vị Phật thường trụ Tam Bảo thì phải có ba cái tiêu chuẩn này. Còn không có thì không có đâu. Còn nếu mình làm sai mình cúng thì cô hồn vô rồi, Phật vô làm chi. Chùa mà mở mà cúng một cái là Phật không hoàn toàn không dám tới. Bởi vì mời cô hồn mà Phật làm sao dám vô đây. Ở tầng mình lưu cũng nhìn thấy hết. Tầng mình lưu nhìn xuống trái đất này có 50 cái số trên nhiêu đâu. Thấy không? Rất đơn giản. Rồi cho hỏi tiếp đi. Vâng, con xin cảm ơn bác. Cho con xin hỏi bác câu 13. Câu 13, kính thưa bác, quý thầy dạy, Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Còn theo Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông, Tam Bảo là gì, thưa bác? Bây giờ cái ngôn ngữ thông thường thì đúng là Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Nhưng mà giải thích cái Phật Pháp Tăng này, Phật phải Phật thiệt, Pháp phải Pháp thật, Tăng cũng phải Tăng thật. Chứ còn Tăng mà, ví dụ bây giờ anh nói anh là bác sĩ đi, thấy không? Nhưng mà anh không hiểu gì bác sĩ hết rồi sao? Anh chỉ mang cái áo bác sĩ vô. Là cái ruột anh không phải bác sĩ mà cái ruột anh giả. Phật kia, cái người mà quản lý cái chùa đó cũng vậy đó. Tôi là Phật, bởi vì đó là gì? Đại diện cho Phật để mà phổ biến cái đạo này ra. Nhưng mà anh không hiểu phổ biến cái gì. Chỉ có cái áo của ông Phật thôi. Nhưng mà cái ruột không có, là nó giả. Thì tiếng nói cũng vậy, và con người nó cũng vậy. Vì thế mà kinh người ta nói là Tam Bảo thường, Phật Pháp Tăng thường trụ Tam Bảo, nhưng mà phải là thật, chứ không phải giả, giả không có trụ được. Cái đó là tại dân gian người ta nói vậy thôi. Thấy không? Muốn một thành một Tam Bảo thật thì phải là Phật, người trụ trì chùa đó phải là giác ngộ. Thứ hai, người đó phải nói đúng lời của Đức Phật dạy. Thứ ba, người đó phải kiến tánh. Còn không kiến tánh đừng có xưng cái này, nó sai. Giống như con mặc cái áo tu bác sĩ nè. Hỏi chứ về y khoa không biết gì hết, làm sao? Nó khổ, cái này nó làm sao? Theo nhân quả như thế nào? Cái theo mà nếu bình thường mà con là không phải là công chức nhà nước, còn mặc áo công chức nhà nước, được phát hiện là sao đây? Luật pháp có tha không? Thì trong đạo nó cũng vậy. Trong đạo mà nếu anh xưng anh là tăng rồi là tăng là các nhà sư thanh tịnh, tánh thể không không chẳng dính bụi trần, mà con dính một cái là không phải rồi, nghe không? Nó phải hiểu cái này. Bởi vì thành ra Đức Phật khi mà công bố cái pháp môn thứ sáu này ra để là chuẩn cái đạo Phật lại, đạo Phật như thế nào phải chuẩn lại. Nhưng mà chùa Thiền Tông Tân Diệu có bổn phận là nói cho nghe là thôi. Còn muốn chuẩn thì phải cái giáo lý đi ra. Rồi ta coi trong cái giáo lý đó, ta biết hết. Rồi mình theo không theo thôi. Biết theo không theo thôi. Chứ ông Phật cũng không bắt buộc mình phải theo cái giáo lý này. Muốn tu cái gì thì tu. Rồi cho hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác. Từ Phật tử Thiền Tông, tỉnh Hưng Yên có 13 câu hỏi đã hết. Một lần nữa con xin kính chúc bác và ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, Phật tử và Phật gia lời chúc sức khỏe. Con xin cảm ơn ạ. Cảm ơn con đã hỏi. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính chào bác Nguyễn Nhân. Con tên là Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1955 tại Ân Thi, Hưng Yên. Trước tiên con xin kính chúc bác mạnh khỏe và bình an, luôn là ngọn đuốc sáng cho chúng con nương tựa. Thưa bác,
Hôm nay con có 7 câu hỏi, rất mong bác vui lòng giải đáp cho chúng con được rõ thông ạ. Rồi, con hỏi đi. Thưa bác, con xin được hỏi câu thứ nhất. Thưa bác, màu cam là màu của công đức, vậy sao kim thân Phật lại mang màu vàng? Thưa bác, xin bác dạy chúng con ạ. Bây giờ là cái công đức là cái vật tư từ ở trái đất mang về Phật giới. Công thì ở bên này cái màu cam nó thuộc về công đức, còn đi về bên kia nó tạo nó hình thành ra một kim thân Phật màu vàng, là vì cái điện từ quang bên nó màu vàng, thì cái công đức này nó chuyển màu cam thành màu vàng. Phật vì thế mà kim thân Phật phải mang một cái màu vàng. Vì cái này, cái bài này là ông Phật không để lại cái bài tám mấy câu kệ mà nói về cái cờ của Phật giáo Thiền Tông. Màu vàng tánh Phật của ta, cái tánh Phật nó là màu vàng. Màu xanh thanh tịnh, tánh ta rõ ràng. Màu trắng trí tuệ sáng choang. Màu đỏ ý chí hiên ngang trở về. Màu cam công đức mang về. Trở về Phật giới là về quê xưa. Thì vì cái công đức ở đây nó là cái màu cam, chứ không phải là cái màu vàng. Mà vào trong về Phật giới trộn lại cái màu vàng, thành ra một kim thân Phật vàng. Nhưng mà từ cái màu cam mà nó chuyển vào màu vàng rất dễ. Thấy không? Vì thế mà cái màu kêu bằng cái màu công, màu cam công đức là đây là cái sức mạnh của cái thế giới vật chất này. Tất cả trên thế giới vật chất này không gì mạnh bằng sức mạnh cái công đức. Thấy không? Ở thế giới này nói về nó phá về tứ đại, nó là nguyên tử nó phá. Còn mà nó thoát ra cái này mà cái công đức mà nó hiện ra thì nó không ở trái đất này được. Nó phải chạy về bên Phật giới. Nếu mà tạo được nó phải về đó. Vì đó là cái vật tư bên đó mới tạo hình được một cái kim thân Phật. Vì thế mà nó bắt buộc phải là cái màu cam ở đây. Ở đây màu cam mà về bên nó biến thể thành màu vàng. Rồi cho hỏi tiếp đi. Vâng, con xin cảm ơn bác. Con xin hỏi câu thứ hai. Thưa bác, ngôi nhà pháp thân thanh tịnh màu gì? Hình dáng ngôi nhà này có giống với ngôi nhà con người đang ở hiện tại hay không thưa bác? Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này ở bên đó nó gọi là cái áo bọc, cái vỏ bọc. Kim thân Phật là màu vàng. Còn cái một kim thân Phật nó phải có cái áo. Mà cái áo này nó có diệu dụng. Đi thì nó là phương tiện di chuyển nhanh nhất. Trụ thì nó là cái phương tiện để nó trùm cái kim thân Phật lại. Thì gọi là cái ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Đó. Mà cái này nó lấy ở đâu? Lấy chất liệu từ công đức. Công đức nó có hai cái lớp. Một cái lớp bao bên ngoài gọi là vỏ bọc công đức. Lớp ruột công đức gọi là thành kim thân Phật. Đó. Vì thế mà nó muốn về Phật giới á, nó phải chui vô cho cái bầu hoàng Phật giới. Để nó thanh lọc cái này ra. Thanh lọc ra thì nó mới tạo được một cái ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và một kim thân Phật. Đây là quá trình của nó. Kêu bằng quá trình hoàn Phật giới của một tánh Phật vô tại đây mượn công đức được đem về. Nó phải có qua cái quy trình của nó. Mình ở đây thì nó đúng là người ta không hiểu rồi, người ta chỉ nói đơn sơ thôi. Chứ nếu mà muốn trở về Phật giới nó cả một cái quy trình của nó, chứ không phải là mình muốn về đâu. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác. Con xin hỏi câu thứ ba. Thưa bác, ngôi nhà pháp thân thanh tịnh sản sinh ra một vị Phật bằng cách nào hay bằng cửa nào? Thưa bác, xin bác dạy chúng con. Bây giờ kim thân Phật nó vô trong gọi là cái bầu hoàng Phật giới. Trong cái bầu này nó có cái công lực như này. Cái tánh Phật mà đầu tiên vô đây, ví dụ con là người nữ, thì nó phải lấy cái hạt âm ở bên Phật giới, nó nhét cái tánh Phật con vô, thành con thành người nữ ở bên Phật giới luôn á. Rồi vô đây, vô trung ấm thân ra, rồi nó phải đợi cái sức hút điện từ âm đi vào trong cái trung tâm vận hành luân hồi này, thì con sẽ thành chắc chắn là một người nữ hoàn chỉnh sống ở thế giới vật lý này.
Vì thế mà khi cha mẹ sinh ra thì con là người nữ 100%, chứ không thể thay đổi được. Mà con muốn về đó, con trong này tạo rồi con muốn về đó, thì phải vô trong cái bào hoàng này, hoàng Phật giới này. Nó có bộ phận nó hút cái điện âm của con ra. Thì nó còn cái gì? Còn cái tính Phật và công đức. Thì trong cái đó là sự tự, nó tự nó định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Và trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh là cái vỏ đó, được có ruột của nó là định hình ra một kim thân Phật. Tánh Phật con nhào vô đó, mang đi. Mang ra rồi thì ba nghi lễ bên Phật á, mới dặn dò con cái gì á, cách sống trở lại, cách sống thành một kim thân Phật. Kim thân Phật nó có cái cách sống chứ không phải là về bển muốn sống sao sống, đâu phải sống theo cái quy luật của nó. Đó, vì thế mà kim thân Phật hoặc là pháp thân sanh tịnh thì nó phải đi qua cái bầu này, tự động nó lập giống như con người ta vô cái bà cái gì, cái tử cung của mẹ. Thì tự động nó sanh lên người con, chứ giờ con suy nghĩ rồi, biết làm sao. Thấy không? Tinh cha nổ mẹ nó cũng nói, nó cuốn hút ra thành một đứa trẻ 9 tháng 10 ngày vậy mới hình thành ra một con người. Rồi bây giờ thì ở trong cái bầu đó nó mới ra được. Còn bây giờ con muốn về Phật giới, muốn ra một kim thân Phật, con phải vô trong cái bầu này, cái bầu hoàng Phật giới này nè. Thì nó mới ra một kim thân Phật được. Đó, đây là cái quy trình của cái thế giới. Ở bên đây là thế giới âm dương, của bên Phật là cái thế giới điện từ quang. Thì mỗi nơi nó có cái công thức của nó. Mà đây cái này là cái quy lực công thức thôi. Làm sao ai giải thích nổi cái này. Nhưng mà nếu muốn giải thích được cái này thì con phải mở Phật nhãn ra, người ta giải thích con mới hiểu. Giống như con hỏi về chiếc xe này nó đẹp như thế nào mà con đang mù mắt. Cái ông mà ông sáng mắt, ông làm sao ông giải cho con nghe này. Nói gì con cũng không hiểu. Thì con phải mở con mắt rồi ông nói thì con tự con biết. Thì về Phật giới cũng vậy. Hay là sống trong thế giới vật lý này cũng vậy. Con phải hiểu, kêu phải là mở cái tri kiến Phật con. Thì người ta nói con mới hiểu. Còn mà nếu mà con không mở tri kiến, người ta nói con tự nhiên con chê người ta liền. Rồi cái hậu quả như thế nào nữa. Đó. Thành ra nó khó, cái đạo Phật nó khó, cái thiền tông là rất khó chỗ này. Còn cái ví dụ mấy cái phá môn kia thì nó không khó, là gì đó đi theo cái thuận theo cái nhân quả, nó không khó. Mà này nó nghịch, nó phá cái nhân quả để đi ra mà. Nó khó là khó chỗ đó. Rồi cho hỏi tiếp đi. Vâng, con xin cảm ơn bác. Con xin hỏi câu thứ tư. Thưa bác, trong kinh có nói Bát Nhã sinh ra chư Phật. Vậy Bát Nhã có giống ngôi nhà pháp thân thanh tịnh không, thưa bác? Không phải. Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh nó khác, Bát Nhã là khác. Bát Nhã là thanh tịnh thế giới này. Mà muốn trở thành một kim thân Phật thì con phải ở trong cái này, con phải hiểu cái Bát Nhã. Bát Nhã là thanh tịnh. Thanh tịnh là con biết hết nhưng mà con không hành động trong này nha, gọi là Bát Nhã vật lý. Mà từ cái này, một vị Phật mà muốn thành Phật thì phải vô trong cái thanh tịnh này. Hiểu, con hiểu cái quy luật vật lý này, gọi là hiểu thanh tịnh trong đây. Thì con có cơ may là con tạo công đức con về được. Bát Nhã sanh ra chư Phật là con phải vào trong cái thanh tịnh này này. Mà trong ông Phật ông gọi là Như Lai Thanh Tịnh Thiền đó. Mà các tổ gọi là Thiền Tông đó. Con phải vào trong cái thiền tông này này, con mới hiểu được, mới đi về được. Thấy không? Thì Bát Nhã thì nói về cái thế giới vật lý cho người ta hiểu. Mà khi vô trong cái Bát Nhã rồi thì con không sử dụng Bát Nhã nữa nha. Mà con chỉ nương theo Bát Nhã, con tạo công đức. Giống như con tạo công đức mà con không chấp. Giữa Bát Nhã là thanh tịnh là không có chấp. Con tạo công đức mà con chấp thì dính lại. Đó. Bát Nhã chỉ sử dụng ở trong trái đất này thôi. Để tạo công đức mang về Phật giới mà thành Phật. Có nghĩa là Bát Nhã sanh ra chư Phật là nó phải qua cái quy trình. Chứ không phải đâu thấy Bát Nhã thì ra ông Phật liền, không phải vậy. Thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác. Con xin hỏi câu thứ năm ạ. Thưa bác, những người chửi Thiền Tông đã từng là những tánh Phật muốn vào đây tạo công đức để thành kim thân Phật,
Nhưng tại sao khi Thiền Tông công bố ra để giúp họ trở về thì họ lại chửi, thưa bác? Thế này là một, nó có hai là kiến chấp. Kiến chấp là ai? Kiến chấp do mấy ông cô hồn chuối. Trong con người kiến chấp là cô hồn quản lý. Sống nhân nghĩa là do thánh quản lý. An nhàn là do tiên quản lý. Kiến chấp ác tưởng do cô hồn chuối. Cơ hội quản lý ba cái này. Đó, giống như cái xe con có 16 thứ cái điều khiển đó. À, mà trong đó cơ hội nó điều khiển hết 4 cái rồi. Đó, nếu mà con kiến chấp là, bởi vì người ta nói là dù muốn gì tu đạo Phật đừng kiến chấp. Kiến chấp là cho cơ hội nó chuối. Kiến chấp ngã là ta gì? Ta, chứ ta, chân ta là đã bị dính rồi, là do cô hồn nó suối. Vì thế mà sợ nhất cái tu thờ Thiền Tông nói nhất là sợ nhất là cái kiến chấp. Anh tu cỡ nào không biết, nhưng mà anh kiến chấp rồi là anh chết. Là nhân quả rất nặng, cái kiến chấp này. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác. Cho con xin hỏi câu thứ 6. Thưa bác, có lúc bác dạy là 1.000 người tu theo Thiền Tông thì chỉ có 5 người được về Phật giới. Con thấy khó như vậy. Sao có lúc bác lại dạy rằng về Phật giới dễ như ăn cơm? Vậy thì là thế nào ạ? Dễ như ăn cơm là con làm chứ đừng có kiến chấp. Đừng tưởng, đừng kiến chấp. Dễ như ăn cơm. Còn dính vô một cái là dính như nước sơn, khỏi ra được. Dạ, con suy nghĩ không? Bây giờ tu Thiền Tông rất dễ. Mà dễ như thế nào? Con vô Thiền Tông con chỉ học cái giáo lý trên thuộc đi. Con đừng có làm gì hết á. Có gia đình lo gia đình, có tổ quốc lo tổ quốc. Đừng có tu cái gì hết ở thế giới này. Thấy cái nào tạo công đức được tôi tạo tôi về. Dễ không? Đâu bắt con làm gì đâu. Nhưng mà con tạo mà câu kiến tập cho ta giỏi ta anh vậy kia là chết rồi, dính cứng gắt. Ông thần đó rồi. Vừa kiến chấp là ông thần ông bồi liền. Người nào mà có kiến chấp là ông đóng khung à. Cái chương trình đường về Phật giới ông đóng liền. Cái đời này đóng luôn à. Người nào có kiến chấp. Giờ có nói cái gì ông cũng bỏ. Con có tạo công đức cỡ nào cũng bỏ hết. Là vì đã phốt vào trong cái phốt này rồi. Thì bắt buộc là phải dừng lại. Để cái đời sau. Mà đời sau con có trả lời gì? Vì cái kiến chấp nó không trở lại làm người được. Mà nó trở lại cái người kiến chấp. Kiến chấp nó đi qua cái tầng thấp hơn. Thấy không? Vì thế mà thầy con thấy những cái con thú. Con thấy nó vừa ấy. Nó chém lộn nhau hoặc nó cắn lộn nhau. Vì cái kiến chấp của nó chứ không gì rồi. Tại làm sao người ta đi ra ngoài đường người ta ưa ghi lộn. Vì cái kiến chấp là mới ghi lộn. Ta tưởng là kiến chấp. Đó. Vì cái kiến chấp mà nó sanh ra cái nhân quả. Nếu người nào kiến chấp là tu Thiền Tông không được. Mà tu Thiền Tông muốn được dễ như ăn cơm, đừng kiến chấp, lo tạo công đức về. Ai nói gì nói mặt ta. Dễ không? Chứ đâu phải biểu con phải làm này làm kia đâu khó. Chỉ từng không làm kiến chấp thôi. Thì dễ hơn. Nó thiệt dễ hơn cơm. Ăn cơm còn nhai, nuốt cháo rồi. Rồi, hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác. Con xin hỏi bác câu thứ 7 ạ. Thưa bác, khi con nghe clip Thái tử Tất Đạt Đa thăm Vua Hùng Nghị Vương, con có một số thắc mắc, mong bác giải đáp cho con rõ thông ạ. Một, thời Vua Hùng thứ 17 nếu đi ngựa bằng đường bộ từ thành Ca Tỳ Na Vệ, Nepal giáp Ấn Độ, phải mất rất nhiều thời gian. Hai, thời Vua Hùng thứ 17 không có đường đi sang Ấn Độ. Lúc đó con đường tơ lụa sang châu Âu cũng chưa có. Rừng núi thì hiểm trở, định vị địa bàn cũng không thể. Chỉ đi bằng đường ngựa một mình thì liệu vua cha Tịnh Phạn có cho thái tử đi không ạ? Ba, nếu đi bằng đường biển thì phải chuẩn bị tàu bè, lương thực và đi tuyến như sau. Sông Hằng vượt 600 km đi về Nam Ấn Độ hàng ngàn km. Đi tiếp về eo biển Thái Lan, về Singapore,
ngược lên miền Nam Việt Nam, rồi đi lên phía Bắc Biển Đông, đi vào sông Hồng, ngược lên Việt Trì, phải mất nhiều năm và phải thông thạo đường biển mới đi được. Vậy thì nương thực ra sao? Có ai đi cùng không? Thời đó đi nếu gặp bão tố là tất yếu. Liệu vua cha có cho thái tử đi không? 4. Việc sang thăm vua Hùng còn phụ thuộc vào Băng Giao, phiên dịch đi cùng. Và lúc đó các đất nước xa xôi như vậy, làm sao có Băng Giao sao được mà đi thăm với một chuyến đi không hề dễ như vậy. 5. Với một chuyến đi quan trọng xa xôi như vậy, sao không thấy kinh sách hay nhà lịch sử nào ghi chép lại? Bởi vì lịch sử Đức Phật Thích Ca được ghi chép từng năm hoạt động trong lịch sử Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền. Nếu Đức Phật đi đường bộ cả đi và về phải mất đến vài năm, thì làm sao không ghi vào trong lịch sử ạ? Vậy mong bác giải đáp giúp chúng con ạ. Bây giờ nói về đường mà từ nước Ca Tỳ La Vệ qua bên nước Văn Lan, cách bao nhiêu cây số con biết không? Cái nghĩa là nước Ca Tỳ La Vệ nằm dưới chân núi Hy Mã Lạp Sơn phía nam. Nước Văn Lan mình ở đâu? Nằm Quảng Tây Trung Quốc, không phải là Hà Nội đâu. Nước Văn Lan nằm Quảng Tây Trung Quốc. Vì cái thời mà nếu mà tính trên bản đồ chưa đầy 800 cây số, mà Thái tử Tất Đạt Đa đi bằng tư cách là một sứ giả. Tuy là chưa có cái đường tơ lụa là người ta đắp lớn ra để cho các xe nó chạy. Mà thời đó thì vẫn xe ngựa nhỏ đi được, xe đẩy chỉ được. Vì lúc đó là loài người đã 700, trên trái đất này là 700 ngàn người rồi, vợ. Thấy không? Thành ra cái giữa tất cả những cái từ mà nước Ca Tỳ La Vệ qua đến nước Văn Lan chưa đầy 1.000 cây số, có là chưa bằng đây đi ra ngoài Huế thôi, chứ không có gì đâu cả. Mà ta đi với tư cách này nè, ông Phật Thích Ca là ai? Ông phải qua lên ông dự cái lễ, mà đây là cái dịp để ông đi, ông có cái chuyện này. Bây giờ con suy nghĩ, người ta đi bằng công hàm để qua dự cái lễ, đem thêm một số sách vở, nó phải có người phụ tá chứ. Chứ người phụ tá phải đem đi chứ. Người phụ tá thì phải biết tiếng Trung Quốc xưa. Hồi ngày xưa thì nó cũng vẫn có cái ngoại giao chứ. Người Ấn Độ nó cũng phải người nước Ca Tỳ La Vệ, nó có cái ngoại giao. Mà hơn nữa đây là một chuyện sắp đặt của người ta, tại vì con chưa có để ý cái chỗ này. Tại làm sao trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nhắc đến Long Nữ ở đất rồng? Có không? Nhưng mà có điều này nè. Con mới nhắc đến cái Tiểu Thừa, Trung Thừa, Đại Thừa, không nói đến cái này là lý do. Tiểu Thừa học 15 năm xong, hoàn toàn biến mất ở Ấn Độ, đi xuống miền Nam, truyền bá. Lúc đó ông Phật không còn dạy Tiểu Thừa nữa, ông dạy qua Trung Thừa rồi. Rồi Trung Thừa, Đại Thừa, niệm Phật niệm chú, hoàn toàn cái thiền tông này nó biết, nó bí ẩn, nó không dạy, mà dạy cho có mấy người nghe thôi. Mà bây giờ người ta, mà tất cả các tổ nói lại, nhưng mà mấy ông này cũng không chịu, dẹp hết, không tin ông tổ luôn. Xác nhận là đạo Phật không có tổ. Con nhớ là Tiểu Thừa, Trung Thừa, Đại Thừa, hoàn toàn đạo Phật không nói là có tổ. Rồi làm sao? Lịch sử đâu viết. Mà hơn nữa cái lịch sử này nó âm thầm, nó chuyển đi. Cái pháp môn này lúc thời đó Đức Phật vừa nói ra là nó chửi ổng rồi. Con có thấy cái để không? Phim nó còn để lại là ổng giảng đạo mà trên 7.000 người, trên 5.000 người nó bỏ đi. Rồi bây giờ đó, từ Tiểu Thừa đến Đại Thừa có ai công nhận cái thiền tông này không? Con suy nghĩ nè, tất cả chùa trên thế giới hoàn toàn không công nhận cái thiền tông này. Mà giờ công nhận thiền tông thì nó có bên Trung Quốc, nó có Ấn Độ mất luôn, Việt Nam mai có là ba ông tổ, mà giờ nó cũng không theo ông tổ nữa, nó theo cái gì? Ông Trần Nhân Tông để là bao nhiêu kệ thơ kệ mà bây giờ còn chữ nào không?
Tôi nhớ hồi năm 75 là giải phóng nè, qua 27 tôi ra Bắc, tôi lên trên Yên Tử. Bia đá rất còn nhiều, chùa Đồng vẫn còn. Bây giờ mất là mất luôn chùa Đồng mà bia đá mất hết luôn. Rồi còn chỉ bia đá nằm ở đâu. Mấy ông này không hiểu được gì hết. Rồi bây giờ những cái lịch sử viết lại nè, tại làm sao mà có ông Trần Nhân Tông? Mà bây giờ sách của Trần Nhân Tông có, nhưng mà nhiều lắm. Nhưng mà tại sao những cái cuốn sách mà ông dạy về Thiền Tông không ai nói ra? Thì bây giờ nổi đây là mới có mấy trăm năm đây mà còn mất đi. Thì cái thời Phật mấy ngàn năm đây làm sao còn? Mà hơn nữa người ta không công nhận cái Thiền Tông này. Mà duy nhất Thiền Tông này công nhận chỉ là những người tu Thiền Tông, đi theo dòng Thiền Tông người ta mới công nhận vậy thôi. Người nào mà có đọc cái 36 vị tổ Thiền Tông Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam và dòng chảy mạch nguồn Thiền Tông của Trần Nhân Tông thì người ta mới công nhận cái này. Còn tất cả hiện giờ ở Việt Nam hoàn toàn không ai công nhận cái pháp môn này được. Vì thế mà nó công bố ra nó khó. Nhưng mà nó cũng may một điều là cái chùa Thiền Tông Tân Diệu xin công bố cái này ra, nhà nước cho, giáo hội cho. Giải đáp Thiền Tông cho cái này. Nó may là chỗ này nè. Còn nếu mà không cho công bố ra thì hoàn toàn cái Thiền Tông này mất luôn. Còn có lấy tư cách gì dám đứng ra nói cái chuyện cái Thiền Tông này trong chùa. Sở dĩ bây giờ cái Thiền Tông nói trong chùa được là gì? Là nhờ nhà nước cho phép công bố ra. Giáo hội cho công bố ra. Nhà nước cho giải đáp Thiền Tông. Giáo hội cho giải đáp Thiền Tông. Giờ không có thể rút lại được. Mà nếu mà nhà nước muốn rút lại thì phải có văn bản rút thì chùa Tân Diệu sẽ đóng cửa liền. Mà nhà nước giờ đâu có, bởi vì ổng là cho là tự do tín ngưỡng tôn giáo mà làm sao cấm này được. Thì vì thế mà con nhớ đó, cái đạo Phật mình nó rắc rối chỗ này. Không công nhận Thiền Tông mà chùa nào cũng thờ ông Tổ Bồ Đề Đạt Ma là sao? Ông đó là ai? Tổ Thiền Tông đời 28, ông thờ mà ông không công nhận là Thiền Tông là sao? Có thể không có ngược lời không? Nó khó. Nếu mà nói không công nhận Thiền Tông thì ông Tổ Bồ Đề Đạt Ma không dài, dẹp luôn. Thì hoàn toàn mất. Mà bây giờ cũng may là ông Trần Nhân Tông cũng viết là cái đường dòng chảy mạch nguồn Thiền Tông 204 câu. Mà bây giờ trên mạng nó phát ầm lên. Mà tên tổ nào, tên gì, bệ kệ ngộ thế nào, năm mấy sau Đức Phật nhập nước bạn đều có hết. Đặc biệt là mình này có ông vua mới 50 tuổi, Trần Nhân Tông mới 50 tuổi lên Yên Tử tù, có 50 tuổi còn trẻ chứ đâu em. Mà ông dám bỏ đó. Ông hy sinh cả ông vua để ông lên trên núi tù. Mà có không? Mà bây giờ là ở ngoài Bắc nó có cái câu này nè. Chùa Thiền Tông Trúc Lâm Tây Thiên. Tự nhiên là đầu tiên tổ tiên mình để bằng tiếng Nôm. Chùa Thiền Tông Trúc Lâm Tây Thiên. Nữa là Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên. Mất mẹ chữ Tông đi. Thiền Tông để là Thiền Viện. Rồi chùa Đồng, ổng dạy gì? Ổng dạy về Thiền Tông này là ngộ thiền. Đập bỏ mất. Cái chùa Đồng mới, mà không phải chùa Đồng. Chùa Đồng mà chứ là Đồng đàng hoàng á. Nó mới có cái sức lạnh, nó mới gia tăng cái sức lạnh người ngồi ở trong. Nấu bao nhiêu đó là nó cũng bỏ rồi. Mà mới đây thôi chứ không phải nhiều đâu, mới chục năm nay thôi. Sao giải phóng vẫn còn à. Thấy không? Mà từ khi mà cái lễ Vi Sắc á, nó đập từ lễ Vi Sắc 2008, cái chùa Đồng mất. Đó là, đây là cái lịch sử Việt Nam mình để lại mà không để lại. Thà là muốn cất cái khác thì cất, nhưng mà làm ơn để cái này lại hoàn toàn. Còn những cái bản đá mà ông Trần Nhân Tông để lại hoàn toàn mất hết, không còn nữa. Chính bác là năm 77, 76 bắt ra ngoài Bắc, về giải phóng đi ra ngoài liền để tìm ra cái nguồn này như thế nào. Nó có, nhưng mà hồi đó viết tiếng Nôm mình bác cũng không biết nó viết cái gì. Nhưng mà có người hỏi, tôi dịch ra, nghĩa là thiền phái Trúc Lâm, Yên Tử, Thiền Tông phái Trúc Lâm. Nó thiếu chữ nào, giờ thành ra nó mất cái chữ Tông thì nó lại chữ Thiền không. Chứ đúng cái gốc của nó là Thiền Tông Trúc Lâm.
Yên tử chứ không phải đâu. Nó nói bao nhiêu đây thì con suy nghĩ. Thì làm sao mà lịch sử mấy ngàn năm. Bởi vì cái người sau này nè, người ta không hiểu cái thiền tông. Hơn nữa là nếu mà thiền tông mà lưu hành ở Việt Nam mà từ khi ông Trần Nhân Tông mà công bố ra thì không, chùa nó không có, không không có mọc chùa được. Có sao không? Vô tụ thiền tông thì buông hết rồi, được các chùa làm gì? Thấy không? 700 năm thôi. Mà bây giờ á, các chùa không buông thì phải cúng, phải này đi kia nọ thì cái chùa nó mới ra. Chùa mà thí dụ các thiền tông con có khi nào con nó không có cái hòm công đức nữa, con lấy lại chùa làm gì? Chùa vật lý nó mới có hòm công đức, người ta mới tới, người ta cúng. Con lại con cúng thì con mới đi hoài, chứ không lẽ vô vô đây ông để chữ buông, không làm gì hết á. Về đi, lo gia đình, lo tổ quốc đi, không có làm gì hết á. Rồi có cái chùa nào sống không? Vì thế mà nó mất cái chỗ này. À, còn để nhớ mình thì tổ tiên mình đó, từ ấy đó, từ mà nước Cao Tỳ Lạ Vệ qua bên Quảng Tây Trung Quốc đó, mình nằm ở bên đó, đó. 700 cây số. Chứ không có xa. Mà ngày xưa đó người ta giao lưu á, tại sao mà người phương Đông qua phương Tây đánh được, đi bằng con gì? Nó đánh giặc cũng đi vậy. Nước này đánh chiếm nước kia. Ấn Độ, Trung Quốc nó đánh nhau hoài chứ sao đánh lại bằng đường nào? Nó không phải đi đường bộ, nó đánh chứ không lẽ nó đi đường nào giờ? Thấy không? Có nghĩa là con người có mặt thế gian này là phải chiến tranh. Trong cách nào mà ngừng được thôi. Văn minh thì chiến tranh theo văn minh, mà cái thời độ đồng nó văn minh thì nó phải đi ngựa thôi. Giờ con suy nghĩ nè, nếu mà trường hợp mà ngày xưa có ai có qua bên Quảng Dương Thành, Quảng Đông Trung Quốc đó, thành Triệu Đà của mình còn bển, chú qua bển nó chỉ là tổ tiên mẹ đó bên này nè, rồi bên ở vì mình ở bên đó nó sáu cái lúc đó nó sáu cái nước Việt Nam mình gọi đại Việt, bên này kia Đại Lý, Đại Tống, Đại Thành, mình là một cái nhánh của bên Trung Quốc đó. Nhưng mà Đại Việt đi về phương Nam, nó nhờ cái Hoàng Liên Sơn, nó chặn lại cái Hổng Hoàng Liên Sơn, nó tràn vô luôn á. Nó không có cái, nó không có giải Hoàng Liên Sơn thì bên Trung Quốc ép mình liền, chịu không nổi đâu. Nó phải hiểu cái lịch sử này. Còn cái chuyện mà giao lưu giữa Đông Tây chuyện dễ thôi, đâu khó. Mà hơn nữa là ông Thích Ca là có cái chủ trương ông viết là về sau cái thiền này nó phải đi qua, đưa vô cái nước Rồng, rồi nước Rồng mới công bố ra. Mà cái thời đó thì có nước Rồng nhưng mà chưa có cái tỉnh Long An. Con suy nghĩ tỉnh Long An có mới mấy trăm năm nay thôi, 300 năm nay thôi. Thấy không? Mà ông dám đoán trước là cái này phải đưa vô cái Long An, và cái người nữ ở Long An công bố ra. Mà công bố ra không phải người nữ, mà do người nữ thành Thăng Long công bố ra. Tôi nhớ cái ngày công bố á, hoàn toàn sắp đặt không có người Hà Nội nha. Mà tự nhiên cái là vừa công bố ra sắp xếp hai người Hà Nội vô chiếm cái ngồi công bố này, chiếm cái ngồi công bố cái thiền tông này. Hai người rõ ràng mấy tiếng đồng hồ thôi. Hồi xưa là lựa người ở Sài Gòn này, chứ không phải tại Long An luôn. Hai người ở Sài Gòn là và vừa xong nữa thì cô Nga lại với cô gì bạn ấy đó, Bộ Công Anh đó, hai người đó đứng ra công bố cái vụ này. Thấy không? Nó theo. Mà bây giờ nó cái chuyện mà dường như là trong tích tắc, nếu mà cô Nga với cô gì mà không có vô đó thì làm sao đổi được. Mà ông Phật ông nói là phải là người Thăng Long công bố, mà mình không đốc để ý đâu. Tới hồi xong rồi chuẩn bị còn khoảng 15 phút nữa công bố, mấy bài bà kia vô dành hai bà kia đọc sướng không? Cô thấy không? Tích tắc vậy đó. Còn cái chuyện mà ông Thích Ca ông nói là mấy ngàn năm, cái chuyện là đơn giản vì ông biết cái dòng thiền nó sẽ đi đâu, nó đi đến đâu, ông điểm trợ như thế nào. Trong thiền tông mà không có ông Thích Ca đi theo là hoàn toàn không công bố được, chứ không phải đơn giản đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Vâng, con xin cảm ơn bác. Hiện tại thì con đã hết câu hỏi ạ. Cuối cùng con xin kính chúc bác mạnh khỏe. Cảm ơn con đã hỏi. Dạ, kính thưa bác,
Cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, con Nguyễn Thị Chín, 70 tuổi, cư ngụ thôn Bình Trì, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Lời đầu tiên cho con xin kính chúc sức khỏe bác cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu sức khỏe trân trọng nhất. Con kính thưa bác, con có 13 câu hỏi, con xin bác dạy chúng con ạ. Rồi, con hỏi đi. Thưa bác, cho con hỏi câu thứ nhất ạ. Người tu theo đạo Phật để được cái gì ạ? Kính thưa bác. Đạo Phật, nếu mà tu theo đạo Phật là nó lớn lắm. Đạo Phật là tu trùm khắp, được cái gì cũng biết hết, cái là đạo Phật. Người tu theo đạo Phật cái gì cũng biết hết, kể cái đi về Phật giới cũng biết. Đó là người tu theo đạo Phật. Còn nếu mà người tu theo đạo Phật pháp môn thì biết một pháp môn. Thấy không? Thì ta trả lời là tu đạo Phật là biết tất cả, biết toàn diện từ hữu hình vô hình, tam giới Phật giới càn khôn vũ trụ. Đó, tu đạo Phật là vậy đó. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Cho con xin hỏi câu thứ hai ạ. Người tu giác ngộ là giác ngộ cái gì ạ? Thưa bác. Chữ giác ngộ là chữ hiểu biết, giác ngộ tiếng người Trung Quốc, tiếng Việt Nam là hiểu biết. Hiểu biết cái gì cũng biết thiết toàn diện luôn. Trên trời dưới đất, trên biển, trên Phật giới, càng khôn vũ trụ gì biết hết. Là giác ngộ, giác ngộ hiểu, gọi là hiểu biết toàn diện, gọi là giác ngộ. Dù hữu hình, vô hình cũng đều biết, gọi là giác ngộ. Chứ không phải giác ngộ hiểu bình thường đâu. Giác ngộ đạo Phật là nói vậy. Vì đạo Phật là đạo trùm khắp, giác ngộ là giác ngộ trùm khắp hết. Đúng danh từ của nó là vậy. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Cho con xin hỏi câu thứ ba. Người tu giải thoát để được đi về đâu ạ? Thưa bác. Thì con phải hiểu chữ giải thoát là cái gì. Giải là giải dụa. Thoát là thoát ra cái quy luật vật lý này, cuốn hút vật lý này. Để trở về Phật giới là nơi không sanh tử luân hồi. Đó. Vậy tu giải thoát là tu vậy đó. Tu thoát ra ngoài sinh tử luân hồi của thế gian này là tu giải thoát. Mà muốn không sanh tử luân hồi ở đâu? Về Phật giới một cực thôi. Ở đây thì hai cực âm dương nó hút rồi nó mới sanh đủ thứ hết. Còn bên kia có một cực nó không có hút gì hết, nó chỉ là trong sáng rồi muốn đi đâu đi, muốn nhập ta bà cũng được, mà muốn đi hành tinh nào cũng được hết đó. Là về Phật giới là chỗ đó đó. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Vâng, con xin biết ơn bác ạ. Cho con xin hỏi câu thứ tư ạ. Người tu hiểu biết toàn diện là toàn diện cái gì ạ, thưa bác? Toàn diện là cái gì cũng biết hết. Bây giờ là phân tích được con người của con luôn. Rồi phân tích ở cõi âm nè, thần thánh tiên cô hồn ngã quỷ biết hết. Ông Phật cũng biết, Bồ Tát cũng biết, A-la-hán cũng biết nữa. Là biết toàn diện là biết vậy đó. Thấy không? Biết toàn diện là... Rồi biết ông Phật ở đâu, nhà ông ở đâu. Ông Thánh nhà ông ở đâu. Thấy không? Cái ông mà... Ông giáo chủ lập các đạo nhà ở đâu, người ta biết hết toàn diện vậy đó. Là giác ngộ là chỗ đó đó. Rồi, ra hỏi tiếp đi. Con xin biết ơn bác ạ. Cho con xin hỏi câu thứ năm ạ. Xin bác kể cho chúng con nghe các loài sống trên trái đất này có được không, thưa bác? Các loài sao? Trên trái đất này thì coi về nói về, nếu mà nói về các loài, 8 loài trên trái đất này. Thần, người, ngã quỷ, súc sanh, thần, thánh, tiên, người, ngã quỷ, súc sanh, địa ngục và thực vật, 8 loài. Thần, người, lo cho cái thế gian này sống mỗi một ngày một tốt hơn, một ngày một sinh tươi rực rỡ hơn, mà cũng chính con người này nè có trong số con người muốn hủy diệt đây, hủy diệt sự sống này, đó là cái loài người đó là vậy. Còn thần thực thi nhân quả vào cho tánh Phật mượn thân tánh người vào trái đất này để tạo công đức hoặc tạo nghiệp, là thần là có nhiệm vụ quản lý cái này. Thánh giúp con người sống nhân nghĩa, tiên giúp con người sống nhàn hạ, ngạ quỷ xúi con người làm vậy. Địa ngục sống dưới lòng đất để trả vì cái tội mà gây trọng tội ở trên thế gian này xuống địa ngục.
Thực vật là cái gì? Là để làm thức ăn cho con người và phương tiện cho con người. Súc sinh là giúp con người chuyên chở và cũng làm thức ăn của con người. Đó, tám loài, nhiệm vụ tám loài trên cái trái đất này nó là vậy. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Vâng, con xin biết ơn bác ạ. Cho con xin hỏi câu thứ 6 ạ. Thầy, bác kể cho chúng con nghe việc làm của tám loài này được không ạ? Tám loài này thì loài người là gì? Lo cho gia đình, lo tổ quốc, lo cho trái đất này chính tươi. Rồi tới ngày nó lo đốt trái đất này cho nó chết luôn. Loài người đó. Loài thần cho tánh người từ cho tánh Phật từ Phật giới vào mượn thân tánh người tạo công đức và tạo nghiệp. Có hai cái này thôi. Là tiên giúp cho con người, giúp cho tánh con người sống trong nhân nghĩa để mà nó hòa nhã với trái đất này. Còn loài tiên sống nhàn hạ, đừng có làm gì hết. Loài súc sinh làm thức ăn cho con người và giúp con người chuyên chở. Loài đại địa ngục trả nhân quả gây trọng tội. Loài thực vật làm thức ăn cho con người cũng như xây dựng. Đó là tám loài ở trên trái đất này. Có tám cái nhiệm vụ này. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, con biết ơn bác ạ. Cho con xin hỏi câu thứ 7 ạ. Con người gốc ở đâu đến trái đất này, thưa bác? Bây giờ, đến trái đất này thì nói thế này nè. Khi mà trái đất mà chưa có thành lập ra đó, thì trong cái tam giới này nè, nó có 6 cái hành tinh. Mà cái hành tinh nào nó vỡ ra rồi đó, thì con người nó mất hết. Thì cái số con người này nè, được từ tứ di chuyển qua cái hành tinh mới. Ví dụ trái đất mình là chuyển qua hành tinh mới là được 7 tỷ rưỡi năm rồi đó. 10 tỷ năm ra sẽ quý vật á. Thì bây giờ nó được 7 tỷ rưỡi. Thì từ hành tinh khác chuyển qua, mà do ban bởi trời tứ di dương chuyển đi. Giống như mình bây giờ, thì giờ khoa học đã chứng minh rằng trái đất này nếu mà quý vật, thì những người có phi thuyền, có máy bay, thì sẽ dùng chở những cái người mà bà con của họ đi đến cái hành tinh mới. Và hành tinh mới hiện giờ trong cái bầu hoàng đạo một này nó có 7 cái hành tinh chờ sẵn. Có cái hành tinh nào chuẩn bị là người đập lộ mà hư tiêu rồi thì nó sẽ hốt những cái người này đi qua bên kia. Nhưng mà ví dụ 1.000 người qua thì chỉ còn sống được 2-3 người thôi chứ không ấy đâu. Bởi nó qua cái thế giới mới rồi nó không chịu nổi cái. Còn người ta đang sống với văn minh mà đi vô trong rừng rú sống chịu nổi. Mà thành tinh mới thì qua ở trong rừng, trong đá chứ ở đâu. Người nào mạnh khỏe nhất mới sống. Còn mà yếu chết hết. Đó là làm thủy tổ loài người. Rồi từ đó nó phát sinh ra. Đó. Nhưng mà nên nhớ một trái đất cái chu kỳ 10.000 năm nó hủy diệt một lần. Bây giờ nếu mà nói thì con. Mà nếu mà trên thế giới hiện giờ mà các loài, các nước mà văn minh nó đánh bằng nguyên tử, đánh bằng hạt nhân. Thì không còn bao nhiêu người sống đâu. Mà nếu có sống được thì cũng cùi phong lỡ rồi cũng chết. Mà thứ nhất á, người nào phải chết. Mà nếu mà bác sĩ nó chết hết thì ở đây mình đã thành tay ngang hết, không có trị bệnh được. Thì chỉ ăn lá cây thôi, bắt đầu trở lại cái đồ đá đó. Có thể sống nổi không đó, thì chỉ người nào mà sức khỏe mạnh lắm mới sống thôi. Làm thủy tổ rồi người. Còn thấy từ đời ông Phật Thích Ca đó, hồi đó có là trái đất này có mấy trăm ngàn người đó, mà bây giờ lên 7 tỷ mấy người, 2.000+ năm, lên khủng khiếp vậy. Nước Việt Nam mình trước giải phóng, bây giờ lên gấp đôi luôn, mới 4 mấy năm lên gấp đôi luôn, phát triển khủng khiếp vậy đó. Thấy không? Mà cái lúc đó là lúc là cái văn minh nó chưa nhanh, bây giờ văn minh là quá nhanh, thì nó sẽ đi vào cái hủy diệt rất nhanh. Đó, thì cái thủy tổ là người, con hỏi gì thủy tổ là người là từ hành tinh khác đưa qua đây. Rồi hành tinh khác chết thì cũng hành tinh đó. Bởi vì trời Thiên Dương đã là ta lập cái ban bể và nó có 6 cái hành tinh để 6-7 hành tinh mà khoa học nó chứng minh luôn á. Là để làm ấy, bây giờ nó có những cây cỏ hoa lá và muôn thú sống rồi, nhưng mà thiếu loài người thôi. Nó cũng nằm ở trong bầu hoàng đạo một này. Thế nào cái đất nào dĩ diệt nó sẽ đưa cái hành tinh này sát bên chứ không phải là xa gì đâu, thì những người có phi thuyền nó bay qua hoặc là có phi cơ nó bay qua
Mà về sau á, người ta bây giờ nó đã tiến hành vào cái dần cái phi thuyền, nó bay rất nhanh nhưng mà nó đáp rất im, chứ không phải nó đáp bằng đường băng. Đó, thì lúc đó là con người bắt đầu hủy diệt rồi. Rồi trái đất mới bắt đầu hình thành rồi. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Vâng ạ, con xin biết ơn bác ạ. Thưa bác, cho con hỏi câu thứ 8 ạ. Con muốn thoát ra ngoài sinh tử luân hồi thì phải tu làm sao mới thoát ra được ạ, thưa bác? Bây giờ thì con hỏi thì rất hay, nhưng mà biểu tu làm sao là trật lắc, không tu. Ở trong cái đất này con tu là con bị nhân quả. Làm sao tu? Bây giờ công bố quyền kia, công bố pháp môn sao? Con muốn đó, con muốn trở về Phật giới chứ gì? Con có cái bài dần do đường về Phật giới mới công bố ra bữa 19 tây không? Ngày hôm qua không? Kia gì đó. Có tu gì không? Theo cái này tạo công đức về không tu. Nhớ này, tu là nó dính vô cái nhân quả đây này. Tu là thành cái ở trái đất này nè. Còn về Phật giới không tu, tạo công đức mang, tạo công đức biết đường về thì ông thần dẫn cho về. Ông đưa cho có ba nghi lễ để chỉ cho con đường về. Nếu công đức vô lượng thì ông Phật ông rước. Giống như đậu thủ khoa đó thì làng xã rước thì rước về làng. Còn mà kêu bằng đậu thường thường sao tự mình về. Đó. Thế bây giờ đã mới công bố rồi bữa 19 tháng 6 nè. Thấy không? Thiền tông không tu, lo tạo công đức về. Có vậy thôi. Mà phải biết đường à, còn đi không biết, vô cái loại hồn trống là cái hết về luôn á. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, con xin biết ơn bác ạ. Cho con xin hỏi câu thứ 9 ạ. Con muốn tạo công đức thì có dễ không thưa bác? Dễ như ăn cơm. Bây giờ nè, nói cho con biết. Con bữa nay con ngồi con hỏi là cái gì? Ngày mai nó phát trên mạng á. Bên Tây, bên Tàu, bên Nga, bên Mỹ nó nghe con, nó hiểu được. Còn có cái tài khoản công đức nó chạy vô. Con không biết được. Có nghĩa là con hỏi đây, nhưng mà có người nào hiểu được là tự nhiên con có công đức của người đó đó. Con có một hạt đó, trong không gian nó rớt xuống tài khoản của con. Ông thần không biết. Ô, cái cô này này có nhiều quá rồi. Thấy không? Có nghĩa là công đức con làm sao mà con giúp người ta hiểu cái truyền tông này. Đi ra ngoài thế giới nhân quả này là con có công đức. Bằng phương tiện nào? Bằng phương tiện nào mà người ta nghe cái này người ta hiểu? Sách cũng được, máy cũng được, mà con kể cho người ta nghe cũng được. Mà bây giờ con hỏi, đây là cái phương tiện mà nó là truyền thông nhanh nhất mà xa nhất trở trái đất này. Người Việt ở nước nào trên thế giới này, nếu nghe con lo hỏi mà con họ hiểu là con có công đức, khỏi tốn đồng nào hết. Nghe không? Rồi hỏi tiếp đi. Vâng ạ, con xin biết ơn bác ạ. Thưa bác, cho con xin hỏi câu thứ 10 ạ. Hiện nay có nhiều thầy là giảng sư nhưng cũng có một cùng một đề tài lại giảng khác nhau, tại sao lại có chuyện lạ như vậy ạ, thưa bác? Thì mấy người này nói đúng ra là thiếu cơ bản của học Phật. Học Phật là gì? Là học giáo lý. Muốn tu theo đạo nào thì phải học giáo lý của cái pháp, cái đạo đó. Tại người ta giảng mà không đúng là người ta thiếu cái cơ bản của giáo lý. Thí dụ mà 10 ông thầy tu đạo Phật mà ông nào cũng đọc giáo lý hết. Thế ông 10 ông giống gì à? Còn nếu mà không học thì mỗi ông tưởng tượng ra, tưởng như thế nào thì ta nói thế đấy. Giống như con vô trường, 50 đứa học trò. Cô giáo mới vô dạy chữ A thì đứa nào cũng viết chữ A giống nhau. Còn nếu mà con không vô thì sao? Thì tưởng ngoài muốn viết chữ A, viết gì thì ai viết, thấy không? Nó sai chỗ đó. Vì thế những người mà giảng về đạo Phật mà giảng sai là thiếu cơ bản giáo lý. Thiếu học cái công thức của cái giáo lý. Đạo nào cũng vậy. Anh vô đạo là gì? Là anh phải học giáo lý mới vô. Mục đích đạo để đi đâu? Đạo đi đâu? Anh thích thì mới vô anh học. Nhưng nhớ một điều. Tu bất cứ đạo nào phải trí tuệ sáng suốt. Phải nhận định một cách sáng suốt mới tu nè. Chứ đừng có tu mù. Đừng nghe nói gì cũng tu không được. Tu, người tu theo đạo, các đạo
phải trí tuệ sáng suốt mới tu. Còn trí tuệ mà nghe ai nói gì cũng tin thì chắc chắn coi chừng sai chứ không phải sai hết, coi chừng bị sai là chỗ này hên lắm. Chỉ trúng là 1/10, 2/10 là cùng thôi. Rồi, sẽ tiếp đi. Dạ, con xin biết ơn bác ạ. Thưa bác, cho con xin hỏi câu 11 ạ. Hiện nay các chùa không có giáo lý, vậy thì các thầy tu gì ạ? Thế này thì có hỏi về cũng hay, nhưng mà hỏi trật chỗ. Thì hỏi các thầy chứ sao hỏi bác. Phải không? Ủa, đạo phải có giáo lý mà tại sao các thầy tu không có? Thì hỏi ổng, hỏi ông nào ấy. Chứ tự nhiên sao bác biết được. Nói ra ông có biết gì tôi đâu mà ông chia vô chuyện của tôi. Rồi sao? Tất nhiên câu hỏi hay nhưng trật chỗ. Hỏi câu khác đi. Dạ, con xin biết ơn bác ạ. Cho con xin hỏi câu thứ 12 ạ. Trong kinh Đức Phật dạy tất cả mọi sự cúng dường như hương, đăng, hoa, quả, vân vân. Tất cả mọi sự cúng dường mà cao thượng bằng thực hành pháp của Đức Phật, nhưng thầy dạy chúng con pháp thời này chỉ còn có 30%, bây giờ chúng con không biết pháp nào đúng và cao thượng, xin thầy bác dạy chúng con ạ. Dễ ở thôi, lên mạng coi đánh hỏi pháp nào là cao thượng. Mạng nó trả lời cho. Nghe không? Bây giờ khoa học mà đâu phải cần đi đến chùa hỏi ông thầy, hỏi lên thầy, lên mạng đánh hỏi ở trái đất này pháp nào là chân chánh, nó trả lời liền cho. Đó, bây giờ Phật giáng thế thiếu gì đấy. Máy nào ông cũng ngồi sẵn đó. Kêu ông Thích Ca ra liền. Phải không? Đánh Nam Mô A Di Đà Phật, ông Di Đà nhiên ra liền. Đó. Thế, bởi vì cái thế, bây giờ con người ta đã sống đây, trong cái văn minh rồi. Thấy không? Phật là trùm khắp, lúc kêu lúc nào cũng tới đấy. Dễ lắm. Muốn hỏi gì lên Google hỏi, đánh vô, nó trả lời cho con. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, con xin biết ơn bác ạ. Thưa bác, cho con xin hỏi câu 13. Trong các buổi lễ, con có thấy các thầy mặc áo cà sa, trong áo lại có nhiều ô vuông, ô to, ô nhỏ. Con chưa hiểu chiếc áo cà sa này ý nghĩa như thế nào. Xin bác giải thích chúng con biết ạ. Áo cà sa là do ông Đường Tam Tạng, ông đi tính kinh. cái này ông mặc ông giá thì ông giá nhiều lớp vậy thì chắc phải hỏi ông cho sao biết được. Chứ nguyên tắc á, ông một người mà tu á, thì anh muốn tu mà trí tuệ sáng á, thì anh chỉ mặc áo vàng là đủ rồi, chứ còn không có vá cái gì trật trơn, thấy không? Còn anh tu mà lao động anh mặc áo nâu để lao động, có vậy thôi, đơn giản. Còn mặc cái kia thì để kiếm hỏi ông Tam Tạng rồi, tại sao ông giá dữ vậy. Chắc có lẽ ông đi theo đường nó rách ra đường gai nó vào rách áo ông giá thì cái vậy thôi. Đây là lịch sử của cái Tây Du Ký nó nói, chứ từ từ ông Thích Ca không có mặc đó đâu. Ông Thích Ca không có mặc đồ vá mà mặc áo vàng thôi, thấy không? Còn cái mà nhiều màu này là do Ngô Tự Ân vẽ ra, bên Trung Quốc nó dựng ra cái tuồng là Tây Du Ký á, thì nó vẽ vậy thôi, thấy không? Thế trong lịch sử chánh gốc Phật giáo không có cái chuyện này. Trong chánh gốc lịch sử Phật giáo không có Tây Du Ký nha, thấy không? Mà cái Tây Du Ký đây là cái ẩn dụ của cái thiền tông, chứ không phải là ấy đâu, đây là cái ẩn dụ. Thì dạy rõ ràng trong ông Tam Tạng là ai, Tôn Ngộ Không là ai, Sa Tăng là ai, Bắt Giới là ai, là cái chuyện này. Đó, trong này nó có 5 người, có Quan Âm nữa. Trong đó tròn bộ là Quan Âm. Mỗi người có cái vai trò. Đây là nó nói về cái thiền tông của Đạo Phật đó, là chỗ này nè. Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ, vâng ạ, con xin biết ơn bác ạ. Giờ chúc con có 13 câu hỏi, con đã hỏi hết rồi ạ. Con một lần nữa cho con xin kính chúc bác cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu có một sức khỏe dồi dào, và con biết ơn ạ. Biết ơn. Rồi, cảm ơn con đã hỏi. Con xin kính chào
Bác soạn giả Nguyễn Nhân cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Con là Vũ Thị Thật, con sinh năm 1960, con ở tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hôm nay đoàn Phật tử Hưng Yên cùng Phật tử ở trên Sơn La về thăm chùa, thăm thầy. Lần đầu tiên con xin cũng kính chúc thầy cùng ban quản trị luôn luôn mạnh khỏe. Và vâng ạ, sau đây con xin có một số câu hỏi, con xin thầy giải đáp cho chúng con ạ. Rồi, cho hỏi đi. Con cảm ơn thầy. Con xin thầy con được hỏi. Thưa thầy, cho con xin hỏi, Phật đạo có dạy pháp môn cúng không ạ? Con xin thầy chỉ cho chúng con biết ạ. Đạo Phật thì có sáu pháp môn, pháp môn cúng là không có. Pháp môn này là của bên Lão Tử á, Lão Tử là cúng, Lão Tử là chuyên nghề cúng á. Chứ đạo Phật thì không có pháp cúng. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Con cảm ơn thầy. Thưa bác, cho con xin hỏi câu tiếp theo. Chúng con tu theo pháp môn Thiền Tông thì phải tu như thế nào cho đúng? Con xin thầy chỉ dạy chúng con ạ. Này dễ mà. Đạo Phật nó có sáu pháp môn tu, con muốn tu theo pháp môn nào thì tìm quyển giáo lý của pháp môn đó đọc, học cho thuộc lòng tu thì nó mới đúng được. Nhớ à, tu pháp môn nào phải học cho thông cái quyển giáo lý của pháp môn đó thì mới đúng được. Còn nếu mà không học giáo lý thì tu sai. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Một số người tu theo đạo Phật học có bằng tiến sĩ học. Tại sao những vị tiến sĩ Phật học này không biết giác ngộ là gì, giải thoát là sao, thưa bác ạ? Tiến sĩ mà, bây giờ tiến sĩ rồi đó. Cái giác ngộ giải thoát là cơ bản ban đầu của đạo Phật. Còn tiến sĩ ta học cao hơn, ta học xài cái này. Thấy không? Giống như giác ngộ giải thoát, giống như con mới vô vô học á. Cộng 1, 1 là 2. Giờ ta tiến sĩ rồi không có xem, không có xài cộng trừ nữa. Mà ta chơi phân số không ạ? Thấy không? Đó, vì thế mà mấy vị tiến sĩ không nói đến giác ngộ giải thoát. Đây là cái cơ bản sơ đẳng. Tại vì ta không sơ. Ta không cần tới cái này, chứ không phải là ta không biết, là ta biết, nhưng mà ta không cần. Ha. Thành ra mấy vị tiến sĩ học cao, thành ra cái đơn giản, cái nền ban đầu, ta không cần cái này, là vậy. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Cho con hỏi câu tiếp theo ạ. Tu theo đạo Phật, mục đích là để giác ngộ và giải thoát. Các thầy chùa tu bằng tiến sĩ có Phật học, vì sao lại không biết? Con thưa thầy ạ. Con phải hiểu cái thế giới này tu để con có bằng cấp để được gì? Được danh. Còn giác ngộ giải thoát đi ra ngoài, ta không cần cái sản này. Người ta tu bằng danh thì người ta phải không cần cái giác ngộ giải thoát. Giác ngộ là hiểu biết giải thoát đi ra ngoài cái sinh tử luân hồi, ta không cần. Mà ta tu thì cần cái danh ở trái đất này thôi. Vì sao ta không cần cái giác ngộ giải thoát là vậy? Rồi, trả hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Người tu theo đạo Phật mục đích là để giác ngộ và giải thoát. Cớ sao các thầy chùa không học mà lại học các nghề để kiếm tiền? Sao lạ kỳ vậy thưa bác ạ? Đạo Phật nó có nhiều pháp môn. Một là con tu giác ngộ giải thoát là con phải hiểu cái giác ngộ giải thoát là gì. Còn tu để kiếm tiền thì người ta làm sao có tiền nhanh thì ta tu. Còn ta muốn tìm danh thì ta làm sao có danh lớn. Có vậy thôi. Bởi vì thế giới này, thế giới nó nhiều nghề nghiệp. Nghề nào, ai cũng thích nghề nào thì nghề. Trong đạo Phật, tuy đạo Phật là có giải thoát, rồi có tu nghề, rồi có tu nhân quả. Chứ đâu phải có một thứ đâu. Chứ đạo Phật là giải thoát không đâu. Giờ ta muốn tu làm giảng sư là gì? Ta phải học, ta hiểu, rồi ta đi nói chuyện, ta kiếm tiền. Kỹ sư cũng vậy. Ta học, ta nghiên cứu vật chất rồi nó... Ta suy tư hữu dụng vật chất ta đem bán thành kỹ sư. Đây là tu nghề của người ta, mình không nói được. Còn ai muốn tu giác ngộ giải thoát thì phải tìm cái công thức như thế nào tu thì mới tu đúng. Thì mình cũng không trách người ta. Thấy không? Bởi vì thế gian này ai muốn tu gì thì tu, ai muốn đi đâu thì đi. Vì đạo Phật là gì? Đạo trùm khắp đi mọi nơi, ai muốn đi đâu đi. Muốn lên trời cũng có, thì ông Phật cũng chỉ đường lên. Xuống địa ngục, Phật cũng có chỉ đường lên. Xuống chứ không phải là ông chỉ không. Muốn về Phật giới, ông cũng chỉ đường về. Ai muốn đi đâu thì đi. Đạo Phật
Đạo Phật là dễ dãi nhất, ai muốn đi đâu cũng được. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Con cảm ơn Thầy ạ. Thưa Thầy, cho con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Người tu theo Đạo Phật mục đích là để giác ngộ và giải thoát. Cứ sao các thầy chùa không tìm hiểu giác ngộ và giải thoát là gì? Vậy các thầy chùa này tu theo cái gì con không hiểu? Con xin Thầy giảng cho chúng con được biết ạ. Bây giờ thì Đạo Phật giác ngộ giải thoát mà ta không tu thôi chứ sao, tại sao mình trách người ta? Còn ta tu cái gì thì con phải hỏi trực tiếp người ta. Con biết người nào, nó bây giờ thầy tu cái gì thì thầy không biết. À, giờ tôi muốn tu làm gì đó thì ta kêu con muốn theo thì theo. Thấy không? Còn giác ngộ giải thoát là ít lắm. Như về cái thế giới này nó hút cứng lại mà. Muốn đi ra không vung ra nổi đâu. Thành ra giác ngộ giải thoát khó tu, thành ra ít có người tu là vậy. Chứ mình không trách người ta được. Thế gian này mà tu, thay vì ở ngoài con làm lao động gì cũng có tiền, ta tu người ta cũng có tiền. Ta làm sao có tiền thôi. Thấy không? Con cũng không trách người ta được. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Thưa bác, con xin được hỏi câu tiếp theo. Những vị thầy tu theo Đạo Phật có bằng tiến sĩ học, Phật học có được xếp vào Thánh Tăng không thưa Thầy? Thánh Tăng đó. Thánh Tăng là những người mà kiến tánh mới gọi là Thánh Tăng. Còn tiến sĩ Phật học thì tôi gọi là cái bằng học ngữ, học vị. Thì mấy vị đó thì con gọi là thưa ngài tiến sĩ, chứ không phải thưa Thánh Tăng nữa. Thánh Tăng là ông Tăng, Tăng là cái vị tu mà kiến tánh, gọi là Thánh Tăng. Thấy không? Nhớ nè, Thánh Tăng khác, rồi tu sĩ khác, chứ không phải là Thánh Tăng với tu sĩ giống nhau đâu phải. Đó. Trong Đạo Phật rất nhiều cái danh từ, nhưng mà muốn hiểu Đạo Phật thì phải hiểu học hết mấy cái danh từ của Đạo Phật thì mới tu đúng được, mới đúng là một người tu sĩ được. Rồi, con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Cho con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Những vị thầy tu mà mang danh là Thượng Tọa có phải là Thánh Tăng không ạ? Xin Thầy chỉ dạy chúng con ạ. Bây giờ chữ Thượng Tọa là cái gì? Thánh Tăng thì bác con biết rồi đó. Thánh Tăng là cái người kiến tánh, người tu họ kiến tánh. Ông thầy tu, nam tu nữ kiến tánh gọi là Thánh Tăng. Thấy không? Còn có cái bằng này bằng kia gọi là Tăng học vị. Không phải Thánh kiến tánh. Kiến tánh nó khác. Kiến tánh có nghĩa là con đang nhắm con mắt. Con mở con mắt ra thì gọi là con kiến tánh, thấy bằng tánh, thấy bằng cái tánh thấy rõ ràng. Còn con mà con nhắm con mắt là con thấy trong cái bóng tối. Thành ra không thấy cái bên ngoài được, mà con chỉ nghe người ta kể chuyện bên ngoài thôi, rồi con học con nghe thôi. Đó khả năng hạn hẹp trong cái học vị của người ta. Còn cái người mà họ mở con mắt rồi thấy hết, khỏi học gì, nó hỏi gì tôi trả lời cho nghe. Thấy không? Ví dụ mà con nhắm mấy con mắt con lùi á, thì con tôi muốn tìm hiểu con chó, anh trả cho con chó tôi nghe, anh viết cái bài con chó cho con nghe, rồi con học xong cái kia cũng vậy. Còn mà khi nào con mở con mắt con hết đuôi rồi, thấy con chó khỏi biểu tả cho nó khỏi cần. Tôi biết rồi, khỏi trả con chó rồi sao ấy, tôi khỏi cần. Đạo Phật là chỗ này nè. Một, ông Phật ông nói là con người ta hiện giờ mười phần nhắm mắt cả mười đó. Thấy không? Làm sao mà mở con mắt ra rồi? Chúng có tu gì để làm sao mà mở được con mắt ra? Không biết hết, không cần học gì trời trơn. Không cần biết chữ luôn. Giống như Lục Tổ hồi nào, không biết một chữ. Ông mở mắt ra ai hỏi gì cũng nói đấy. Còn mấy ông mà học cao á, học càng cao, nói càng chặt. Lấy gì? Tưởng mà học càng cao là càng tưởng. Tưởng đó là sai, cái chỗ đó. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Cho con xin hỏi tiếp câu tiếp theo ạ. Có thầy tuyên bố thầy khôi phục thiền tông là khôi phục cái gì? Con xin thầy dạy cho con ạ. Thiền tông là nó hư rồi đó. Bây giờ ông sửa lại, ông khôi phục lại. Giống như nhà nó sập rồi đó. Giờ ông sửa nhà lại. Thì thiền tông hồi đó nó hư, không biết mà ông lộn ở đâu rồi. Ông hư rồi bây giờ ông khôi phục lại. Khôi phục thiền tông là vậy đó. Giống như cái nhà con sập rồi bây giờ ông sửa cái nhà lại, dựng lại.
gọi là khôi phục. Không biết thiền tông hồi đó ông lấy ở đâu, ông lộn với thiền tông ở đâu, nó bị hư rồi giờ ông sửa cái thiền tông lại, gọi là khôi phục thiền tông. Rồi cho hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Bác, thưa bác, cho con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Có thầy viết ra quyển sách Thiền Tông Thế Kỷ 20 là Thiền Tông gì và dạy cái gì? Có dạy giải thoát không, thưa bác? Xin bác chỉ dạy chúng con biết ạ. Con hỏi vậy thì cũng không rõ lắm. Bây giờ thí dụ con nói là có thầy viết Thiền Tông Thế Kỷ 20 mà viết những cái gì? Con phải nói hỏi từ câu. Bác sẽ nói cho kể. Chứ bây giờ Thế Kỷ 20 thì bác cũng đâu có đọc cái gì. Thế kỷ 20 thì cái thiền tông nó đã đến rất rộng. Thấy không? Thế kỷ 20 nó đã đến rất rộng. Chỉ bên biết đến rất rộng, chưa công bố ra. Qua thế kỷ 21 công bố ra. Đó, các bác biết cơ bản là vậy thôi. Chứ còn nếu mà nói sai nữa là không đúng. Thấy không? Thì 20, thế kỷ 20 thiền tông đến rất rộng. Chính thức đến rất rộng. Đất rồng chứ không phải là nước rồng, nước sông đó. Nó đến là thế kỷ thứ 13 đấy. Là tới nước rồng thế kỷ thứ 13. Và thế kỷ thứ 20 nó chính thức đến đất rồng. Rồi công 2 năm thế kỷ 21 công bố ra. Đó, thiền tông nó cái dòng của nó đi như vậy đó. Rồi cho hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Thưa bác, cho con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Ngài Đức Ông được thờ trong chùa có phải là ngài cấp cô độc không ạ? Thờ ai? Tôi lặp lại cái câu hỏi. Dạ. Ngài Đức Ông được thờ trong chùa hiện nay đấy ạ, có phải là ngài cấp cô độc không ạ? Đức Ông hả? Chùa nào thờ? Chùa vật. Không có. Chùa vật lý ạ. Đâu có chùa nào thờ Đức Ông. Chùa nào? Con có thấy, con đi chùa nào con cũng thấy là các chùa là đều thờ ở cái gian bên cạnh ấy là ngài Chúa Đức Ông đấy ạ. Theo nguyên tắc á, cái điện tổ ở đằng sau cái tính điện á, thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma hoặc là lục tổ Huệ Năng, có hai ông này thôi. Còn Đức Ông là ai? Đức Ông thì thấy mới có cái chùa là thờ ông Lưu Bị Đạo Viên Kết Nghĩa đó, ha, hoặc là Quan Công là tướng của Trung Quốc, tướng Trung Quốc xưa đó. Cái là con phải nói là cái, nếu mà ai con phải đưa cái hình để coi là tôi nói ông đó là ai. Còn nên nhớ là ông cấp cô độc, con hỏi thì cấp cô độc hoàn toàn không có xuất hiện ở trên tất cả các chùa, mà chỉ xuất hiện trên giấy thôi, không hoàn toàn. Cái chùa nào mà thờ ông cấp cô độc là chùa đó phá sản liền. Nó thiệt con biết, không ai dám thờ ông này vô, thờ cái ông cấp cô độc vô. Ông này ông phá mà. Cái nhà ông mà ông còn dẹp trống bóc không có gì, thì cái chùa mà vô thì cũng dẹp tượng Phật luôn á. Chùa nào mà thờ ông cấp cô độc là cái chùa đó phá sản đó. Nghe không? Rồi, thắc mắc câu này thì hỏi tiếp đi. Thầy cho con xin hỏi ý thứ hai nè. Ông cấp cô độc cúng đất và ngôi chùa, cúng Phật như thế thì ông cấp cô độc có về được Phật giới không thưa thầy? Ông cấp cô độc là có cái nhiệm vụ theo phò tá, không chỉ Phật. Vì Phật về ông về theo, ông ăn theo ông về luôn. Thấy không? Tất cả những vị đó là những gì đó mà ông Thích Ca khi ông về thì ông cấp cô độc về luôn. Rồi, hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác ạ. Bác cho con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Khi trung ấm thân về tới Bình Liêu phải chờ quả đất quay mới được vào trung tâm vận hành luân hồi để trở về Phật giới. Nhưng khi ngồi chờ mà tâm cứ khởi niệm gì là quay lại trái đất ngay, có phải không ạ? Con hiểu vậy, con chưa hiểu cơ bản của tầng Bình Liêu. Tầng Bình Liêu là cái gì? Trái đất này sức hút vật lý nè, rất mạnh, 5 cây số hút rất mạnh. Còn lên tới cây số 6 với cây số 17 đó, nó hút nhẹ lại rồi. Hồi đó thì qua đây con tính 10 trên, còn tính con 5 à. Vô từng Bình Lưu hết tính luôn. Nó còn quay nữa đâu tính. Trái đất nó hút thì nó mới tính, mới tưởng. Vô từng Bình Lưu còn gì nữa là tưởng là bình là. Đã Bình Lưu, nó nước bình nó không còn chảy nữa thì làm sao có sống. Thấy không? Tất cả trung ấm thân về đến tầng Bình Lưu thì hoàn toàn không tưởng, không còn
cảm xúc về cái thế giới vật chất nữa, vật lý nữa, gọi là tầng bình lưu. Để vì thế mà ở đó nè, ở đó bao nhiêu ngày cũng không có đói bụng, còn mà ở đây nó hút phải đói bụng, do đó là không ăn à, do tầng bình lưu là không có ăn. Vì thế ông Phật, các vị Phật vào đó để chi? Để nghỉ, nghỉ mà không ăn. Chứ còn nếu mà ông vô cái tầng hút nhẹ là cũng phải ăn. Còn xuống trái đất này phải xuống cho nhanh là làm việc xong trở ra, chứ không phải ở đây nó quay hơi ở đôi bụng nữa. Nó phải hiểu cái tổ chức trái đất này tại sao mà tầng tứ thiên dương phải làm cái tầng bình lưu, là cái tầng không cuốn hút, còn không phát tưởng, không làm gì hết. Kêu bằng cái sinh diệt của cái thế giới vật lý, nó không sinh diệt, không tưởng, không ăn, không đói, không có làm gì nữa, nó cứ ngắt luôn. Mà chỉ thấy nghe nó biết thôi, muốn gì. Muốn gì thì ở đó, ông Phật muốn cái gì, ông phải điện khải với một thần thánh tiên ở trái đất này. À tôi, 5 phút nữa tôi xuống tôi gặp ông làm gì đó, rồi xuống đây tôi tiếp cho, xong về. Không có mời ăn à, mời ăn là dính đó. Ông Phật không dám ra người rớ thức ăn ở trái đất này đâu. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Cho con hỏi tiếp ý thứ hai của câu đấy ạ. Trong 49 ngày, gia đình vẫn cúng, tụng gọi tên, thì trung ấm thân có bị dao động gì không thưa thầy? Bây giờ nè, đưa cho ví dụ về con mới dễ nè. Ví dụ là con có gia đình, và con có visa đi Tây thì con lên rồi đó, mấy đứa nhỏ tới giờ ăn cơm đó, má về ăn cơm, rồi sao? Con có về được không? Qua Tây rồi làm sao ăn? Ở cái đất này nếu mà con tu giảng sanh lên cõi trời, thì con xuống ăn được không? Con về Phật giới thì con có lại ăn được không? Mà rủi xuống địa ngục có lịch có trèo lên ăn được không? Bởi vì người ta làm lẫn cái chuyện này nè, ta không hiểu cái tổ chức trái đất này thì người ta mới cúng. Tổ chức trái đất này là tổ chức nhân quả. Nếu mà con mà sống mà không có tạo nhân quả mà ở gia đình thì con chết rồi con phải vô trong cái họ tộc á, họ tộc sắp đặt con luân hồi tiếp, không còn ăn của gia đình nữa, mà ăn theo cái đó. Mà ví dụ con về tới giờ cơm, con sẽ về con hưởng một cái con đi ra, đi được rất nhanh, chứ không phải là còn không là biến về nhà ha, đi hàng quán ở đâu lại ngửi cái là xong. Ăn mà kêu là trong kinh thường là thói quen ăn uống vẫn còn y nguyên, cái tại cái thói nó quen rồi, bắt buộc nó phải ngửi cho nên nó quen, chứ sự thật là không ăn được, nhưng mà nó quen rồi phải ngửi mùi thôi. Sống kêu bằng mình ở gia đình thì phải theo quy luật nhân quả, còn đã tu bị nghiệp rồi thì làm sao trở lại gia đình được. Tu nghiệp lên trời thì lên làm trời hướng phước, tu mà nghiệp làm cái gì thì phải lên vào cái loại đó, làm sao trở lại gia đình được. Phải hiểu cơ bản này thì mới hiểu cái đạo Phật, rồi mới giải thích được cái cúng luôn. Vì ta không hiểu được cái tưởng tượng ông Tàu làm gì thì người Việt Nam làm lấy. Chứ cái cúng này là ông mấy ông Tàu bên Tàu đưa qua, Lão Tử dạy gì đó, bên đó ta quen rồi. Rồi mình cũng quen lại với người Tàu nhiều quá, rồi việc rất quen. Với người Tàu hồi trước là nó đồ hộ mình cả ngàn năm mà. Thấy không? Rồi sư phụ làm gì làm đấy, rất quen rồi. Rồi, sẽ hỏi tiếp đi. Con muốn hỏi là, trong cái lúc mà mình trái đất quay rồi đấy, mà trung âm thân vẫn chờ ở Bình Liêu ấy, thì là ở nhà là người thân vẫn trong 49 ngày vẫn cứ cúng tụng mà để gọi là cúng cơm đấy ạ. Thì là trung âm thân nằm ở trên Bình Liêu đấy thì có bị ảnh hưởng dao động gì không thưa thầy? Là nó không có tưởng. Có nghĩa là tác động của cái tiếng âm vang là nó chỉ lên tới cái bằng cái sức hút mạnh thôi, hút nước nhẹ nó cũng mất. Thấy không? Tức như cái làn sóng điện nó không đi xa được 5 cây số lên cái tầng trên, mà nó đi theo trái đất thì được. Còn đi lên qua là cái đó qua là sóng nhẹ thì nó phải dùng cái gọi là cái điện thoại vượt tuyến đó mới được. Còn bây giờ mình đang sử dụng này là nội tuyến của cái bầu hoàng đạo một của trái đất thôi, cái bầu sức hút mạnh của trái đất thôi. Còn mình lên trên đó rồi có làm sao đụng ta nghe được, vô đó là bất tác động rồi, nó không còn cái gì, không có động đậy gì nữa. Thì đây nó có cúng có lại có la gì đâu mình nó có nghe đâu. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác ạ. Thưa bác, cho con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Câu ngàn năm cận Phật không bằng nhất nhật cận Tăng,
Chúng con không hiểu ý nghĩa của câu này như thế nào, con xin thầy dạy chúng con ạ. 1000 năm á, mà mình không được tiếp xúc lại cái chân lý thì hoang thôi. Mà chỉ 1 giờ 1 ngày mà tiếp xúc được với cái ông thầy và hiểu cái này, nó quý hơn 1000 năm là cái chỗ này. Thấy không? Con suy nghĩ tiếp xúc 1000 năm mà với cái ông thầy không biết gì hết. Con cũng mù, ổng mù, con cũng mù. Rồi bây giờ con chỉ cần tiếp xúc được 1 giờ 1 ngày với một cái người ta hiểu biết thì nó quý hơn không? Vì thế mà ta nói là một hộp tròn bằng ngón tay nó quý hơn một cái một đống một cục đá to. Nó là vậy, cục đá to nó không có chất gì trong đó, nó chỉ là đá thôi, mà hộp tròn có chút xíu vậy, nó rất quý, là chỗ đó đó. Rồi ta tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Bác cho con hỏi xin câu tiếp theo ạ. Thưa bác, pháp môn thanh tịnh thiền là pháp môn tối thượng, tối tôn, tối mật, nghĩa là sao? Thưa bác, xin bác nói cho giảng cho chúng con được biết ạ. Tối tôn là nghĩa là tôn kính số 1. Tối thượng là không gì hơn của nó. Thấy không? Có nghĩa là cái này trên thế giới này không có cái gì bằng cái thiền tông, cái đường giải thoát. Giờ con tu bây giờ nói rõ cho con nghe nè, ví dụ con tu cái đạo mà thành thánh đi. Giờ con có tu 10 lần thánh thì cũng là thánh rồi. Nó cũng dính ở trong cái quy luật này. Còn tu 1 lần trở về Phật giới, nó là dính diễn không còn nhân quả nữa. Thì cái nào quý hơn? Vì thế thiền tông ra đời nó mới phân tích được mấy cái mà tu thành Phật nó khác, trở về Phật giới nó khác. Còn tu thành thánh A-la-hán ở đây nè, thì nó cũng ở trong trái đất nè, trong cái bất động nè. Rồi thành thánh ở trên này nè, thành thần, thành tiên nó cũng ở đây thôi. Còn nếu mà nặng nữa thành mấy ông cô hồn rồi sao? Trên trái đất này nó có nhiều cái loại để con thành chứ không phải đâu. Nội cô hồn mấy chục loại, tiên mấy chục loại, thánh thần cái nào cũng vậy rất nhiều. Vì thế mà ta mới gọi là thập loại thánh. Thập loại là 10 cơ bản chứ sự sao nó chia nhỏ nó còn nhiều lắm. Thấy không? Phải hiểu cơ bản này. Thành ra chỉ có cái đạo Phật Thiền Tông nó mới giải thích được cái này. Mà nếu đạo Phật Thiền Tông mà giải thích này ra rồi đó thì không ai tu nữa là sao? Trái đất này nó buồn liền. Đạo Phật mà thẳng thét mà công bố ra rồi thì không ai tu. Thì trái đất này rất buồn. Trái đất này chỉ còn có đi du lịch thôi chứ không có còn mà tu nữa. Thấy không? Mà đi du lịch mà còn tâm linh còn không thèm ghé nữa rồi sao lại? À, bây giờ là mình du lịch là núi non sông hồ, còn bây giờ có nhiều loại đi du lịch tâm linh là lên các chùa, các đền, các thờ á, đây là tâm linh. Mà giờ thiền tông nó ra nó chỉ trắng hết thôi, thì chỉ còn đi núi non sông hồ thôi chứ không còn tâm linh dẹp rồi. Rồi cho hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Thưa bác, cho con xin được hỏi câu tiếp theo ạ. 10.000 năm Phật Thích Ca hết hạn nơi trái đất này thì đến ông A Dật Đa. Vậy các vị thánh thần chúa chủ trái đất, con người có thay đổi không ạ? Thưa thầy. Nó theo cái nhân quả đó chứ làm sao biết được. Thí dụ bây giờ ông Thích Ca ông hết nhiệm vụ rồi thì ông A Dật Đa 10.000 năm sau là nó đã hủy diệt cái đất này hết rồi. Thì còn là một số người ở trong hang đá đó, gọi là đồ đá đó, thì nó sẽ tạo là hết một cái ban bể mới, kể cái ban thần thánh tiên cũng phải tạo là hết, bầu cử là hết, rồi mới cai quản cái lớp mới, cái lớp mà của ông A Di Đà, lớp ông Thích Ca là xong rồi. Bây giờ ông Thích Ca ông công bố này ra chứ sự thật bây giờ ông còn ở tại Bình Lưu á, ông đã quan sát để ông chừng nào mà nó cái thiền tông này mà chấm dứt thì ông mới về Phật giới luôn, ông không ở nữa. Nghe không? Thì hết nhiệm vụ ông. Rồi bắt đầu ông A Dật Đa ông cổ biến ra thì ông kia phải vô cái tầng bị lưu thê. Xuống trái đất này ở 80 năm về xong là trở vô cái tầng bị lưu quản lý cái đạo của ông. Đó, mỗi một vị là 10.000 năm. Mà nói 10.000 năm chứ không phải ở 10.000 năm mà ở có 3.000 mà cũng chưa tới 3.000. Với ông Thích Ca này, ông về ông mất này 2564 năm, một năm ông về Phật giới đúng 1 năm sau ông mới được vô để ông theo dõi cái dòng thiền này có đi đâu, rồi tới đâu ông mới điều khiển theo ý ông,
ông nói là cái thiền tông này sẽ đến đất rộng, nhưng mà giờ nếu mà không không có điều khiển nó đi tầm bậy, tại là ông phải vô cái tầng mình lưu để ông điều khiển theo, đi theo cái dòng thiền này, nha, đến tất đất rộng, thì mà rồi đất rộng xong công bố ra rồi ông phải ngồi ông rước về nữa chứ, rước về rước nào hết rồi, chừng nào thiền tông chấm dứt thì ông về luôn, rồi để giao cho ông sao. Đó, mà mỗi ông thì có mấy ngàn năm thôi, 10.000 năm, chứ sự thật là từ năm thứ 1 cho đến năm thứ 7.000, hoàn toàn không, trái đất không có Phật. Mà từ 7.001 trở đi, đúng 3.000 năm sau đó, là vị Phật tụ thế được 3.000 năm. Nếu trái đất quỷ sự sớm hơn 3.000 năm thì ông về, còn nếu mà đúng 3.000 năm thì cũng phải đúng 3.000 năm ông mới về. Đó, một chu kỳ. 10.000 năm, 3.000 năm có Phật, còn 7.000 năm hoàn toàn không có Phật, chỉ còn có thần thánh tiên thôi. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác ạ. Thưa bác, cho con xin được hỏi câu tiếp theo ạ. Người mà âm nhiều, đọc sách chóng quên, tại sao họ lại hiểu và chấp nhận học theo thiền tông để giác ngộ và giải thoát ạ? Thưa bác. Cái này nói đúng là còn cái gì ai phải có cái tần số. Con mà có tần số dương rồi con mới thích theo cái này. Con có tần số mà nó thấp hơn cái dương thì con này. Vậy cần cứ vào trong cái bài kệ mà của ông Phật vậy, đảnh thành thánh. Có nghĩa cái tần số con mà nằm trên đỉnh đầu con mới theo cái này để đảnh giải thoát á, cái tần số này con mới lên mới vô được. Còn nếu tần số thấp xuống là mắt ở dưới mắt trên thiên là con thích tu theo đạo thiên. Đạo trời rồi, nghe không? Còn ngực làm thần, làm người gì đó thì con thích cái tần số nào thì phải con gia nhập vào cái tần số đó, nghe không? Con muốn làm thần thì là tim, làm thần ngực gì đó thì nó hiện ở đâu. Mà cái người mà cái có cái con mắt mà gọi là Phật nhãn rồi, người ta nhìn thấy được cái tần số của con. Mình ở đây mình không thấy, chứ còn ví dụ bây giờ ông Phật Thích Ca đó, ông nhìn thấy con là cái tần số mấy ông nhìn biết, vì thế mà ông mới nhìn ông Sách là Phật ưu, ông này quá trời công đức thì ông nhìn mới hiểu được, mới độ được ông Sách là Phật đó. Còn bây giờ con mà mặc cái tần số con mà nó nằm ở trong cái trời mặt trên cõi trời, thấy cái đầu Phật này con không chịu, mà đạo trời đến con thì con thích liền, thấy không? Vì nó đúng cái tần số của nó mà. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn thầy bác ạ. Thưa bác cho con hỏi câu tiếp theo ạ. Có tất cả bao nhiêu cách ngộ thiền? Con xin bác giải đáp cho chúng con ạ. Ngồi thiền phải không? Ngộ thiền ạ. Ngộ thiền. Ngộ là hiểu. Tiểu thừa 37 pháp ngộ. Ngộ 37 pháp. Thí dụ con ngộ từ bi, con tu từ bi, con ngộ từ bi, thấy cái lòng từ bi nó tỏa ra. Nghe không? Rồi cái này, thương người, rồi bác ái, 37 pháp quán cái trời đảo đó. Rồi kể ngộ được trái tim, rồi ngộ được cái vô hình gì đó. 37 pháp. Còn cái tu thiền thì nó duy nhất chỉ có cái tiểu thừa đó là thiền nhiều nhất thôi. Còn trung thừa không được quyền ngồi thiền. Trung thừa là ngồi suy tư, ngồi học sách. Đại thừa là ngồi suy tư, không phải là ngồi thiền. Ngồi suy tư nó động, thiền kia là nó dừng lại. Tiểu thừa là hồi dừng. Còn đại thừa thì ngồi suy tư, nó không phải là ngồi thiền mà ngồi suy tư, nó không phải thiền. Còn ngồi niệm Phật cũng không phải thiền, mà ngồi niệm chú cũng không phải thiền. Thiền tông, tuy nói chứ thiền tông, nhưng mà không phải ngồi, mà nhận ra cái tánh Phật. Nếu mà tu thiền thì duy nhất chỉ có tiểu thừa là 37 cách ngồi thiền thôi. Thiền tông không có cách ngồi nha, thành tông là chỉ hiểu kiến tánh thành Phật. Bây giờ con biết con đi, con đứng, con nằm, con ngồi, đang nằm mà con thực nhớ, con thấy, con cũng ngộ thiền. Con đi cũng vậy. Mà con chấp con té cũng vậy, con ngộ thì ngộ nó hiểu vậy thôi. Rồi con mới thấy thì nếu mình ở ngồi thiền thì duy nhất chỉ có tiểu thừa ngồi thôi, còn tất cả kia không ngồi.
Ví dụ ngồi niệm Phật làm sao thiền, ngồi niệm cái mặt cái miệng lép nhép sao ngồi thiền được, phải không? Nếu thiền chỉ có 37 pháp quán cái tiểu thừa là thiền thôi, còn tất cả đều không ngồi. Rồi cho hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Thưa bác, cho con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Sự tồn vong của loài người và trái đất có liên quan đến quyển giáo lý mà Đức Phật đã truyền huyền ký lại cho nhân loại. Vậy bác cho con xin được hỏi, quyền hạn trách nhiệm này có phải phụ thuộc vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ạ? Ý thứ nhất. Ý thứ hai, tại sao giáo hội không chung tay cùng bác để giúp cho đạo Phật được sáng tỏ, nhân loại được sống trong hòa bình? Ý thứ ba là giáo hội là đầu tàu đại diện cho hơn 90 triệu dân Việt Nam, mà nhà báo Lê Nghiêm có hỏi thế nào là mê tín, thế nào là chánh tín, đã 3 năm vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho người hỏi và người dân đang trông chờ. Xin bác giải đáp cho chúng con ạ. Cái câu hỏi này cho hỏi nó hơi rộng. Bây giờ là ý thứ nhất á, giáo hội không có chấp nhận cái chùa Thiền Tông Tịnh Diệu, và giáo hội không chấp nhận cái pháp môn Thiền Tông này, thì làm sao người ta giúp? Người ta muốn dẹp mà. Thì con suy nghĩ đi, là làm sao? Mà hơn nữa là giáo hội là nói là Thiền Tông là bịa đặt. Nghe ông thầy á, giáo hội chùa Thiền Tông là bịa đặt. Có nghĩa là ông kia bằng ạ, ông Trần Nhân Tông, ông này cũng bịa đặt. Chứ không có ông Trần Nhân Tông, không có ông vua nào đi tu đâu. Làm sao? Mà còn cái vấn đề cái Thiền Tông nó ra đời được là không, thì ông Phật có nói thế này nè. Thế giới vật chất này không ra được đâu. Thiền Tông này, thế giới vật chất hoàn toàn không ra được. Là sao? Chấp nhận cái Thiền Tông này ra là nó dẹp hết luôn. Và con suy nghĩ nha. Nó chỉ cần nói cái việc cúng thôi. Cúng là của đạo lão. Mà nếu con chấp nhận của đạo lão thì con dẹp cái cúng như việc ra vọt ấy. Cái chùa là tu. Con suy nghĩ nha. Chỉ còn một cái thôi, mà trong khi đó rất nhiều Thiền Tông nó nói rất nhiều cái khía cạnh của cái thế giới này. Nếu mà giáo hội công nhận cái Thiền Tông này thì hoàn toàn là không có chùa. Vì thế mà giáo hội không công nhận là đúng. Thấy không? Nếu công nhận cái này thì bởi vì cái Thiền Tông này là buông. Đầu tiên là buông cái gì? Con buông hết không có làm gì. Cái nhà còn trống bốc luôn đó. Buông là theo ông cấp cô độc rồi đó. Trong nhà ông dẹp trống bốc không có, cái gì hết. Không có cái ghế ngồi nữa. Làm sao? Còn chùa thì phải có đầy đủ này kia nọ. Rồi làm sao? Nếu mà công nhận cái Thiền Tông này có nghĩa là đồng nghĩa là các chùa dẹp. Ai công nhận? Không được. Vì thế mà nhiệm vụ của bác công bố ra thì nhà nước với giáo hội cho là mừng rồi, vậy là được rồi. Còn bây giờ nó tồn tại là không thành vấn đề. Muốn tồn tại thì được, thì cho nó tồn tại, không tồn tại nó dẹp thì thôi cũng được. Chứ nói sao vậy? Ví dụ nhà chính quyền ta biểu nó không được, cái Thiền Tông này không được thì mình phải dẹp chứ như dám cãi không? Thấy không? Vì thế mà khó. Còn con đặt về vấn đề mà giáo hội có nhận cái chấp nhận cái Thiền Tông, hoàn toàn không chấp nhận. Bác trả lời thẳng luôn là hoàn toàn không chấp nhận. Có nghĩa là chấp nhận cái chùa này, chùa mà theo Thiền Tông là đúng thì các cái kia nó phải sai. Rồi sao đây? Cho con làm. Nếu con có cái chùa con chấp nhận không? Nếu con có cái chùa cúng một ngày kiếm mấy chục triệu bây giờ con dám chấp nhận cái này không? Chấp nhận có việc nghĩa là có nghĩa là buông tay luôn á. Thấy không? Thành ra con hỏi thì cũng hay, nhưng mà được bác xác định là cái Thiền Tông này không thể tồn tại ở trái đất này lâu được. Không phải lâu. Nó ra nó sống được ngày nào hay ngày lấy kể đó. Nó khó là khó ở chỗ đó. Rồi cho hỏi tiếp thì con xin cảm ơn bác ạ. Cho con xin hỏi câu hỏi tiếp theo ạ. Nhân quả nào đưa con người từ một phàm phu chỉ tu thanh tịnh thiền là buông dừng thôi mà được trở về quê xưa, còn được sử dụng một kim thân bất hoại? Ý thứ hai, con người nhà lầu xe hơi quyền cao chức trọng tiền của kiếm giữ cho thật nhiều
khi chết chẳng mang được gì mà phải chịu luật nhân quả đến các nơi như trên trời, dưới địa ngục hoặc các loài thú vật. Xin bác chỉ dạy chúng con ạ. Bởi vì nó đúng ra là ông Phật là thế giới này là vô minh, mười phần mê muội, cả mười người nào cũng mê hết. Vì thế ta mới ham. Chứ con mà con hiểu thì con không có ham. Nhưng mà thế giới này không ham không được, không tham không được. Con sống mà không có cái nhà con không sống được. Sống mà không có tiền để đi đây đó thì không có sống được. Bắt buộc phải làm theo cái quy luật này. Mai chết bữa nay thấy tiền còn bỏ túi. Ngày mai chết bữa nay ông bây giờ tới ngày trả nợ mà không ai con cũng phải đòi ổng cho được. Thế giới vật lý nó hút vậy đó, phải chịu thôi chứ làm sao giờ. Thấy không? Tại cái thế gian này nó cuốn hút vật lý không cách nào bỏ được hết. Biết rằng khi mà có chuyện gì đã xảy ra thì nhà tan cửa nát hết. Nhưng mà cũng phải ráng dậy xây dựng, dựng rồi chúng bỏ. Ai là không biết rõ ràng, ông bà, cha, mẹ chết thì cũng đâu có lấy đi đâu, giao lại cho con. Con mình biết giữ thì không tốt, mà nó bán luôn rồi sao đây. Nhưng mà tại vì cái thế gian này là thứ dân, tiền tài danh lợi, thì con phải nắm giữ cái này, chứ không cách nào con bỏ được cái này hết rồi. Thấy không? Còn muốn, bây giờ thế gian này là nó bảo tiền, bảo danh, bảo lợi. Không ai từ bỏ này được đâu. Nó thành là nó khó biết được vậy, nhưng mà biết vậy là mới có gì? Giác ngộ thôi, giác ngộ phần giác thôi. Nhưng mà buông không được, cứ là nó cũng dính. Tuy giác ngộ nhưng mà không buông được, nó vẫn dính như thường. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Thưa bác, cho con xin được hỏi tiếp ạ. Khi một người mất thì gia đình mời các Phật tử đến tụng kinh A-di-đà để siêu thoát cho vong linh được siêu thoát về Tây Phương. Tiếp theo lúc đi đưa chôn, các Phật tử kéo cầu cho vong đi có cả nhà sư dẫn hồn về Tây Phương. Thế nhưng đến 49 ngày, nhà chùa lại khuyên đưa vong lên chùa để nương nhờ cửa Phật. Vậy thầy cho con xin được hỏi, hồn này hiện đã về được Tây Phương chưa hay vẫn đang ở cửa Phật ạ? Con hỏi vậy thì con chưa có nắm vững về cái đạo tịnh độ. Muốn bây giờ con tu tịnh độ, ta đã nói rồi, giống như đi du lịch sanh tinh. Con có khả năng không? Tối ngày ở đây con cứ lúc nào con cũng mơ đi lên du lịch sanh tinh mà trong túi không có đồng nào, làm sao đi? Thì chết thì cũng phải ở nhà, ở tại chỗ. Nên, mà thí dụ mà con giàu có, con lên tới trở lên đi. Bạn lấy lên rồi thôi thì ở đây thì làm sinh đi, còn bài đặt cúng tủng đưa ai. Thần thực thi nhân quả có, thì đưa thần thực vui nó ném đi lên đỉnh. Con không đủ thì con ở đây theo cái nghiệp ở trên đất này nè. Thì cái ban thực thi nhân quả nó đã làm, mình đừng có làm theo. Còn phải nói gì mà người ta tổ chức này tổ chức để là lấy cái lòng cái người ở lại thôi. Mà mục đích là cái gì? Cái nghề của người ta. Cái nghề tụng kinh, cái nghề tụng mướn đó. Thế là con coi cái số quyển 11 không? 11 Trần Nhân Tông không? Coi chỉ còn cái quyển số 11 của Trần Nhân Tông dạy con tín ngưỡng, con sẽ thấy hết. Đây là cái ông nói rõ ràng, ông vua nói gì mà xuất bản đàng hoàng chứ không phải sách truyền tay nha. Đó, mình phải hiểu cơ bản này, trái đất này là trái đất nhân quả, làm gì được lấy. Tu phước đúng lên trời, tu phước làm giàu sang. Còn có đời này 100 tỷ thì làm sao nó phải tới 100 tỷ, còn nếu có 1 tỷ mà con biểu lên 2 tỷ chứ con không lên nữa. Vì cái phước của mỗi người mà, nghe không? Còn vấn đề mà tổ chức ở lại đây đưa tiễn này kia, đây là hình thức thôi. Còn cái chuyện mà đưa vong vô trong chùa thì cái chuyện này để kỷ niệm thôi. Chứ con suy nghĩ nè, cái hồi mà tổ tiên của mình, bây giờ hồi tổ tiên mình ở ngoài Hà Nội đây, hầu trời nhân tông mà nếu mà những mồ mã mà của người dân thường bây giờ còn không? 700 năm này còn, hoàn toàn còn. Chỉ còn một hai cái di tích của mấy ông lớn thôi. Đó, mình thì cả chuyện hỏi là mà tất cả giờ tất cả mà mồ mã chôn giờ 100 năm sau thôi còn. 100 năm sau dân nó lên đông quá thì mồ mã nó cũng dẹp hết. Thấy không?
Thì đây là tôi nói thiệt, có nhiều hồi đó Sài Gòn này bao nhiêu nghĩa trang trong Sài Gòn, bây giờ tìm có cái nào không? Người ta cắt nhà hết, nghĩa trang đi đâu, người ta đào dục mẹ hết. Bởi nó đi qua một thế hệ là nó mất hết. Mình cũng vậy, tài sản mình để lại con cái cao lắm rồi, một đứa con nó giữ thôi, chứ đứa cháu hoàn toàn nó dẹp luôn. Nó là hết rồi, bởi nó chia, nếu mà con có 5 đứa con mà cái nhà con mà con không chia 5 làm sao? Đâu có cho một đứa được đâu. Trừ trường hợp ở nhà quê đó, thì đứa nào ở giữ đó thì phải có cái nhiệm vụ ở giữ một đời, hai đời thôi, chứ còn đời thứ ba cũng dẹp luôn. Phải hiểu thế giới này, thế giới giờ đổi mà. Thấy không? Thành ra còn cái chuyện mà tu á, hoặc là tu cái này tu kia, là đây là cái hình thức của các vị ta làm, có cái nghề ta sống thôi. Tu mà sao cái kiểu Phật nói, không ai tu là một, thứ hai đó là đạo Phật không còn, không có trên trái đất này luôn. Vì thế mà cái tất cả các chùa nó còn để gì? Để cho cúng tụng này kia, là để cho cái thiền tông nó nương vào cái này, nó công bố ra. Nó công bố ra là nhiệm vụ của nó là xong rồi đó. Thì các chùa còn tồn tại là không, là do cái nhận thức của mỗi người. Ví dụ con mà con hiểu thiền tông rồi con không còn tu nữa là sao? Nhưng mà đâu phải một trong cái đạo tràng có 100 người mà nó hiểu hết đâu, cao 5-3 người thôi. Còn bao nhiêu ta cũng vẫn còn cái kia. Thấy không? Vì thiền tông nó không thể sống thoải mái được, mà nó phải chết yểu. Để chi? Để cho cái thế giới mà kim tiền nó sống. Thế giới này sống, thế giới kim tiền mà. Nó cũng phải hiểu cái cơ bản này thì mới hiểu. Còn bởi vì thì người ta mới bày ra cúng này cúng kia. Chứ thiền tông nó ra đời rồi đó, thì chỉ cái người trí thức người ta mới hiểu cái này thôi. Còn cái người mà ta còn mê tín là không bỏ đâu, không bỏ nổi cái này đâu. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác ạ. Bác cho con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Người chết cứ đến 49 ngày là mang vong lên chùa để làm lễ định nghiệp. Nhưng ngày 49 đó đã có thần nhân quả định nghiệp rồi. Vậy thì mang vong lên chùa làm lễ định nghiệp thì có tác dụng gì không ạ? Con xin thầy chỉ dạy chúng con ạ. Theo thiền tông thì không ăn thua gì. Nhưng mà mình nói nếu mà nó không được thì chống đối lại mấy ông kia không được. Nên là tùy theo. Thiền tông nó công bố ra là trong 49 ngày, cái này là sao? 49 ngày là vấn đề mà do giữ giữa cái con người ở gia tộc và đi làm cô hồn hoặc là hương hồn đó. 49 ngày là phải giải quyết vấn đề này. Còn con mà cũng tu gì, bị nghiệp gì, địa ngục, 5 phút sau cũng phải đi. Không có thương lượng cái này. Tu giảng sanh lên trời, 5 phút là thực thi nhân quả đưa lên trở lời. Còn về Phật giới đi liền rồi. Còn vấn đề mà 49 ngày này nè, thì nó có giữa cái chỗ này nè. Một là con, nó đài con đi xuống dưới địa ngục, con không chịu đi. Không chịu đi thì con phải năn nỉ bên cô hồn á. Thôi tôi qua mấy ông tôi ở chứ tôi không xuống địa ngục. Hoặc là tôi ở trong gia đình mà nếu chịu đi theo luân hồi á, thì đi, còn không á, tôi phải, ông không chịu, phải ra mồ mả ở à. Không có chuyện ở trong này, vô đây là phải theo nhân quả. Đó, 49 ngày là nó có hai cái trường hợp. Một là đi xuống địa ngục hoặc là qua báo. Tôi không làm này thì phải nhập vô cô hồn á, để mà thoát cái cảnh này. Còn hai, muốn ở trong gia đình để đầu thai vào cái đời sau, không đầu thai thì không, tôi sợ quá, lên thế gian này làm ăn tôi sợ, thôi tôi ở dưới này tôi làm hương hồn, chạy ra mã tôi ở rồi tới giờ nấu cơm chạy vô hửi cái chạy ra thì được, chứ không cho. Luật trong luật họ tộc rất nghiêm, chúng em luật họ tộc giống nghiêm giống như là thực thi nhân quả của các loại thần vậy, chúng ít đâu. Thì trong 49 ngày thì giải quyết vụ này thôi. Còn vấn đề mấy ông thầy ông nói là ông làm để có tiền thôi, chứ làm sao có cái chuyện này. Là nếu tu theo đạo Phật là tu theo nhân quả, làm gì quả nấy, không có cúng tụng ai hết. Giống như thế gian này, vô nó tòa phạt con 1 triệu đồng, thì con không ở tù. Mà con nói thôi giờ tôi không có tiền, thì ổng tiền vô tù. Còn nếu con có tiền con đóng thì con ra. Có vậy thôi. Vì thế mà ở nước ngoài nó có gì à? Tiền ở tù thế người đó, gọi là tại ngoại hầu tra đó. Con cái phạm cái tội gì, nếu con có số tiền con đóng thì con không ở tù. Còn nếu mà không có tiền đóng thì con phải ở tù. Thì cái cõi âm nó cũng vậy. Muốn không trả nhân quả thì vô trong cái loại cô hồn ở.
Còn muốn không đi đầu thai thì ra làm hương hồn ở ngoài mã. Vô nhà, vô họ tộc bắt buộc phải theo quy luật của họ tộc quy định. Nó phải hiểu cái cơ bản này. Rồi cho hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Bác cho con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Cứ hàng năm sau Tết Nguyên Đán, rất nhiều chùa đều có nhiều mâm sớ dày, nội dung sớ cầu an, dâng sao giải hạn, bình quân 50.000 đồng đấy ạ, trên một đồng người. Vậy thầy cho con xin được hỏi, chùa là chốn bình yên, tại sao lại có những sự bán trác ở đây, và nếu nhà chùa làm như vậy thì gọi là theo đạo Lào ạ? Xin thầy dạy chúng con ạ. Nếu mà cầu này cầu kia là theo đạo Lão, vì thế mà đạo Phật nó mới có cái thiền tông ra đời để nó chuẩn hóa lại nè. Thiền tông ra đời là gì? Đức Phật nói là thiền tông, đạo Phật có 6 môn tu. Muốn tu theo cái nào thì tu theo cái nấy, thấy không? Mới chuẩn hóa lại. Còn chuẩn hóa này làm cho nó đúng lại. Đừng có theo cái đạo cúng mà nó không đúng, thấy không? Đó thì nó mới có cái chuyện mà thiền tông ra đời này, thì lục tổ Huệ Năng có nói từ thiền tông ra đời phá tà tông và chuẩn hóa đạo Phật lại. Lục tổ nói cái câu đó trong kinh Pháp Bảo Đàn rõ ràng vậy. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Bác cho con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Trong sách Đức Phật dạy tăng là các nhà sư thanh tịnh, mà chúng con thấy nhiều thầy nhảy đồng, đóng vai cô bơ, cô bé, bà chúa mặc áo váy múa nhảy múa, vòng cổ, vòng tay, khuyên tai, sủng xỉa đầy người. Rồi còn mở phủ trình đồng, nếu ai muốn tùy ý số tiền nhà chùa định giá. Vậy thầy cho con xin hỏi công việc các thầy chùa làm như vậy, theo đạo Phật có đúng không ạ? Vì con đọc trong kinh, thấy Đức Phật dạy tăng là các nhà sư thanh tịnh, như vậy thì thanh tịnh ở chỗ nào? Xin thầy dạy cho con ạ. Các thầy làm vậy nó sai, vì thế mà Đức Phật mới cho công bố thiền tông để chuẩn hóa lại. Chứ nếu mà không sai làm sao có chuyện chuẩn hóa lại, thấy không? Thì cái này thì nếu đúng ông Phật cũng biết, vì cái thế giới này thế giới tiền bạc mà, con làm cái gì có tiền tâm làm. Nhưng mà nên nhớ là bởi vì á, tại sao ông Thích Ca phải bỏ hoàng triều đi ra tu? Ta không cần danh, ta mới ra ngoài rừng ta tu. Đó. Thì mình giờ nếu muốn tu theo Phật, mà nếu muốn theo ổng, ai theo nổi nữa. Giờ tôi cho các chùa, các nhà, nhưng mà phải thanh tịnh. Các chùa mà thanh tịnh được ai tới đây? Thấy không? Nếu cứ ngồi thiền hoài, ai tới? Nó khó chỗ này, vì thế mà ta phải bài này bài kia để mà kiếm tiền. Mà kiếm tiền nó sai với luật tu. Vì thế mà Đức Phật mới cho chuẩn hóa lại, cho thiền tông ra đời để chuẩn hóa, là phá đi những cái mê lầm của người. Mà luật tổ gọi là phá tà tông, là cái chỗ này. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Con xin kính thưa thầy, là câu hỏi của chúng con đến đây đã hết. Tiếp con xin kính chúc thầy cùng ban quản trị được luôn luôn mạnh khỏe. Con xin chúc pháp môn thiền tông được phát triển và lan rộng tỏa khắp Việt Nam và trên thế giới. Con xin giáo lý mau chóng được phát hành và nhanh chóng được ra để xuất bản, để Phật giáo lấy lại được tinh hoa của đạo Phật của chính mình, và cũng là tinh hoa đạo Phật của nhân loại. Nhân dân Việt Nam ai ai cũng không đưa phải mê tín dị đoan, và để mọi người được học và hiểu pháp môn thiền tông và được trở về quê hương xưa của mình. Con xin cảm ơn thầy ạ. Rồi. Rồi, cảm ơn con là chúc, nhưng mà chúc thì chúc chứ cũng khó. Chúc thật chúc chứ là cũng khó đó. Rồi. Đây cũng là mong mỏi của chúng con ạ. Thì chúc thì chúc. Cảm ơn thầy. Giống như con mũi số là chúc ông trúng số. Nó có trúng trúng kệ. Dạ con xin tiếp có hai câu rồi con xin vào thưa truyền sau ạ. Con xin tiếp là nếu mà cứ bảo thôi bây giờ cái xã hội này thì ai thích thì để họ làm bằng tiền. Thế bên giáo hội cứ để như thế này thì cứ thế này bằng tiền mãi thì nhân dân cho con thế nào ạ? Để cho con xin nhắn nhủ một câu thế để thầy văn hỉ cho ạ. Thì cho con xin vào lời đầu tiên, con xin vào bắt đầu có ai xin đôi câu để kính chúc thầy ạ. Rồi, rồi cho hỏi đi. Vâng. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, tên con là Lê Thị Ân, con ở đội 3, thôn Nhân Lâm, xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
Con sinh năm 43. Đoàn chúng con đi gần 50 Phật tử. Chúng con đi từ Bắc vào đây xa gần 5.000 cây số. Tâm chúng con thì vô cùng ao ước, chân thì quyết bước, lòng nguyện viên thành, thập là cá và sự hân hoan. Kính thưa Thầy, lời đầu tiên con xin thay mặt cho tất cả Phật tử. Kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, kính chúc ban quản trị dồi dào sức khỏe, để cùng Thầy lái con thuyền đưa tất cả mọi người đến bến để lên bờ giải thoát. Dạ, con thưa Thầy, nhân duyên phúc lớn từ nhiều đời cho đoàn Phật tử Huệ Bắc chúng con ngày hôm nay được ngồi tại nơi vi diệu như thế này, để được Thầy dạy chỉ bảo nhiều điều rất là vi diệu của cuộc đời. Qua những câu hỏi của Phật tử lại được Thầy chỉ dạy đến nơi. Lời dạy của Thầy như những hồi chuông rung vang đang cảnh tỉnh những ai đó đang ngủ mơ và ngủ say trong mê lầm. Đến bây giờ chúng con mới thực sự có nơi được hỏi và cũng là bộc bạch đôi lời về cái mảng tâm linh. Về cái sự sống của cái mảng tâm linh mà được sự chỉ dạy của quý sư nói chung, còn rất nhiều chùa đang và sinh hoạt như những câu hỏi của nhiều lần con nghe để giải đáp mà nhân dân thì hỏi, cũng như thực tế mà rất nhiều người đã thực hiện cũng như không hiểu gì về mình đã làm cái gì. Hiện giờ nhân dân vẫn cứ thế mà đi, nhân dân cũng chưa hiểu gì rõ ràng về cụ thể về đạo Phật ra làm sao. Kính thưa Thầy, sự sinh hoạt của cái mảng tâm linh nó là như vậy. Dù ai có biết mà muốn hỏi, nhưng hỏi ai? Hỏi ai đây? Người dân thì vì kiếm miếng ăn, chân cầy, tay cấy, cuộc sống mưu sinh. Đã sinh ra thì chẳng ai nó qua được sự kiếm ăn. Suốt cả cuộc đời đầy éo le va chạm, dòng người quần cuộn chen xô lẫn nhau như con sóng biển, sóng nhỏ đổ xuống, sóng lớn đổ lên. Thật là vội vã lắm thay. Có đôi lúc muốn ngồi im để nghĩ, muốn buông bỏ chuyện đời cho đỡ khổ. Nhưng sao nó khó quá? Vì không có điểm tựa để mà thở than, rồi lại tự nhủ, chả lẽ ở đời nằm người này cứ mãi như thế này sao? Có muốn hỏi tâm sự với nhau đi chăng nữa thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Vậy thì đi đâu? Hỏi ai? Trong những lúc này lòng đầy bối rối thì trong lòng lóe lên một tia sáng mách bảo rằng vậy thì chỉ tìm đến chốn tâm linh. Muốn đi tìm chốn tâm linh là nơi tĩnh lặng, buông bỏ sự đời, an nhiên tự tại, niềm vui man mát, nơi cửa Phật là nơi sen nở, thoang thoảng hương đưa, an ổn tình người, tràn ngập tình thương. Nơi cửa Phật là nơi che chở hồn dân tộc, tiếp đến được Thầy chùa, dạy dân đường về giải thoát. Cứ tưởng là vào nơi cửa Phật là như thế rồi, tấp lập rủ nhau lên chùa. Nhưng cũng không phải là như thế. Nhiều chuyện ở đời xao xáo cuộc đời. Bên ngoài ấy, thì vi phạm pháp luật, bên trong thì vi phạm đạo đức. Đạo đức là thước đo, là cội rễ của bách tính. Vậy mà họ coi thường, bên tả thì lòng tham, mà bên hữu thì gì? Đê hèn. Thật là khổ tâm chúng con quá, Thầy ơi và Phật ơi. Phật có biết chúng con đang chìm đắm trong mê lầm, vậy đâu là nơi dẫn lối chỉ đường cho chúng con đi. Đàn con đang dắt tay nhau mò mẫm trong mù quáng đáng sợ này. Thế nhưng chúng con vẫn cứ phải đi. Trẻ, từ trẻ đến già, ai ai cũng đi. Người sống mê đằng người sống, rồi cả người chết cũng phải mê theo. Nếu không làm thì trong lòng hoang mang, người ta làm mà mình lại không, nó cứ bung lung. Không thể nào mà với chạm được cái điều gì đó để gọi là phương hướng đúng sai. Vì ta từ xưa nay vẫn yếu hèn, hàng ngàn năm nay vẫn quỳ mình cúi xin van vái cầu lạy, nhưng cũng chẳng biết mình cầu lạy ai, van vái ai, xin ai. Vì chỉ có một con đường này mà thôi, chẳng biết đâu là trông gai, mà vẫn cứ ngồi nín chốc trông gai mà thỏa thê cười thích. Như thế đó, người sống thì còn mê đằng người sống, rồi người chết cũng mới theo. Nhiều gia đình bất hòa, ốm đau, ngang trái, muốn tìm đến chùa là nơi an ủi của Thầy chùa. Lời an ủi của Thầy chùa tưởng như làn gió mát, nhưng ngờ đâu Thầy cũng lại chỉ tuột vào đường mê. Thầy bảo rằng vợ chồng nhà bác là cung số không đúng, phải đưa Thầy 30 triệu, Thầy di cung hoãn số cho.
thật sự là một căn bệnh quái ác này theo đuổi đến lúc chết mà vẫn không buông tha. Quá đắng cay cho kiếp làm người trong lúc mê lầm này, liệu đến bao giờ thì kết thúc được cái mê lầm này nữa đây? Thế nhưng trời ơi, có tâm kêu cứu được đèn nhà Phật xoay ngay xuống lòng dân, không khác gì một rừng thảm đỏ dày chảy đến chốc rừng gai góc. Bắt đầu từ ngày 14 tháng 5 2017 được huyền ký Đức Phật dạy, mọi người dân được học đúng lời Phật dạy, xóa bỏ mê lầm, mọi người dân được sáng suốt ra không mê lầm nữa. Từ đó đến nay, con người như đã đổi đời và sống lại. Thật niềm vui nhân lên đã được sống trong thời kỳ văn minh 4.0, lại được huyền ký của Đức Phật bùng lên, thật là một dấu son chói lọi cho nhân gian. Như những rừng lửa đang đốt cháy bao rác rưởi và lột sạch mê lầm để trở về con người mới, để được tắm gội ngụp nặn trong biển pháp mênh mông của Thiền Tông. Những dòng sữa mát này sẽ kết tụ thành một con người của con nhà Phật, bao trí tuệ của con nhà Phật được mở ra. Nhờ vậy mà Phật tử biết được rất nhiều điều trong huyền ký qua sự dạy bảo của Thầy Nguyễn Nhân. Thầy dắt chúng con từng tay chỉ bước dẫn đi như mẹ hiền dẫn đường chỉ lối. Thật là chúng con cảm động lắm thay. Nhờ vậy mà bao nhiêu nhân dân cũng như là Phật tử biết được giác ngộ là gì, giải thoát đi về đâu, trái đất này ai làm ra, bao lâu thì xong, tồn tại được bao lâu, trái đất này có mấy loài sống chung, Phật giới ở đâu, cấu trúc một tam giới như thế nào, tính người như thế nào, tính Phật ra làm sao, tất cả có bao nhiêu con đường đi, tu sao thì giải thoát, tu sao thì luân hồi. Vô vàn quý bao thay là rất nhiều người biết đường về Phật giới mà nhân dân cũng đều được biết, thật là vô cùng khoa học và chân lý. Thật sự là con người đều ai cũng ngơ ngàng, ai dám nghĩ có ngày hôm nay, ai chúng mình dám nghĩ có ngày hôm nay, tất cả chúng mình ai dám nghĩ có ngày hôm nay. Từ năm 2017 đến nay gần 6 năm, chúng con được Thiền Tông nuôi dưỡng bằng khoa học, bằng trí tuệ, bằng tinh hoa, bằng giác ngộ, bằng giải thoát, cho nên Thiền Tông lớn lên từng ngày từng giờ trong lòng người dân Việt Nam. Người người được sống trong cái sự thật của loài người, không bị lừa dối, không sợ hãi, luôn luôn sáng suốt và tự tin, biết thương yêu, biết phải trái gian ngay. Đã làm người thì biết đứng lên, xóa bỏ mê lầm, gột sạch u mê. Thiền Tông mọc tại đất rồng, nhân dân và đảng, nhân dân chỉ đạo, đảng cùng nhân dân. Đất nước ta bao năm lịch sử có vua Trần Nhân Tông dạy dân không mê tín, dân tộc mình danh dự 4 năm châu có huyền ký đứng đầu. Tổ quốc ta lớn mạnh giàu vì dân không mê tín, người tài đức lớp sau theo lớp trước vì vững bước với Thiền Tông. Đất nước mình có bao đời lịch sử có vua Trần Nhân Tông dạy giống nòi, dạy tất cả giống nòi, phải yêu nước, phải giữ nước, không được dạy dân mê tín. Kính thưa Thầy, Thầy ơi, các con của Thầy đến giờ đã vững bước để Thiền Tông mãi mãi tỏa loan. Thầy ơi, Thầy yên chí, con Thầy đã lớn, biết nghe, biết nhìn, biết thấy, biết no toan, biết xin giáo lý được ban lúc này, giáo lý xin kíp chớ chảy để dân được học để đời nở hoa. Đã mê mãi từ trẻ đến già, bây giờ lỡ để dân ta mê lầm. Kính thưa các cấp lãnh đạo, tất cả sự sống của cái mảng tâm linh là như vậy. Hôm nay nhân dân chúng tôi xin các nhà có chức trách hoặc các bậc trên cao, dù các ngài có bận việc bao nhiêu đi chăng nữa, cũng xin các ngài thu xếp công việc để nhìn xuống cái Thiền Tông. Chúng tôi là người dân rất cần giáo lý của nhà Phật. Có giáo lý thì công việc cái mảng tâm linh mới rõ ràng được. Nếu giáo lý không được mở mang ra cho dân được học, vậy nhân dân cứ mê mãi như thế này, rồi nhân dân đi về đâu? Tiếp đến các trẻ, còn trẻ nó là mạnh của đất nước mà cũng mê. Nếu đất nước nhiều người mê như thế này thì hỏi đất nước sẽ đi về đâu, sẽ ra làm sao? Kính thưa các quý lãnh đạo, các cấp trên, xin hãy lo chung cùng với dân chúng tôi để cho đạo Phật được ra giáo lý. Có giáo lý thì đường lối của Phật mới được thực tế rõ ràng, mạch lạc hơn. Vậy thì nhân dân xin kính mong. Bài của con xin đến đây là tạm dừng. Xin kính chúc
sức khỏe của thầy và ban quản trị luôn luôn sức khỏe. Con xin cảm ơn ạ. Thưa bác, cháu tên là Nguyễn Minh Đức, cháu sinh năm 1972, cư ngụ tại Eco Park, Hưng Yên. Hôm nay cháu vào đây, cháu có 12 câu hỏi, cháu xin bác trả lời giúp cho cháu cũng như mọi người được rõ thông ạ. Rồi, cháu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất, xin bác giải thích giúp cho cháu hai chữ tu sĩ là gì thưa bác? Chữ tu sĩ này nè, chữ tu là người tu hành, sĩ là người có học thức. Mà học cái gì? Học giáo lý thì mới được gọi là tu sĩ. Nhớ, tu sĩ phải học giáo lý mới được gọi là tu sĩ chân chánh. Tu sĩ mà không học giáo lý thì gọi là, ở đời người ta gọi là gì? Mấy người hành nghề mà không có bằng cấp á, này là tai ngang. Còn tu sĩ mà học giáo lý thì sao? Gọi là tu đại. Không đúng vừa sự thật. Cái tu sĩ này, nếu mà một người mà đúng về cái tu sĩ thì anh phải học giáo lý rõ ràng. Và anh phải có cái giấy chứng nhận của chính quyền, anh chính là người tu sĩ. Mà tu sĩ căn cứ vào đâu? Chính quyền căn cứ vào đâu? Căn cứ vào cái quyển giáo lý mà anh học đó, thì người ta mới chứng nha. Đưa quyển giáo lý cho người ta, rồi người ta kiểm ở trong cái quyển giáo lý này nè. Anh nói đúng, thì mới gọi là tu sĩ. Chính quyền, tôn giáo, người ta cấp giấy anh là tu sĩ. Tu sĩ của đạo nào đó. Không phải là một cái đạo Phật không. Mà đạo nào anh muốn thành tu sĩ, anh phải qua cái sự chứng nhận của chính quyền. Thì chính quyền mới cho anh lưu hành. Một tu sĩ thật sự mới được mang danh là tu sĩ. Còn anh không có đạt được cái này thì hoàn toàn không phải là tu sĩ. Mà chỉ là mang danh thôi. Giống như mang danh mà không có giấy chứng nhận. Làm bác sĩ không có bằng cấp là vậy. Mang danh bác sĩ mà không bằng cấp. Còn tu sĩ mà không có giấy chứng nhận của chính quyền gọi là tu sĩ lậu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ. Câu 2, thưa bác, ai cấp giấy cho vị tu sĩ này ạ, thưa bác? Nguyên tắc một tu sĩ mà nếu ở trong cái đoàn thể của cái hội đạo đó đó, thì hội đạo đó đầu tiên phải là kiểm trước. Kiểm xong rồi mới đề nghị chính quyền tôn giáo địa phương cấp trên, mà thấp nhất là quận huyện thôi. Nên còn cao lên trên nữa. Nguyên tắc một tu sĩ anh phải có giấy. Một công dân thì anh phải có căn cước công dân. Một tu sĩ phải có giấy chứng nhận là tu sĩ mới là sự thật. Mà ai cấp? Chính quyền địa phương, thấp nhất là quận huyện, còn cao nhất tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Đó là cái tu sĩ đó, nếu đúng cái danh nghĩa của nó đó. Chứ còn nếu mà anh không ngoài ra cái này, anh không có những cái giấy này thì anh là không tu sĩ lậu đó. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bác. Câu 3, thưa bác, trong Đạo Phật có danh từ đại đức là gì, thưa bác? Đại là lớn, đức là đức lớn. Mà cái đức này, nó ba cái loại đức chứ không phải một. Đức lớn là gì? Anh có công đức lớn, anh có phước đức lớn, và anh có ác đức lớn. Anh làm ở trong ba cái này. Đại đức là ba, là đức lớn nhưng mà nằm trong ba cái này. Còn muốn biết người ta đại đức cỡ nào thì hỏi ta chứ giờ. Thầy á, thầy là đức nào trong ba đức này? Công đức lớn, phước đức lớn, ác đức lớn. Thầy có muốn hỏi người ta là phải hỏi ba cái vế này mới biết. Chứ không phải là nó xưng tu đại đức gì? Đại đức ác, đại đức phước. Nếu không? Mình phải hỏi này, thì câu hỏi này con rất hay, câu này con hốt công đức. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ cảm ơn bác. Câu thứ tư, xin bác cho con hỏi, trong Đạo Phật có danh từ thượng tọa là gì và nhiệm vụ của vị thượng tọa này là ra sao ạ? Chữ thượng là cao, tọa là ngồi cao, để làm gì?
ám chỉ cho mấy ông giảng sư ngồi trên cao giảng đạo. Mà nên nhớ là giảng sư phải có bằng cấp đàng hoàng. Giảng sư ngồi trên cao, nếu anh là giảng sư pháp môn thì anh phải để cái bảng là tôi là giảng sư pháp môn đó, cho hỏi tự do về pháp môn đó thì mới gọi là giảng sư thượng tọa. Không? Nhớ là giảng sư ngồi cao là giảng đạo, chứ không có gì trời, không phải ngồi trên cao để làm một Phật sống, không phải, ông Phật người, không phải vậy. Ngồi trên cao là làm giảng sư, mà giảng sư phải có giấy chứng nhận đàng hoàng, pháp môn nào phải có giấy, có bằng, mà đặc biệt phải biểu là cho hỏi tự do. À, tôi ngồi trên cao, tôi là giảng sư pháp môn đó, cho quý vị hỏi tự do, muốn hỏi cái gì cũng được trong pháp môn tôi, thì mới đúng là một giảng sư chánh nghĩa. Còn nếu mà để ngồi thượng tọa, thượng tọa ngồi không không được, bắt buộc anh phải là có cái chức vụ anh mới ngồi cao. Không ai mà không có chức vụ mà trèo lên cao được hết rồi. Lên cao là anh phải là có cái bằng cấp, mà đa số là giảng đạo thì mới gọi là thượng tọa. Thượng tọa kèm theo chữ giảng sư, tên gì đó mới đúng. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ, câu thứ 5 ạ. Thưa bác, trong đạo Phật có danh từ là hòa thượng là gì và nhiệm vụ của hòa thượng là sao ạ? Chữ hòa đó gọi là điều hòa. Một người ngồi trên cao nó điều hòa. Điều hòa mấy cấp dưới gọi là hòa thượng. Nhưng mà nếu mà cái hòa thượng mà điều hòa thượng tọa điều hòa những cái cấp thấp, giảng đạo thấp thấp được, mà cái hòa thượng này rắc rối lắm. Người nào muốn lên ngồi trên cao mà điều hòa tất cả các chúng ở dưới, phải có cái tư cách. Là cái gì? Nhiệm vụ hòa thượng là nhiệm vụ gì? À, tôi là hòa thượng mà dạy cái pháp môn đại thừa thì phải thông tất cả về đại thừa. Còn nếu mà nói là tôi là hòa thượng đạo Phật thì coi chừng. Đạo Phật là đạo trùm khắp đó. Hỏi cái gì cũng biết hết nè, chứ đừng nói hòa thượng đạo Phật rồi hỏi gì cũng không biết là không được. Mà thứ nhất là hòa thượng là rắc rối lắm à. Ngồi đã lên cao rồi, đã ngồi trên cao mà còn điều hòa ở dưới nữa thì anh phải có cái tư cách cái đó. Tất cả thông suốt gì cái đạo của anh tu, ai muốn hỏi gì làm trả lời được. Tuyệt đối đừng có gì danh mà trèo lên nó ngồi. Tôi hòa thượng hỏi gì không biết rồi coi chừng. Thế giới này gọi là thế giới nhân quả. Thấy không? Coi chừng. Mình không phải là vua ngồi trên. Tức ngay tôi là vua đó là sao đây? Không phải vua thật là sao đây? Hòa thượng tương đương chắc vị vua lãnh đạo trong quốc gia nó chúng ít đâu. Thấy không? Là câu hỏi câu này rất hay. Nhưng mà giờ nói cho nghe vậy đó coi. Thì vị nào mà nếu mà hòa thượng là phải cho đúng tư cách ạ. Nghĩa là phải trùm hết cái lớp dưới mà. Vua thì phải lãnh đạo được toàn dân mới được, mới là vua. Chứ không phải ngồi lên đó là có danh mà không có thực thì không được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bác ạ. Câu thứ 6. Trong đạo Phật có danh lớn là ưu tiên giải thoát, có phải vậy không ạ? Cháu thấy câu này rất lạ. Bây giờ kêu bằng làm lớn mà muốn giải thoát hơi khó. Hơi khó cho này. Chữ giải thoát là dành cho cái con người bình thường thôi nha. Con người bình thường dễ giải thoát. Vì con người giải thoát thì giải là dùng giấy đi ra, thoát ra ngoài cái quy luật này. Anh làm lớn nó dướng dữ lắm. Anh càng làm lớn thì nó càng dính thì khó mà giải thoát hơn. Còn cái người muốn giải thoát là phải bình thường. Giống như con người bình thường con buông con đi được, còn con người mà con dính nhiều quá buông không được đâu, nó dính cứng ngắc lên thì chuyện giải thoát còn lâu lắm. Đừng có mong, càng lớn thì giải thoát càng khó. Nhớ là càng lớn giải thoát càng khó. Mà con người muốn giải thoát là con người bình thường. Vì vậy mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật có dạy bình thường là giải thoát. Người nào bình thường mới giải thoát được, còn người nào dính hoàn toàn không giải thoát được.
Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bác. Câu thứ 7. Thưa bác, người muốn giải thoát có chức vụ lớn thì càng dễ giải thoát, có phải không thưa bác? Thì như nói á, thì chức vụ càng lớn thì càng khó chứ làm sao. Thấy không? Giờ con giống như, con giờ ở Việt Nam đi, con muốn xuất ngoại. Là sao? Tại con có visa đi đi nước ngoài đó. Nhưng mà giờ con dính bề bộn ở Việt Nam quá nên con đi được không? Thì muốn trở về Phật giới mà trái đất này nó dính quá là sao vậy? Vì thế mà cái câu hỏi này nó sai chứ này. Càng chức vụ càng lớn, càng danh vọng càng to, chuyện giải thoát đừng mong, đừng có mong, khó lắm. Theo quy luật nhân quả là nó kéo không cách nào mà thoát ra được đâu, thấy không? Sao nó khó? Vì thế mà đạo Phật, tu theo đạo Phật có hiểu những cái cơ bản này nè. Anh muốn giải thoát là mình phải buông hết cái chuyện cái đời thế gian. Còn anh dính thì đừng có mong giải thoát. Đừng có tưởng tôi làm lớn tôi dễ giải thoát. Càng lớn càng càng nhân quả nha. Trái đất này càng càng nhiều, càng giàu, nhân quả càng nặng này. Với anh làm giàu không cách nào mà anh lao động phổ thông mà anh giàu được. Ông phải lương lẹo mới giàu. Lương lẹo bị nhân quả nữa. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn thầy. Câu thứ 8. Đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát. Cớ sao nhiều người nghe đến hai danh từ lại là chửi và cho là ma vương, sao kỳ vậy thưa bác? Này dễ ở cũng vậy. Giờ thế gian, thế con suy nghĩ là trái đất này là gì? Ta gọi là thế gian, thế giới gian manh xảo trá. Ta nói mà sự thật không chịu, nó chửi. Đạo Phật là giải thoát mà mình con nói bằng sự thật nó không chịu rồi, nó chửi. Khó ở chỗ đó đó. Bây giờ con suy nghĩ là cái giải thoát này ra là nó tìm cách để đi ra ngoài cái vật chất này nè. Mà giờ mà mấy người mà con ra cái này rồi con người ta xung quanh người ta đó ta dính vật chất rồi con nói về cái gì giải thoát nó chịu nghe không? Mà nó chửi là phải rồi. Tôi ở đây nhà cửa ruộng vườn đầy nhóc rồi ông biểu tôi giải thoát chửi rồi. Vì thế mà nghe cái tiếng giải thoát không ai tu đâu. 1.000 người may mắn thì có một người thôi. Người mà đi, mới đi ra con khúc cũng quay trở lại chứ không muốn bỏ đó. Thì nó đúng ra thế giới này mà dạy giải thoát nó chửi là đúng. Thế đất này, thế giới tiền bạc mà tại sao biểu tôi bỏ, biểu tôi giải thoát. Thì nó chửi là đúng rồi. Cái đó là ta chửi không có sai đâu. Rồi ta hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bác. Câu thứ 9. Thưa bác, những người cấm đạo Phật môn giác ngộ và giải thoát có bị nhân quả gì không thưa bác? Thế gian này nguyên tắc á, làm gì cũng bị nhân quả, nhưng mà mỗi người cấm không bị nhân quả gì hết. Vì nó có hai con đường đi. Một á, cái đạo Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, chửi Đức Phật tội không bằng người, cấm cái thiền tông này. Nhưng mà không bị nhân quả, ông Phật không bị nhân quả. Mà chỉ có hai con đường đi thôi. Một là xuống hầm lửa lớn, sống. Hai là kêu sư phụ cứu con. Chứ giờ nó con xuống hầm lửa lớn là sư phụ cứu con. Đi vô sư phụ sống. Vô ổng thì đâu có, đâu vô sư phụ thì làm sao có cái nhân quả gì, phải không? Còn vô hầm lửa lớn không có nhân quả, vô nó khỏe mà không có làm gì đâu. Nó chỉ có nóng chút xíu thôi. Thấy không? Còn thì vô trong các sư phụ đi giành giật, không ai dám làm nữa. Nó không nhân quả gì hết. Nếu mà cấm mà cái thiền tông không có nhân quả, mà có hai đường đi thôi. Một là vô làm đệ tử sư phụ. Hai, vô hầm lửa lớn nghỉ, có vậy thôi. Không nhân quả gì hết. Rồi, cho họ tiếp đi. Câu thứ 10 ạ. Thưa bác, cốt yếu của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát. Cớ sao nhiều thầy tu theo đạo Phật mà lại chê lại chửi pháp môn giác ngộ giải thoát này thưa bác? Mấy người này nói đúng ra họ chê chửi là tại vì họ dính tiền, tu họ dính tiền. Mấy người này gọi là tu nghề, tu kiếm tiền. Thì họ thấy giác ngộ giải thoát là họ chửi gì có vậy đâu. Cái luật của trái đất này. Thấy không? Chữ giác ngộ giải thoát trái đất này hoàn toàn không phù hợp. Trái đất người ta làm ăn ồn ào vậy, không hiểu giải thoát không cho được. Thì nó chửi là phải rồi. Thấy không? Vì thế mà ông Phật á, ông cũng biết, thời ông có giải thích không được.
Thì thôi truyền cho mấy ông văn minh này coi, ông có nào khôn không, khôn thì nhào vô tu, còn dạy sao được vô tu nha. Đó. Vì thế mà cái thời ông dạy không được, các tổ dạy không được, kể vua dạy cũng không được, vua Trần Nhân Tông cũng không dám dạy. Ông có đọc cái quyển số 11, ông ra bờ hồ Thăng Long cũng ngồi, hồ Hoàn Kiếm cũng ngồi. Ông mới nói sờ mắng chửi, ông chửi. Mà mai là ông không nóng với ông nóng, ông nói tao là vua, làm sao trả mấy anh chị sao. Khó lắm, bởi vì cái giải thoát này vua dạy còn không được. Thì đừng có mong cái người thường mà dạy giải thoát này được. Vì thế mà giải thoát, giác ngộ giải thoát ra chửi lên đúng, đúng, đúng theo luật nhân quả, đúng theo vật lý ở trái đất này. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, câu thứ 11. Thưa bác, xin bác chỉ giúp cho cháu cách tạo công đức nhanh nhất và hiệu quả nhất ạ. Cái này nó dễ nhất mà không tốn tiền. Chính hôm nay con ngồi đây, con đứng đây, con hỏi những câu rất hay. Khi nó phát lên mạng đó, thì Tây, Tàu, Nga, Mỹ thì nó biết hết, người Việt ở đó đó. Thấy không? Mà một người hiểu thì cái người hỏi này có công đức. Mà thấy có tốn gì không? Mà nhanh nhất. Ở đây, thí dụ con đi kế nhà kế bên đâu nói, thì cũng một người nghe thôi. Hoặc cho sách cho này cũng một hai người nghe thôi. Mà bây giờ con ngồi đây, con đứng đây con hỏi, ngày mai nó bác trên mạng, 5 phút sau đi toàn cầu. Rồi bắt đầu nó chia sẻ nha, bắt đầu có Zalo nó chia sẻ nữa, sao? Công đức hốt không biết bao nhiêu là, cái có nghĩa là tài khoản của con. Vì thế mà cái người mà được công đức vô lượng thì phải nằm ở trong những cái câu hỏi hay nè. Nên cố gắng tìm những câu hỏi hay hỏi. Hỏi mà rung động được lòng người, hỏi được xóa sạch cái lòng người, hỏi được cứu con người chạy ra ngoài trái đất này nè. Là công đức vô lượng. Đây là những cái câu hỏi mà hôm nay bác mới tiết lộ con biết đó. Chứ hôm trước mà tiết lộ nó hỏi dữ lắm rồi sao chết luôn á. Nhưng mà hỏi phải hay, ta nghe ta thấy ta hay ta mới theo, cứ hỏi dở quá nó không dồn, nó không theo là người ta mình đâu có công đức. Giống như hàng á, con mở ra con bán á, hoàn toàn bán như tôm tươi bỏ nhiều ta mua hết nhiều là công đức nhiều. Những cái câu hỏi nào mà người ta tiếp thu nhiều nhất, mà ta tán dương nhiều nhất, chính là có công đức vô lượng. Không có cái nào mà tạo công đức bằng câu hỏi đâu. Nghe không? Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bác. Câu hỏi thứ 12. Thưa bác, pháp môn Thiền Tông là pháp môn thứ 6 của Đức Phật dạy, được công bố ra ngày 17 tháng 5 năm 2017. Có được nhiều người tu theo không thưa bác? Cái này là công bố, là có cái nhiệm vụ công bố thôi, ra nó chửi quá trời, không biết có người nào thôi. Nhưng mà nên nhớ là dân tộc, cái Thiền Tông này là công bố tại nước Việt Nam, là nước rồng, 97 triệu người, giờ con tính có bao nhiêu người nghe? Thì con sẽ đánh giá được là cái phần trăm của người tu, nghe không? 90 mấy triệu người, giờ có mấy người tu? Mà mấy người tu cũng chưa chắc đi về hết nữa. Vì thế mà truyền thiền người ta nói là truyền 100 người, chỉ có 5 người đi thôi. Thì rất ít, rất khó. Nhưng mà cái thời văn minh này là có người tu nha, chứ thời trước không ai tu. Cái thời mà đồ đá thì hoàn toàn. Mà hơn nữa là tiền văn minh khoa học cũng không ai tu. Mà cái văn minh mà đợi cái loài người sắp quý diệt á, mới công bố ra, thì mặt mai có người tu. Nó khó chỗ này. Những cái phần này, nếu mà người ta còn hỏi câu hỏi này mà nếu mà người ta hiểu được nhiều, người ta sẽ tu nhiều. Phân tích được cái này. Vì sao? Là cái hạt công đức nó rớt cho túi con. Trên công vàng rớt xuống. Đó, trả lời con biết là rất khó. Nhưng mà thời buổi này có thể những câu hỏi được hay, nó sẽ người ta sẽ bắt được, người ta sẽ tu theo. Thời buổi này mới được, chứ còn mà nó xin lỗi, hồi công bố ra cái này cũng không thể là được. Bây giờ công bố mới ra đây thôi, công bố ta không hiểu cái Thiền Tông là cái gì. Đó, rồi bây giờ dần dần á, Thiền Tông ta hiểu được là qua những câu hỏi, chứ không phải qua sách vở đâu. Sách vở là nói về cơ bản thôi, còn mà đi sâu vào Thiền Tông là nó nằm trong những câu hỏi. Chính những câu hỏi này nó có giá trị hơn là đọc sách luôn. Nó thành ra
Thành ra cái thiền tông mà hiện bây giờ tụi con có cứ về nhà tìm những câu hỏi rất hay. Thứ nhất là móc ở trong những quyển kinh, những sách của Đức Phật dạy ra, móc ra đi hỏi rất hay. Hay là những cái giải đáp lần trước mà chưa được thông, không được thông là con phải xoáy vào trong cái này để con hỏi cho nó ra lẽ. Thì con ra lẽ thì người khác hiểu được, thì con có cái phần công đức. Đơn giản vậy thôi. Thì cái đường trở về Phật giới không lưu sụp được. Tất cả những người mà có những câu hỏi hay mà quyết chí nhớ đừng chấp ngã nha, thì đường về Phật giới 100%. Thì sẽ được cấp cho con gọi là cái visa đặc biệt. Về Phật giới bằng visa đặc biệt. Có ông Phật tới rước luôn á. Còn nếu mà visa sườn thì không được, mà visa đặc biệt là ông Phật phải. Ông Phật tới trước dẫn con về. Không có ai mà đi, không có ai dụ con được ở lại đó. Nhưng mà đến nói cho biết nha, về bển buồn lắm á. Không có vợ con hết. không có nhà nha, không có tài sản à. Về bển không có dụ, tôi có nhà luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, 12 câu hỏi của con đến đây đã hết. Con xin được chia sẻ một chút về cá nhân con ở pháp môn Đạo Phật Thiền Tông ạ. Rồi, con nói đi. Dạ, thưa Thầy, sau khi con qua một thời gian từ khi trẻ đến khi trung tuổi, con cũng đã được nghe rất nhiều những từ ví dụ như là Đạo Phật này, rồi thần, thánh, tiên, cô hồn, ngã quỷ, súc sinh, địa ngục, con nghe rất nhiều. Nhưng con không hiểu một tí nào cả. Và trong con thì cũng nhiều lúc con cũng muốn là đến chùa để tìm hiểu xem những cái mà ở ngoài đời thường không có dạy thì ở trong chùa người ta dạy như thế nào để cho mình hiểu. Nhưng thực tế con đi cũng nhiều thời gian, khoảng hơn chục năm, nhưng con không hiểu được một từ nào cả. Mà con chỉ thấy các thầy dạy là cầu này, lễ kia, vân vân. Thế thôi chứ không có cái gì gọi là hiểu biết cả. Thì cũng rất là có duyên thì con mới gặp pháp môn thứ 6 của Đạo Phật là pháp môn Thiền Tông này. Con mới mở hòa ra, hóa ra là Đạo Phật là khoa học thực tế chứ không có phải là cúng cầu lễ lạy gì cả. Đúng là nó lật ngược lại hoàn toàn, lật lại 100% những cái gì suy nghĩ trước kia của con với Đạo Phật. Và con cảm ơn Thầy rất nhiều. Cảm ơn con đã hỏi những câu hỏi rất hay nha. Thì cũng mong rằng những câu hỏi của con sẽ được phát trên mạng 1-2 ngày tới để cho nhân dân Việt Nam ở khắp thế giới biết. Và cũng mong rằng cái pháp môn Thiền Tông này nó được lưu hành theo cái trí thức khoa học vật lý của con người mà nó tồn tại. Nếu nhà nước mình mà ủng hộ thì rất mừng. Vì các vị tổ đã nói rằng Thiền Tông ra đời chuẩn hóa Đạo Phật và phá Tà Tông. Tà Tông là nó không có đúng lời Đức Phật dạy. Như thế mà cái Thiền Tông hôm nay nó công bố ra để gì? Để ta nói bằng sự thật từ hữu hình vô hình. Giống như con vừa nói, trước kia con không biết thần thánh tiên là ai. Vì thế mà ta không hiểu mà mới nó có vụ mà lập miễu, lập đền thờ, thờ thần thánh tiên. Cái nhà thần thánh tiên là cái nhiệm vụ của người ta. Con người bởi vì trái đất là ngũ thuốc tập cư, nếu tính chung là 8 loài sống chung lẫn. Thì Thiền Tông ra đời nó mới giải thích được là nhiệm vụ từng loài. Thì trên trái đất này không ai cầu ai hết. Thì ông Thích Ca không cầu, ông Thích Ca tôi dạy cho ông muốn bước thì tôi rước về. Chứ đâu phải ông biểu lại ông đâu, thấy không? Bởi vì nếu mà, vì thế mà trong Đức Phật, ông có nói không? Tôi dạy các ông phải nghe hành cho đúng, chứ đừng có lại tôi. Lại tôi là mấy ông chửi tôi. lời Như Lai nói ra mà không hiểu, mà đi theo là mấy ông theo mù. Vì thế mà Đức Phật có nói một câu, chúng sanh 10 phần mê muội cả 10, có nghĩa là con ai cũng mê hết. Vì thế mà con đi các nơi con hỏi không ai hiểu, mê mà làm sao hiểu. Mà bây giờ Thiền Tông nó ra đời, nó bung ra thì nó mở ra một cái tia sáng. Ai nhìn được theo cái tia sáng này thì mình nhìn thấy được cái thế giới này, hữu hình và vô hình. Còn nếu mà chấp chửi thì thôi cả nhà đóng luôn. Rồi thôi cảm ơn con đã hỏi những câu hỏi rất hay. Con cảm ơn Thầy. Thưa bác,
Con là Nông Thị Nguyệt, sinh năm 1959, cư ngụ tại 42 Bis Lý Tử Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con đến đây xin hỏi bác 5 câu hỏi ạ. Hỏi đi. Dạ, câu hỏi thứ nhất. Trong buổi giải đáp ngày Chủ nhật 19 tháng 6, 2022, tại chùa Thiền Tông Tân Diệu, con có nghe thầy trả lời rằng chùa Thiền Tông Tân Diệu không có chi nhánh thứ hai. Thầy giải thích rõ thêm cho con hiểu được không ạ? Bây giờ nguyên tắc các chùa thì nó được cái mở chi nhánh. Nhưng mà đặc biệt cái chùa Thiền Tông này là cái thời nó công bố ra thời văn minh nguyên tử. Một điểm, một ở chùa Tân Diệu nói nó phát đi khắp thế giới. Vì thế mà cái chi nhánh thứ hai không thể có được. Nếu có thì nó sẽ thì cái chi nhánh này nó sẽ là tranh giành lại. Người lớn kẻ nhỏ đã tranh giành. Nó vô tình rồi mà bây giờ chùa Thiền Tông mà tranh giành thì cái đường quả ngục nó mở liền. Vì thế mà Thiền Tông ông Phật không cho mở chi nhánh thứ hai. Là sợ mình xuống địa ngục, ôi xấu, hầm lửa lớn chứ gì á. Nếu người nào mà cam kết rằng không lấy đấy, thấy không, thì được. Nhưng mà nếu mà muốn mà tu theo Thiền Tông mà vấn đề phổ biến này, vào đến chùa Thiền Tông Tân Diệu, vào vô có băng quản trị, ta thấy được, ta sẽ đưa mình lên, tùy theo cái cấp bậc ở trong đó. Hiện giờ trong cấp bậc nó có nhiều cái cấp bậc ở trong đó, thì ta chọn mà. Ví dụ người trước qua đời thì người sau nấu lên, con người nào giỏi ta mới cho thế vào. Vì thế mà không thể nào mà cho phát triển cái chùa thứ hai được. Cho phát triển chùa hai có nghĩa là đưa người ta đi vào cửa tử. Vì thế mà ông Phật cấm tuyệt đối là không chùa Thiền Tông không phát triển chi nhánh thứ hai là cái chỗ này nè. Nghe không? Vì ông Phật sợ chú hầm lửa lớn chứ không có gì tại á. Mở mà 10 cái chi nhánh rồi thì nó sẽ có mấy trăm người xuống, chúng em trong ban quản trị xuống hết. Dù muốn không cũng phải tranh gì, tranh giành. Thế giới này mà làm sao mà không tranh giành được, thấy không? Vì lý do vậy mà chùa Thiền Tông không được phát triển thứ hai. Chùa Giác Lý thì được. Giác Lý thì bởi vì giống như người ta dơ rồi đó. Mặc áo đen nó dơ, giống như nhiều kể đó. Còn Thiền Tông mặc áo trắng, không có thể cho dính một chút bợn nhơ được. Là ý chỗ này. Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi thứ hai của con. Nếu như các Phật tử, Phật gia, thiền gia chúng con mở ra chi nhánh thứ hai thì nhân quả của người đó như thế nào ạ? Thiền tu vật lý thì nó có hai con đường đi nhân quả. Một là làm quả báo, hai là xuống địa ngục. Thiền tông nhân quả duy nhất là chỉ có vào hầm lửa lớn thôi, chúng được đi đường tàu đó. Bình thường đây là người ta biết, bình thường người ta tu rồi mà cũng bị, chứ đừng có nói mà mở. Mở là kể như cả như đeo đá, đeo mấy cục đá to mà biểu lội qua biển, lội không nổi, nó chìm, vừa xuống là nó chìm rồi. Vì thế mà Phật tuyệt đối không cho mở cái chi nhánh của cái Thiền Tông là chỗ này. Thấy không? Rồi, cho hỏi tiếp. Dạ, câu hỏi thứ ba của con là nếu những người ở tỉnh xa không có điều kiện về chùa thường xuyên thì có nên mở Thiền Tông Thất hay không ạ? Bây giờ cái Thiền Tông Thất mở được mà dường như phải có cái ban, mà nhớ là phải có về chùa lấy cái nội quy. Ở trên chùa cho cái ban quản trị chùa nó có bản nội quy 6 điều. Làm đó rồi vào lại cái ban rồi đưa cho cái nội quy này nè. Thì được. Thì cái nào mà, nhưng mà với điều kiện là nhà nước phải chấp thuận là cho hoạt động tập trung nha, luật tôn giáo giờ nó cho đó. Cái thất thì được có mấy người thôi, nhưng mà được xin nhà nước thì nhà nước cho. Thì từ đó được quyền cầu truyền hình. Cầu truyền hình. Nha, nhớ. Nhưng mà nên nhớ đó, cái cầu truyền hình này thì nó cũng phải cách nhau cả trăm cây số. Chứ không thể là hai cái nhà kế bên được. Thí dụ Hà Nội có một cái, thì Hà Nội thứ hai không có. Lên Hưng Yên được. Hưng Yên qua Quảng Ninh được. Qua Cao Bằng Lạng Sơn được. Mỗi một tỉnh có thể được cái thôi. Một tỉnh nào nó rộng quá thì đầu tỉnh cuối tỉnh được. Chứ bên nó gần thì nó cũng tranh nữa. Để chi? Để khi muốn đặt câu hỏi gì thì cầu truyền hình trực tiếp hỏi được. Thứ hai, nếu mà truyền thiền không đi được thì cũng tại nhà. Tới phiên mình cũng đọc cái bài ngộ thiền của mình. Để ta xác nhận. Để ta xác nhận để chi?
Vì thế mà khi mà cái thiền tông mà nhà nước được công nhận rồi đó thì sẽ phát triển nhiều cái thất. Nhớ được thất mà phải, nhưng phải tổ chức đàng hoàng, chứ không phải tổ chức có người hay người được, nó phải có cái ban của nó. Mà với điều kiện mà chính quyền cho phép hoạt động, thấy không? Rồi tập trung những câu hỏi. Bởi vì mà mỗi khi truyền thiền rồi người ta có kèm theo câu hỏi, thì mình đặt một câu hỏi, nó đỡ tốn kém. Thí dụ mà từ Bắc vô Nam này mà muốn đi vô đây phải gọi rẻ nhất cũng phải 10 triệu mới đi được, chứ có 2-3 triệu sao đi. Là máy bay cũng 3-4 triệu rồi, rồi tiền xe nữa. Thì nên mở, nên mở, nhưng mà cái đó phải tổ chức cho rõ ràng. Đừng có gì chút xíu mà hơn thua tranh giành. Tranh giành bởi vì cái kiến chấp còn bị, huống chi tranh giành nó còn quá trai kiến chấp nữa. Phải hiểu cho rõ cái này, hiểu rõ cái quy luật này thì mới mở cái thiền tông thất được, rồi mới mở cái cầu truyền hình được. Nhưng mà nên nhớ là mình là tổ chức phải cho rõ ràng, ai lớn ai nhỏ ai chịu trách nhiệm gì, chứ đừng có xen vô trong cái bạn về cái, ở chùa nó có cái 6 cái điều nội quy mà gắn trong cái ban quản trị thì phải áp dụng cho cái kia luôn. Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi thứ tư của con là các thiền tông thất đã hoạt động rồi thì nên hoạt động tổ chức như thế nào cho đúng, thì thầy vừa trả lời rồi ạ. Câu hỏi cuối cùng của con, thầy nói là bình thường là giải thoát. Con xin thầy giải thích cho con một câu chuyện. Hồi Đức Phật còn tại thế, một ngày Đức Phật có hỏi các vị tỳ kheo là như thế nào là một vị tỳ kheo xuất chúng. Thì tất cả các vị tỳ kheo nói có phải là người đa văn như tôn giả A Nan là tỳ kheo xuất chúng không? Đức Phật cũng bảo không phải. Một người khác hỏi có phải là như Mục Kiền Liên thần thông xuất chúng, có phải là một tỳ kheo xuất chúng không? Đức Phật cũng bảo không phải. Rồi có những người nói rằng là những vị tỳ kheo ngồi thiền rất lâu có phải là tỳ kheo xuất chúng không? Đức Phật cũng bảo không phải. Thì tất cả mọi người đều ngơ ngác hỏi Đức Phật rằng vậy như thế nào là một vị tỳ kheo xuất chúng? Thì Đức Phật nói rằng một vị tỳ kheo bình thường là một vị tỳ kheo xuất chúng. Đức Phật nói một người tỳ kheo bình thường là giờ nào và việc nấy. Hồi đó con cũng không hiểu thế nào là một vị tỳ kheo xuất chúng, bình thường như vậy lại xuất chúng ạ. Xin thầy giải thích cho con câu thầy vừa nói là bình thường là giải thoát ạ. Bây giờ con suy nghĩ này, con bình thường á, ở trong tất cả người tu vật lý hay là không tu vật lý, bình thường là cái gì? Con giải thích được cái chữ bình thường không? Biết giải thích được không? Dạ con rồi. Chưa hiểu hết ạ. Rồi, chữ bình thường là con không suy nghĩ, con suy nghĩ là mất bình thường. Bình thường vì thế mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật bảo là bình thường là đạo. Cái đạo đó là con đường đi, mà con đi con đường không suy nghĩ là đi đâu? Đi vào trong cái sanh tịnh niết bàn. Phải nhớ cái chỗ này, mà đi bằng cái gì? Đi bằng công đức. Còn con mà đi bằng công đức, con phân biệt so sánh nha. Còn con đi bằng phước đức là khác à. Đi phước đức là mặt con vinh mà vinh lên, giống như nhà giàu mà đi xe mà mấy chục ngàn đô hãnh diện lắm, đúng không? Còn nếu mà đi mà ác đức là sao? Đi xe rất nặng nề rồi sao? Nó rầu buồn. Vì thế mà trong đạo nó là bình thường. Con bình thường là không suy nghĩ. Ai không suy nghĩ người đó gọi là bình thường, không có tu. Có suy nghĩ nhưng mà nếu mình không theo suy nghĩ. Bởi vì cái chỗ này là tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Tư kiến bất lập tri tức tính niết bàn. Tri kiến mà con suy nghĩ tiếp là nó là đi vô cái vô minh, vô cái nhân quả luân hồi. Thấy không? Vì thế cái chữ bình thường này là người ta không có tưởng, ta tại người ta giải thích được cái bình thường chính là không suy nghĩ. Con suy nghĩ là bình thường thôi. Còn con suy nghĩ là con động. Con động nhưng mà cái khi cái kia bằng cái con đường nó có nhưng mà không có xe chạy, nó cũng có con đường. Có con đường xe chạy là nó mất cái động rồi. Thấy không? Vì thế mà con sống theo cái đạo Phật, mà nếu mà con đừng suy nghĩ gì hết. Có gia đình lo gia đình, có tổ quốc lo tổ quốc, tạo công đức về, tạo phước đức lên, tạo ác đức xuống, con phải hiểu cái này. Thì con mới, cái bình thường có nghĩa là cái bình thường nhưng mà không suy nghĩ, nhưng mà con biết à, con sống bằng cái biết cái tánh Phật này, biết tánh Phật là thanh tịnh.
sống trong cái thanh tịnh, đó là sống vì tánh Phật. Tạo công đức thì coi gì hơn. Từ mai mốt rồi con đọc cái bài Đường về Phật giới thì rõ ràng, bây giờ nó rõ ràng rồi đó, từ giai đoạn. Nhưng mà Đường về Phật giới nó còn thiếu một cái khúc nữa là về Phật giới. Phật giới hành, bên chư Phật hành lễ rước một tánh Phật về như thế nào đây nè, chưa biết cái này, chưa về. Nó có cái công thức đường về bển nữa. Phật giới, từ Phật giới vào trái đất, vào gia đình, sống mấy chục tỷ năm, chưa ai biết. Ai biết đi vô bằng cái kiểu nào mà tại sao phải vô đây. Mà bây giờ nó đã công bố từ cái tánh Phật, từ trái đất đi về Phật giới. Chỉ chui vào được cái bầu kia là hoàng Phật thôi. Chưa có cái buổi lễ tiếp đón, nó còn thiếu cái buổi lễ tiếp đón mình đó. Rồi dặn cái gì đó, nó còn khúc nữa. Nghe không? Từ từ. Đó. Chừng nào cái quyển giáo lý mà nó ra hết á, thì cái này nó sẽ kết nối thành một cái chuỗi dài, một chu kỳ của một vị Phật đi. Rồi nó giải thích được tất cả các thành thánh tiên được cái thế giới này hết sao. Bây giờ sống trên trái đất này là hoàn toàn không ai hiểu các cõi vô hình đâu. Mà bây giờ chỉ nương theo cái thiền tông trả lời, người ta biết một phần nhỏ về cõi vô hình. Chứ còn nếu mà cái giáo lý mà nó ra rồi đó, thì nó sẽ phơi bày tất cả những cái gì ông Ngọc Hoàng ông ở đâu, nghề gì cũng làm, nó nói ông Phật là ai, ông Thượng Đế nằm ở đâu, thần thánh tiên là cái gì, thì giáo lý nó hết. Có nghĩa là nó lột trắng cái sự thật của cái đất và tam giới này, kể cả Phật giới càng khôn vũ trụ, phơi bày trắng như bằng ngày. Khúc đó làm sao A-di-đà-phật dẹp. Rồi sao nó không tu nữa. Bây giờ đã bây giờ nói là phải là bình thường là đạo, bình thường đạo rồi. Nếu anh bình thường thì là còn chuyện của tu. Con suy nghĩ ra tâm bình thường, thanh tịnh rồi hết tu gì nữa, tu. Kêu bằng thanh tịnh thì tánh Phật nó loại ra, tri kiến Phật bắt đầu loại ra liền. Sống bằng tánh Phật rồi bắt đầu thấy biết hết rồi. Hồi đó bị vô đây tính là cái âm dương của thế giới vật lý nó quay qua cái tánh Phật nhìn thấy không được. Nó thấy nó dằn ta 16 thứ cái cửa, nó chặn cái chưởng cửa, nó thấy nghe nó biết của tánh Phật. Bây giờ nó bình thường rồi, nó dừng lại tất cả những cái thế giới này, thì tánh Phật bắt đầu tri kiến Phật mở ra liền. Đó, ý là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con đã hết 5 câu hỏi ạ, con cảm ơn bác ạ. Rồi cảm ơn con đã hỏi. Còn ai nữa mời tiếp đi. Kính thưa bác, con tên là Phạm Thị Thoan, con ở từ Hưng Yên đến. Và hôm nay có anh Đào Ngọc Thanh, anh có nhờ con hỏi giúp 5 câu hỏi, nhờ bác giải đáp giúp anh ấy ạ. Rồi, con hỏi đi. Vâng, con xin hỏi câu 1 ạ. Kính thưa bác, 36 vị tổ sư thiền tông khi hết duyên sống có trở về Phật giới hay không ạ? Hay phải đi theo dòng thiền tông cho đến khi pháp môn thứ 6 của Đức Phật công bố ra thì các vị tổ sư này mới về Phật giới được ạ? Cái phần này thì nó tùy theo cái việc làm của người ta. Có nhiều vị tổ á, nó luân chuyển theo để nói con cũng có nhiều vị tổ á, xong rồi về không cần ấy. Bởi vì khi mà cái công bố của cái giáo lý nó ra rồi đó, thì ở bên cái tầng Bình Lưu nó có một cái ông Phật Thích Ca ngự ở đó, và một số tánh Phật nữa, kim thân Phật nó ngự đó. Người nào muốn về thì tự động người ta đến là rước về, tùy theo. Còn vị tổ, có nhiều vị tổ nó muốn theo cái dòng thiền này là nó không về, cái đó tùy theo, không trả lời chính xác được. Người nào muốn về, tất cả các tổ đều có công đức hết mới được làm tổ. Thấy không? Rồi nếu muốn đi nữa thì đi, còn nếu muốn ấy về thì khi hết thì người ta không có tổ chức rần rộ như là tổ chức rước tánh Phật. Các vị Phật kia rất âm thầm ta về thôi. Mà cũng là do ông Thích Ca, ông đưa ra tầng mình lưu rồi ông dặn dò về giống như cái này thôi. Nhưng mà cái 36 vị tổ này nè, mà đặc biệt ông Trần Nhân Tông không được về. Ông Trần Nhân Tông có cái nhiệm vụ phải theo sát cái thiền tông này. Chừng nào kết thúc cái thiền tông thì ông Trần Nhân Tông mới được về. Vị tổ đời thứ 34 của thiền tông. Đặc biệt ông Trần Nhân Tông phải ở đây. Để chi? Để theo dõi, vì cái nước của ổng mà, cái nước của ổng quản lý, thì bây giờ ổng phải ở đây hết nhiệm vụ. Khi nào thiền tông chấm dứt
thì ông Trần Nhân Tông mới được về Phật giáo. Rồi câu hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu hỏi thứ hai. Thưa bác, khi tánh Phật từ Phật giới vào loài người, mượn thân người tạo công đức, thì mỗi một con người đều có một vị thần giám sát, theo dõi tính Phật của người đó để thực thi nhân quả. Khi tánh Phật bị luân hồi vào các loài địa ngục và các loài súc sinh, thì các vị thần giám sát quản lý tính của loài đó, không ạ? Bây giờ tất cả những đi vào trong cái địa ngục là xuống cái địa ngục là có ông thần giữ địa ngục thôi. Xuống dưới kia là tự động nó, ví dụ 18 tầng thì 18.000 năm nó tự động nó trồi lên. Thì cái tầng thiên nhất thì khi nào mãn rồi thì ông thần giữ địa ngục mới thả ra, mới cho trở nhập trở lại. Còn vô loài súc sinh những vậy, ví dụ bây giờ con mang cái nghiệp của cái loài súc sinh bao nhiêu đời thì vô đó do cái nhân quả trong cái loài đó tự động nó trôi nha. Rồi mà chỉ biết rằng là quăng vô trong cái loài súc sinh rồi thì chỉ biết là đầu thai bao nhiêu lần ở trong đó, thì nào xong hết thì ông thần mới cho trả ra là đi theo cái nhân quả của lục đạo. Còn mình vô cái loài súc sinh thì ở trong súc sinh thôi, bao nhiêu đời phải ở trong đó thôi, đó là tự ở trong đó lo. Cũng như giống như con mà vô trong họ tộc thì thần không vô được nha, mà vô họ tộc rồi họ tộc trô luân hồi đầu thai làm người rồi thì ông thần mới đầu quản lý con, quản lý cái nghiệp của con là vậy đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi cô ba. Thưa bác, những người học dốt hoặc không có học, kém hiểu biết, những người này khi đến những nơi linh thiêng huyền bí thì tỏ ra rất sáng suốt, thích thú, tin tưởng. Có phải những người này họ mang tần số âm quá cao không ạ? Hay là do nghiệp của người đó ạ? Bây giờ con người mà không thông suốt ha, mà vô trong cái loài âm nó sáng suốt là do cái loài âm nó giúp đỡ. Vì loài âm nó nhìn phá được cái cõi âm mà. Thành ra con người đó, thường thường con người âm mà thấy vậy, người đó rất mê cái linh thiêng. Mà nói đúng về cái mê tín thì ổng mê tín. Chứ bằng sáng suốt theo kiểu mê tín. Còn mà sáng suốt theo kiểu kêu bằng dương, nó không có, nó biết cái này nhưng mà nó không theo. Những cái đó là không theo. Vì thế mà giống với cái người mà người ta tu á, ngồi tu 37 pháp quán mà ta tu thấy này thế kia, người ta thích là do cái loại âm giúp mình. Nhưng mà cái người họ hiểu cái này họ không thèm cái này. Cái đó là do cái loại âm giúp mình lâu ngày thì mình theo nó luôn, nữa mình chết mình theo luôn đó. Người ta sợ cái chỗ này. Vì thế mà Thiền Tông ra đời nó mới giải thích rằng cái cõi âm là cái gì, tại sao mình tu mình được. Trả lời đó, ông Phật Thích Ca ông tu thì cũng phải loại âm giúp ông, là thần thánh tiên giúp ông, đây là cái nhiệm vụ. Còn mình không phải, con không phải mà muốn thành thánh thì mình ngồi 5 phút mình thấy là thần thánh tiên nó giúp cho mình thấy. Nhưng mà thần thánh tiên này là ai? Nó nằm trong thập loại thánh đó. Thập thánh là của hồn nó lập ra, cũng nó cũng có cái ban, nó ban giả đó. Thần thánh tiên quản lý, còn cái thần thánh tiên này là nó giả để nó rước những người tu chứng đắc ở thế giới này nè. Vì thế mà cái chứng A-la-hán nó có hai cái loại. Một vị Phật mà chứng A-la-hán là do thần thánh tiên giúp xuất thần thông. Một vị A-la-hán mà người phàm mình tu là do loài cô hồn nó giúp, để mình cũng có thần thông, mình cũng chết được. Nhưng mà chết được phải vô cái loài đó ở. Bởi vì cái thế giới này nó có hai cái loài. Ví dụ mà con sống về pháp luật thì pháp luật che chở, còn con sống ngoài không pháp luật thì nó có cái pháp luật ngầm á, nó giúp con. Ta nói là mình nói ở đây gọi là giang hồ á, nó giúp. Nó cũng có cái lực của nó, nhưng mà cái lực chính quy và cái lực không chính quy, cái lực phá. Nó vì thế mà mới hiểu là tu theo đạo Phật phải hiểu cái hàng cõi âm nó có hai cái thế lực, một thế lực thần thánh tiên thật sự có nhiệm vụ, một thế lực là có thập loại thánh nó giúp mình, nó lừa gạt mình, nó giúp mình đi theo. Vì thế mà ta sai là sai cái chỗ đi theo. Vì thế mà tại sao là nó tu mấy người tu được thành này thành kia, tu thành thánh luôn á, là thánh nào? Mình phải hiểu thế giới này ngũ thú tộc cư mà thánh nào? Thánh mà thật sự nhiệm vụ là không có bài là cái chuyện này. Mà thánh không phải nhiệm vụ,
là nó dụ là cái thánh của thập loại thánh bày ra, gọi là thánh giả đó. Rồi, con hỏi tiếp đi. Vâng, con xin hỏi câu 4 ạ. Thưa bác, người tu theo pháp môn thiền tông mà đi ra đường nhặt được tiền vàng, người này đem số tiền vàng này đi làm công đức, vậy người đó có được công đức không ạ? Và cái người bị mất ấy thì cũng có được công đức không ạ? Không, không có đâu. Chỉ cái kia là nó thầy con là cái phần của con á, đi đâu mà bị rớt á, thì đương nhiên là cái nghiệp của con tới đâu cũng phát của đó. Đây là cái nghiệp con phải trả, con phải mất thôi. Còn con không mất thì có người ta sẽ trả lại cho con. Còn nghiệp mất luôn là tại tới đây tại số tôi phải mất một số tiền này nè. Cái người mà lấy đi làm công đức thì người đã có thôi, có người kia không biết. Không biết được cái đó. Thấy không? Mà chỉ cái người làm thì bị ông Phật quản lý. Chính con làm rớt cái tiền này cũng do cái ông thần quản lý con, suối con phải làm mất cái nợ này. Rồi cái ông kia mới lộn được, ông đi làm. Mỗi người đều có phần quản lý riêng mà. Cái nghiệp con đang ở cái nhà này tự nhiên buồn quá, muốn bán đi chỗ khác. Tự nhiên con mà không phải, tự nhiên con đi được đâu. Trong lòng con nó xúi dục đủ thứ vậy. Thấy không? Rồi con phải đi. Rồi sau đó con đi thời gian rồi con mới suy nghĩ, ủa tại sao tôi phải bỏ chỗ này tôi đi á. Thì con mới nhìn thấy lại hồi tại sao có ai xúi mình á. Chính là cái thực thi nhân quả, dòng thần thực thi nhân quả. Bây giờ số mày ở đây xong rồi, hết rồi đi. Cũng như vợ chồng hai người ở đó, mày ở 20 năm thôi, sau mốt năm đi, mỗi người đi nơi thì do cái hai cái ông quản lý nè, thần quản lý, ông xé ra. Mà người ta tưởng là ông Tư và Nguyệt đó, thứ hai ông thần quản lý rồi. Thần quản lý tánh Phật và thực thi nhân quả. Nhân quả mày ở đây được 10 năm, mày phải đi chỗ khác. Ông dẫn con đi để có cái nhà khác, hoặc tên bậc giàu hoặc nghèo. Có nhiều khi con ở đây vậy chứ con đi chỗ khác con giàu, là cái số con cũng vậy. Tất cả con làm ăn trên thế gian này cũng vậy. Tính toán giàu ấy cỡ nào thì cũng là do cái nghiệp của con. Nghiệp con mà phát triển giàu thì con giàu. Còn nghiệp con mà nghèo thì nó cũng phải kéo xuống nghèo. Thấy không? Do cái, mà cái người thực thi ai đó là cái ông thần quản lý con á. Thấy không? Bây giờ tới hơn khi cuối đời rồi thì một là con... Một đời đó thì ông có chấm dứt là con đi đâu. Con có đọc cái bài trong cái bài mà Thiển Phật gia về Phật giới. Coi cái công đức có không. Rồi cái bầu tàn thức coi có cái gì trống. Đọc hết ra. Thì ta thực thi theo cái lệnh này nè. Thấy không? Rồi mới trình lại cái ban thần thánh tiên á. Rồi ta mới đồng ý rồi mới đưa vào cái ban thực thi nhân quả. Nó có cái tổ chức, có cái hệ thống chứ không phải là mình làm ngang được. Cái cõi âm nó làm còn rất kỹ hơn cái cõi dương của mình đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Con hỏi câu 5 ạ. Thưa bác, trên trần gian con người có sự hơn thua, tranh giành, chém giết lẫn nhau, vậy người âm có giống như trên trần gian không ạ? Bây giờ con mà con ra tranh giành chém giết nhau là do cái nghiệp đời trước tới bây giờ. Thấy không? Mà con sống ở đây là nó thì con là do có cõi âm điều khiển. Trên trái đất này nè, người, thần, thánh, tiên, ảo quỷ. Một người bốn loài âm. Bốn loài âm điều khiển con người. Điều khiển cái nhân quả con người phải làm. Con người chính là công cụ để làm cái nhân quả trái đất này. Chính con người tạo trái đất này sinh tươi và chính con người hủy diệt trái đất này, đốt trái đất này là con người, là do cái nhân quả. Nhưng mà nhân quả đó là ai? Do ông thần. Bây giờ nói trái đất này giờ sống là gần đủ rồi, đủ không? Tụi bay đánh lộn rồi đốt trái đất đi. Tự nhiên xuống đập lộn nhau thôi. Mà ngày xưa thí dụ mà người A nước này thù nước kia đó, thì sao lại đưa quân qua đánh chết vài chục người, trăm người cũng. Bây giờ hả? Nó nhấn nút một cái nó cháy luôn một nước luôn rồi. Rồi sao? Đó. Do ai xuống cái này? Mà những người làm lớn nguồn tờ người ta có học thức cao hết đó. Nhưng mà tại sao người ta phải tới cái nước đó người ta mê bụi như vậy? Vì tới đó ta không còn kiểm soát được người ta nữa. Thì do cái thập loại kia nó nhào vô, nó xuống phải là để cho trái đất đi theo cái chu kỳ của nó. Giờ con suy nghĩ... Thì bây giờ tất cả những cái vũ khí mà để nó
tiêu diệt trái đất này. Nó khủng khiếp lắm chứ không phải đâu. Ngày xưa đó, 1945 mà bom nguyên tử nó rớt xuống Nhật Bản đó, sát hại đường kính có 2 cây số mà bây giờ nó lên mấy chục lần bao nhiêu, có thấy không? Sát hại khủng khiếp. Mà hồi xưa đó là lên có 1.000 độ giờ nó lên 1.000.000 độ. Sao đốt như thế nào? Mà đường bắn kính nó khủng khiếp đó. Bây giờ trên mạng nó bình luận về cái này rất nhiều. Mà đây là cái quy luật, ông Phật nói đây là cái quy luật của nó. Đức Phật khi với Phật về Phật giới 3.000 năm trái đất này bị hủy diệt đó. Mà giờ ông về được là nhiều 2.564 năm, còn 400 mấy đó. Mà có thể sống nổi 400 mấy với cái đài văn minh hiện giờ không? Đó chính Phật ông nói trong sách vở nó đàng hoàng chứ không phải ấy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, câu hỏi của con đã hết ạ. Con xin chúc bác mạnh khỏe ạ. Rồi, cảm ơn con hỏi. Cháu xin chào chú Nguyễn Nhân. Cháu là Đinh Văn Đại ở Mai Động, Kim Động, Hưng Yên. Cháu làm nghề lái xe. Cháu đi đường thường là cháu hay ví dụ như những con giun, con kiến hay là con cóc về cháu trèo lên, cháu có bị nhân quả không? Không, cái nhiệm vụ nó vậy mà. Tại cái kiếp mày làm con trùng mày phải chịu thôi. Thấy không? Đó không có. Cái này là gọi là nhịp sống bình thường của con người. Nếu mà nhân quả thì con ăn trái cây, ăn cái cọng rau con bị nhân quả. Này nó không phải. Đây là cái nhịp sống bình thường. Không có nhân quả. Kể cả trong họ tộc không ăn thua vậy. Mà chỉ nhân quả là nó quyết định là địa ngục và qua báo hoặc là thầm lửa lớn. 3 cái nhân quả này thôi. Còn tất cả kia là nhịp sống bình thường. Đây là quy luật gọi là nhân quả tự nhiên. Bây giờ á, con mà con sống mà con làm cái gì, con chết con làm con thú. Thì con thú là phải giúp cái người ăn cái gì thôi. Nó quay lụt quay ra. Nhưng mà cái dự này nó không, con đường về Phật giới nó không bị đóng nè. Con về đường Phật giới bị đóng là đi vô trong cái nghiệp mà của quả báo á. Thấy không? Thì mới đóng rồi, trong cái quả ngục á mới bị đóng rồi. Còn quả báo địa ngục cũng không đóng. Nên nhớ là đó là cái mà địa ngục và cái quả báo á là nó áp dụng cho người tu. Còn người không tu thì áp dụng nhân quả của gia tộc. Không ăn thua gì hết. Áp dụng cho người tu mà bị nhân quả thì cũng có ngày về được. Còn trong họ tộc, ôi thì làm gì làm, nhưng mà tôi có công đức, ông thần cho về. Gọi là nhân quả tự nhiên, không sao hết, đừng có lo. Vì thế mà con cài ruộng hay là con chim nó ăn con này con kia, con cài đến, con này con kia nó bung lên, phải không? Không thui đâu, con đi con đạp. Nhưng mà có điều là họ người ta tu ta hiểu sai chứ này. Mấy ông thầy tu đi mà không dám băng dài, sợ đạp con này con kia chết vì nhân quả, không phải vậy. Đâu, ông hiểu cơ bản này. Anh làm con trùng làm sao? Bây giờ anh đi chân không, anh có đạp con trùng không? Cũng đạp chứ. Thấy không? Thế gian này tại cái luật nhân quả nó áp dụng cho người không tu và áp dụng cho người tu và áp dụng cho người quỷ hoại cái này. Nó có 3 cái dế này. Thấy không? Người không tu mà bị nhân quả, chuyện bình thường. Ủa cái này thế giới vật lý thì đương nhiên là phải ăn chứ, không lẽ tôi ăn là tôi nấu con gì trùng nó cũng chết chứ, không lẽ tôi ăn nó giết tôi sao? Thấy không? Đừng có lo cho đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu số 2 nè. Nhiều khi con đi xe ví dụ như gặp những cái con mà cháu con không tránh được mà vẫn bị trèo lên nó thì... Không, ăn thua gì hết á. Đó là cái lực tự nhiên. Bây giờ cái thế chẳng đặng đừng. Bây giờ con đương chạy xe nó đâm đầu vô rồi sao tao con thắng kịp. Thấy không? Cái là tự nhiên. Chừng nào mà con cố ý mà trong cái này cũng không trả, cũng trả và cũng không về nhân quả là của cái cố ý thôi. Giải thoát vẫn về được nha. Thấy không? Giải thoát vẫn về được. Trừ trường hợp mà cái nhân quả mà quý diệt cái thiền tông này là cái nhân quả không dễ được thôi. Đừng có lo cái đó. Con cảm ơn bác. Con xin hết ạ. Rồi, cảm ơn con hỏi.
Vâng, con kính xin kính thưa thầy soạn giả Nguyễn Nhân và con kính thưa ban quản trị chùa Thiền Thông Tông Tân Diệu. Tên con ở Đỗ Thị Vỉa, con ở Sơn La. Con có 3 câu hỏi xin hỏi bác Nguyễn Nhân. Thưa bác, trước kia con đi tụng kinh mà có tối nào con cũng đi, nhưng con tụng kinh bát nhã mà con học đến thuộc lòng, tối nào cũng tụng, mà bây giờ con nhận được pháp môn này, con nghĩ nè, chắc chúng con chỉ tụng kinh cho Phật nghe thôi. Thế cho nên con hiểu, và con cũng hôm nay là nhân tiện chúng con ở đầu Tổ quốc mà đã vào đến đây, chúng con xin hỏi bác là một câu là ba, con thấy trong kinh nói là ba đời chư Phật đều nương vào kinh bát nhã ba na mật đa mà chứng được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, và con thấy kinh đó rất là vi diệu. Vậy con xin hỏi bác giải đáp cho con, bác giải cho con câu kinh sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, có nghĩa là như thế nào ạ? Cái này là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đấy là lỗi là sinh, nói chuyện sinh diệt ở trái đất này. Còn các cái nhà giờ nó có, đốt cháy mất là mất cái nhà, thấy không? Nhà nó không có, có cái nhà. Con có ra đây mang thân người, con mất, đốt, mất cái thân, mất thân còn. Là nói gì? Thế giới sinh diệt, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đây là Bát Nhã Tâm Kinh. Đơn giản rồi, câu hỏi tiếp đi. Con có hỏi câu thứ hai. Thưa bác, việc làm của gia đình con và con là nuôi lợn, nuôi gà và phun thuốc làm cây. Con cảm thấy những con côn trùng do chúng con phun thuốc sâu mà nó chết. Vậy con, việc ấy của con có gây nghiệp không? Và có ảnh hưởng đến việc tu giải thoát của con không ạ? Nghiệp không, là con giết người đó. Giết người mới là nghiệp. Giết con này con kia là con trả nghiệp nó thôi. Còn con giết trùng là tại vì nó ở trong cái loài này bắt buộc con người phải giết, dân mình phải giết. Thấy không? Không có, không có nghiệp. Nhưng mà bây giờ con suy nghĩ cái nghiệp á, nghiệp mà tôi về Phật giới được là khác, còn nghiệp ở lại luôn ở đây là nó khác. Nghiệp mà sinh hoạt này kia nọ đó thì gọi là kêu bằng nghiệp tự nhiên, có công đức ông thần cho về. Còn nghiệp mà xuống quả ngục không được về. Thấy không? Còn nghiệp mà xuống địa ngục thì cái pháp môn của ông Phật ông công bố ra nó bị lệch, con không biết được. Đó, con phải hiểu cái này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Con xin hiểu hỏi câu thứ ba. Con đi máy bay vào chùa Tân Diệu. Con xin hỏi bác, máy bay bay ở tầm đó có phải là tầng Bình Lưu của chư Phật ngự không ạ? Nếu lên tầng Bình Lưu rất là khó thở, rất là khó thở, và khí hậu con thấy là loãng, khó thở. Con xin bác giải thích cho con hiểu có đấy có phải là tầng Bình Lưu không ạ? Tầng Bình Lưu là nó tới 50 cây số nữa. Còn bây giờ con đi máy bay thí dụ cao lắm là 11-12 cây số thôi, thấy không? Nó chỉ chuyển qua cái tầng áp suất nhẹ thôi. Còn ở dưới này là áp suất nặng. Áp suất nặng đây là thì con thở bình thường, mà con lên trển á mà con khó thở là gì? Do cái ổn áp máy bay nó không hoàn hảo, nó khó chịu vậy thôi. Thấy không? Được chút xíu nó hết. Bởi vì nguyên tắc mà máy bay mà lên cái tầng hút nhẹ đó thì ổn áp phải chuyển theo liền. Còn nếu mà nó không chuyển theo được thì làm như con gì mất không khí vậy, ngộp. Thế đó nó bình thường thôi. Còn lên tầng Bình Lưu á, lên tới đó ông Thích Ca rước đi luôn mà. Là tầng Bình Lưu thì nó cũng gần trái đất. Vâng. Thế cuối cùng con xin chân thành chúc thầy và toàn thể ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, con xin cảm ơn ạ. Cảm ơn con đã hỏi.